Đúng, đi sớm một bước vẫn hơn là đi muộn một bước. Tôi đoán nếu để sau thì áp lực càng lúc càng lớn, đến cuối cùng sẽ phải trình lên hội nghị thường trực quốc vụ viện nghiên cứu quyết định. Không chỉ có ở chỗ Thủ tướng Tô, Phó Thủ tướng Ninh nếu có thể thì cũng nên đến báo cáo. Lăng Chính Dược cảm nhận một tia áp lực, biểu hiện của Triệu Quốc Đống càng lúc càng trầm ổn. Hắn vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống là người hay kích động, thích làm lớn, nhưng bây giờ hình như không giống. Trầm ổn và kích thích không phải là hoàn toàn đối lập, nhưng trầm ổn thường là biểu hiện của sự trưởng thành về chính trị. Đối với cán bộ trẻ như Triệu Quốc Đống mà nói nếu có thể tạo được hình tượng trầm ổn lại không thiếu sự sắc bén thì có thể nói là khá thành công. Mà Triệu Quốc Đống đã làm được việc này, từ việc toàn lực đẩy mạnh hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, phản đối hạng mục hóa chất thông thành, Triệu Quốc Đống rất tự nhiên thể hiện cá tính và quan điểm của mình. Bây giờ ở vấn đề phòng giao dịch tài sản An Đô thì hắn lại được ít điểm nữa. Ít nhất Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong đều coi trọng quan điểm của Triệu Quốc Đống, muốn làm được như vậy là không đơn giản. Mặc dù Lăng Chính Dược cũng biết tâm trạng ghen ghét này là hơi hẹp hòi, là một bí thư tỉnh ủy thì hắn không cần phải so đo việc này với cấp phó. Nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống thật sự quá xuất sắc, quá hoàn mỹ làm cho Lăng Chính Dược vô thức cảm thấy một tia không thoải mái. Tôi cũng có cảm giác này nhưng chỉ cần chúng ta có thể thành công ngăn Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đóng cửa phòng giao dịch tài sản An Đô, phòng giao dịch tài sản tiếp tục được kinh doanh thì tôi nghĩ coi như đã thành công. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng. Tôi tin Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ tỉnh táo nhận thức được tác dụng của phòng giao dịch tài sản An Đô đối với sự phát triển của khu vực đất liền. Đây là mệnh đề chính trị, mà nếu muốn giải quyết mệnh đề chính trị thì thủ đoạn kinh tế và thủ đoạn pháp luật cũng chưa hội tụ đủ lực lượng, càng không cần nói về thủ đoạn chính sách. Chỉ có thể dùng thủ đoạn chính trị để giải quyết. Lăng Chính Dược nói rất kinh điển. Triệu Quốc Đống thầm than thở, Lăng Chính Dược luôn am hiểu việc đẩy chuyện lên độ cao chính trị nhất định. Quyển 20, chương 68. Triệu Quốc Đống rất hy vọng có thể ở Bắc Kinh vài hôm nữa nhưng hắn biết điều này là không thực tế. Cũng may một loạt hoạt động báo cáo công việc, gặp mặt trong 3 ngày qua đạt hiệu quả khá tốt. Ngày thứ hai Hiệp hội Giám sát Chứng khoán khi báo cáo với Phó Thủ tướng Bành Tiến Quốc cũng không đạt được hiệu quả mà Hiệp hội Giám sát Chứng khoán mong muốn. Ở phương diện này Bành Tiến Quốc khá cẩn thận, nhất là liên quan đến hai ngành lớn, còn liên quan đến lợi ích của An Nguyên. Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đưa ra ý kiến tạm dừng kinh doanh của phòng giao dịch tài sản An Đô nhưng Bành Tiến Quốc không ủng hộ, chẳng qua Bành Tiến Quốc đồng ý việc trình lên hội nghị thường trực quốc vụ viện để nghiên cứu, nhanh chóng xác định sự tồn tại của phòng giao dịch tài sản An Đô. Trên thực tế kết quả này đã biến tướng coi như bật đèn xanh cho phòng giao dịch tài sản An Đô. Ít nhất đến ngày thứ hai phòng giao dịch tài sản vẫn còn hoạt động, có thêm 12 công ty tham gia giao dịch, số tài khoản đăng ký đạt trên 400.000, tăng trưởng với tốc độ khó tin, kim ngạch giao dịch cũng nhanh chóng vượt qua 400 triệu, có lẽ theo lượng giao dịch hiện nay thì chưa tới cuối tháng đã vượt 500 triệu. Gần như tất cả các tạp chí kinh tế, tài chính đều đánh giá sự đột phá của phòng giao dịch tài sản An Đô mang lại cái gì. Cũng có người thảo luận có nên chuyển việc kinh doanh từ Thượng Hải, Thâm Quyến sang An Đô không? Đương nhiên tránh không được có người nhảy ra chỉ trích phòng giao dịch tài sản An Đô treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh nghĩa giao dịch tài sản để giao dịch chứng khoán phi pháp, phê bình Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không quyết đoán có hành động với loại phòng giao dịch tài sản này. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán cũng tránh không được đứng ra giải thích hoặc ám chỉ đôi chút, tóm lại dư luận khá hỗn loạn. Dư luận đưa tin liên tục không ảnh hưởng mấy đến việc kinh doanh của phòng giao dịch tài sản An Đô, chỉ cần không phải giới truyền thông chính thống tỏ thái độ thì không vấn đề gì. Đối với An Nguyên mà nói càng quan trọng hơn là thời gian kéo dài càng lâu, số công ty giao dịch càng dài, sức ảnh hưởng của phòng giao dịch tài sản An Đô càng lớn, như vậy ai muốn đóng cửa nó cũng gặp áp lực cực lớn. Đúng là do tâm trạng này nên An Nguyên ngay từ đầu đã lấy chiến lược lấy lui làm tiến. Đồng ý tiếp nhận Hiệp hội Giám sát Chứng khoán điều tra và giám sát, cũng phối hợp tích cực một vài yêu cầu do Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đưa ra, nhưng chút thỏa hiệp này không thể thỏa mãn Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Cho nên tranh chấp về phòng giao dịch tài sản An Đô vẫn còn tiếp tục, nhưng dù như thế nào thì chỉ cần phòng giao dịch tài sản còn tồn tại thì An Nguyên đã thắng. Kết quả không phải các anh vẫn thấy sao? Phòng giao dịch tài sản An Đô vẫn đang tiếp tục kinh doanh giao dịch, đây là kết quả. Mặc dù không phải kết quả cuối cùng nhưng tôi nghĩ mọi người đều ý thức được điểm này, kể cả Quy. Triệu Quốc Đống có vẻ rất ngạc nhiên. Hắn vừa từ sân bay về văn phòng thì mấy người Dương Kính Quang, Dương Thiếu Bằng, Trương Hoành Vĩ đều đến văn phòng hắn. Chủ tịch, ý của anh là phòng giao dịch tài sản An Đô vẫn duy trì theo xu thế hiện nay.
Dương Kính Quang có chút không dám tin. Lúc trước Hiệp hội Giám sát Chứng khoán liên tục truyền tới tin tức bất lợi, thái độ của bọn họ rất cứng, kiên quyết yêu cầu đóng cửa phòng giao dịch. Hơn nữa một ít truyền thông mạng cũng lộ ý này làm An Nguyên khá khẩn trương. Theo tôi thấy hình thức kinh doanh có thể không thay đổi mấy, dù sao hình thức hiện nay phù hợp lợi ích giao dịch hai bên, nhưng bên giám sát có lẽ có thay đổi. Triệu Quốc Đống rất cẩn thận nói. Ngài nói là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ tiếp nhận chức năng giám sát. Dương Thiếu Bằng nói xen vào, trong thời gian này Dương Thiếu Bằng khá tích cực, đi lại gần với mấy người Dương Kính Quang, Trương Hoành Vĩ, Hứa Kiều. Quang Minh Chính Đại tiếp nhận thì không, như vậy có nghĩa Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thừa nhận hình thức tồn tại của phòng giao dịch tài sản An Đô chúng ta. Tôi đoán bọn họ sẽ cùng với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hội đạt thành thỏa hiệp, lấy lý do phòng giao dịch tài sản An Đô là thí điểm để giám sát, đây là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể có được. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Bản thân tôi rất hài lòng với kết quả này. Đây cũng là bình thường, bây giờ đang trong giai đoạn cải cách, thí điểm. Cho phép sự vật mới tồn tại cũng là hợp tình hợp lý. Dương Thiếu Bằng hùa theo. Nhưng cục diện này khá vi diệu, nếu có thể thì tôi muốn nhanh chóng kết thúc giai đoạn tìm tòi thí điểm, đạt được thân phận chính thức mà không phải là lén lút như tình nhân. Trung Quốc dần dần tiến vào xã hội pháp trị, cái loại đi trên bờ răn chính sách, thí điểm lục lọi, cũng là không chính quy, hoạt động trong phạm vi quy định pháp luật cho phép mới là chính xác nhất. Quan điểm của Trương Hoành Vĩ làm mọi người thấy mới mẻ. Cũng làm cho Triệu Quốc Đống động tâm. Khi rất nhiều người còn si mê thông qua thủ đoạn không chính quy, kể cả cái gọi là lợi dụng ảnh hưởng xã hội và cái nhìn đại cuộc để đạt lợi ích chính trị, Trương Hoành Vĩ lại thấy được khuyết điểm từ vấn đề này. Trung Quốc cần phát triển, cải cách thời kỳ đầu là ném đá qua sông, nhưng đến giai đoạn này thì lại khác, phải nghiêm khắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Trương Hoành Vĩ nói cũng làm cho Dương Kính Quang cùng Dương Thiếu Bằng cân nhắc thật lâu. Mọi người vốn cho rằng dùng phương thức này giải quyết vấn đề là tốt nhất, nhưng Trương Hoành Vĩ nói lại làm cho bao cố gắng đã thực hiện trở nên rất bình thường. Trương Hoành Vĩ ý thức được điểm này nên cười cười tự giễu. Đương nhiên ở tình hình thực tế của An Nguyên thì có thể giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Ngày 1 tháng 5 gần tới, ý kiến về hình thức kinh doanh phòng giao dịch tài sản An Đô cuối cùng đã có. Trong một năm tiến hành kinh doanh thí điểm sẽ do Hội Giám sát Chứng khoán cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phụ trách chỉ đạo giám sát, không hề nghi ngờ trong đợt tranh chấp này Hiệp hội Giám sát Chứng khoán ở trình độ nhất định vẫn giữ được ưu thế. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin rơi xuống làm giám sát nhưng coi như có thu hoạch. Dù sao phòng giao dịch tài sản An Đô về bản chất đã là mô hình giao dịch chứng khoán, chẳng qua các công ty lên không phải niêm yết chứng khoán mà thôi, nó còn miễn cưỡng có thể lấy danh nghĩa giao dịch tài sản để ngụy trang. Vì vậy Hiệp hội Giám sát Chứng khoán tham gia giám sát là hợp tình hợp lý. Về phần Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, ít nhất phòng giao dịch tài sản An Đô do cố gắng của bọn họ mà thành lập ra, nó khiến lãnh đạo chủ yếu của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện có ấn tượng rất sâu. Kinh doanh thí điểm một năm gần như quyết định đặc xá, tuyên bố phòng giao dịch tài sản An Đô có thể quang minh chính đại tồn tại. Một năm sau ai biết sẽ như thế nào? Rất nhiều người cũng rõ một năm sau số công ty giao dịch ở phòng giao dịch tài sản An Đô sẽ đạt trên 100 công ty đến từ khắp tỉnh thành phố trong cả nước, mỗi ngày giao dịch vài tỷ thậm chí vài chục tỷ thì ai có thể dễ dàng đóng cửa. Quyết định này làm vô số nhà đầu tư cùng công ty vừa và nhỏ xôn xao, càng làm cho phòng giao dịch tài sản An Đô giống như một con rồng thoát khỏi xích bay lên trời cao. Đối với An Nguyên mà nói nếu như có thể khiến các thị trường gây dựng sự nghiệp chuyển hết tới phòng giao dịch tài sản An Đô, như vậy phòng giao dịch tài sản An Đô không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thế chân vạc với trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến, sẽ phúc xạ ra tận khu vực Duyên Hải, khắp khu vực đất liền. Mà tham vọng An Đô thành trung tâm tài chính của cả khu vực đất liền cũng càng khả quan hơn. Quyển 20, chương 69. Triệu Quốc Đống suy nghĩ về bản tài liệu mà Trúc Văn Khôi trình lên. Thực tế bản tài liệu này năm ngoái Trung Dược Quân đã đề cập qua với hắn nhưng hắn không quá để ý. Không ngờ hiệu suất làm việc của Ninh Lăng nhanh như vậy, bây giờ đã có phương án quy hoạch chính thức trình lên tỉnh. Có cân nhắc là đi hơi dài không? Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Trúc Văn Khôi xuất thân mảng xây dựng, lúc làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh cũng được đánh giá tốt. Lúc Triệu Quốc Đống làm thị trưởng Hoài Khánh đã có quy hoạch đô thị khá tốt nhưng sau đó khi Đàm Lập Phong, Phó Thiên, Lữ Thu Thần chủ chính cùng với bộ máy quan liêu nên ý tưởng quy hoạch đô thị của Triệu Quốc Đống không thực hiện được. Sau khi Trúc Văn Khôi đến Hoài Khánh liền Bắc Kinh chữa trị hệ thống xây dựng mà Triệu Quốc Đống đặt ra, gặm không ít xương cứng, đả thông không ít đoạn đường cụt,
cũng khiến cho giao thông đô thị Hoài Khánh thuận tiện hơn chút, làm dân chúng Hoài Khánh đánh giá cao. Trúc Văn Khôi rất nhiệt tình và có hiệu suất làm việc cực cao. Với phong cách của Trúc Văn Khôi mà làm thị trưởng Ninh Lăng thì đúng là rất thích hợp. Ninh Lăng giai đoạn này cần có một thị trưởng có phong cách cứng rắn, mãnh liệt để thúc đẩy Ninh Lăng đi tới đợt sóng mới. Chủ tịch, vấn đề này thực tế khi tôi chưa rời khỏi Ninh Lăng cũng đã nói ra, nhưng khi đó chủ yếu là triển vọng. Nhưng căn cứ tốc độ phát triển hiện nay của Ninh Lăng, triển vọng trước đó giờ còn có chút lạc hậu. Chúng tôi vốn dự tính 8-10 năm sau Ninh Lăng sẽ dùng giao thông tàu điện ngầm giảm bớt áp lực giao thông cho quần chúng, nhưng bây giờ xem ra phải làm sớm 3-5 năm. Nếu không chỉ chậm một chút là áp lực giao thông nội thành Ninh Lăng sẽ cực lớn. Trúc Văn Khôi trịnh trọng nói, trên mặt không còn vẻ tùy ý như bình thường, không biết đây có phải do thân phận hai bên đã thay đổi không? Có thể nói đây là lần đầu Trúc Văn Khôi đến văn phòng Triệu Quốc Đống báo cáo công việc sau khi y làm thị trưởng Ninh Lăng. Quy hoạch phòng giao dịch tài sản An Đô đã hoàn thành từ mấy năm trước và bắt đầu tiến hành công tác phê duyệt. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đã chính thức phê duyệt phương án xây dựng phòng giao dịch tài sản An Đô. Năm ngoái An Đô cũng bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị công tác xây dựng giai đoạn đầu, dự tính tháng 5 năm nay sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Đối với An Đô mà nói phòng giao dịch tài sản xây dựng khá chậm, công tác giải phóng mặt bằng là gánh nặng lớn đối với An Đô. So sánh với các thành phố lớn khác xây dựng phòng giao dịch tài sản như Bắc Kinh, Thượng Hải thì thu tài chính của An Đô rõ ràng thấp hơn, hơn nữa chịu ảnh hưởng lớn từ tiền lãi đất nên tài chính của thành phố đúng là không đủ cho hạng mục phòng giao dịch tài sản khổng lồ này. Các ngân hàng cũng rất lo lắng đối với tốc độ tăng trưởng của An Đô. Mặc dù lượng dân cư lưu động ở An Đô là rất lớn, sớm vượt quá yêu cầu cần xây dựng An Đô, nhưng xây dựng phòng giao dịch tài sản lại là việc nuốt tiền. Không có thực lực tài chính hùng hậu làm chỗ dựa thì rất dễ khiến anh gánh chịu áp lực khổng lồ. Chẳng qua đối với đô thị với áp lực giao thông càng lúc càng nghiêm trọng thì phòng giao dịch tài sản là không thể tránh khỏi. Đương nhiên xây dựng phòng giao dịch tài sản cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho quy hoạch đô thị của An Đô. Nhất là sau khi quy hoạch tuyến đường phòng giao dịch tài sản đi qua khiến cho khu vực xung quanh phát triển, từ tiền bán đất có thể thấy là tăng lên như thế nào. Đúng là ở điều kiện này nên Ủy ban thành phố An Đô mới quy hoạch một lúc 5 tuyến đường, khởi động trước 3 tuyến, 2 tuyến còn lại thì để giai đoạn 2. Văn Khôi, theo tính toán của các chuyên gia thì một đô thị cần phòng giao dịch tài sản thì GDP ít nhất là trên 200 tỷ, thu tài chính cũng phải đạt tỷ lệ nhất định, vấn đề này Ninh Lăng không sao. Nhưng về mật độ dân cư thì dân cư nội thành phải đạt 70%, quy mô đô thị phải rất lớn, hai điểm này Ninh Lăng đúng là có chút chênh lệch. Triệu Quốc Đống từ tốn nói, Chủ tịch, theo xu thế phát triển hiện nay thì GDP của Ninh Lăng đột phá thêm vài chục tỷ là không khó, vấn đề thu tài chính cũng nắm chắc, dân cư nội thành có thể đột phá thêm nữa. Hiện nay tuy xây dựng giao thông đô thị của Ninh Lăng khá tốt, phát triển nhanh nhưng vẫn có chênh lệch với yêu cầu của dân chúng. Chúng tôi lo rằng trong mấy năm tới lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn. Nhất là hiện nay xe gia đình gần như là phổ biến. Ninh Lăng vốn tự nhận tỷ lệ đất dành cho giao thông là rất cao nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể coi như miễn cưỡng đủ dùng, trong mấy năm tới sẽ có ít tí tắc đường trong nội thành. Chúng tôi cần đảm bảo thỏa mãn nhu cầu giao thông của dân chúng, muốn tăng sức cạnh tranh và phát triển của đô thị Ninh Lăng, có lẽ vài chỉ tiêu Ninh Lăng không quá phù hợp nhưng chúng tôi cho rằng Ninh Lăng cần đi trước một bước. Trúc Văn Khôi cười cười giải thích. Có tiền đúng là khác. Triệu Quốc Đống cười nói. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong còn đau đầu vì vấn đề tài chính, anh lại đến chỗ tôi ưỡn ngực nói Ninh Lăng không thiếu tiền, muốn xây dựng phòng giao dịch tài sản. Phòng giao dịch tài sản tính bình quân mỗi km cũng mất đến vài chục triệu, cả tuyến đường ít nhất phải trên tầm chục tỷ, sao không tính tới đường sắt trên cao? Đường sắt trên cao liên quan vấn đề phức tạp hơn phòng giao dịch tài sản, hệ thống an toàn, chống ồn, yêu cầu phức tạp hơn nhiều về hoàn cảnh mặt đất hơn so với phòng giao dịch tài sản. Có lẽ điểm duy nhất có lợi là giá thành xây dựng và tốc độ. Nhưng chúng tôi cũng phải cẩn thận cân nhắc thà đồng ý trả nhiều kinh phí xây dựng nhưng cố gắng không ảnh hưởng đến an toàn và xã hội. Trúc Văn Khôi cũng hiểu tâm tư của Triệu Quốc Đống. Thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác, cân nhắc ở cấp độ sâu hơn, liên quan rộng hơn. Triệu Quốc Đống quan tâm đến vấn đề lợi ích của dân chúng nhiều hơn, về phần tăng trưởng kinh tế và GDP thì tuy quan trọng nhưng đã lui xuống vị trí thứ hai. Thực ra ở giai đoạn cuối khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã cho thấy điều này. Vấn đề xây dựng nhà xã hội thì Trúc Văn Khôi cũng từng phản đối Triệu Quốc Đống vì làm quá nhiều, nhưng sự thật chứng minh Triệu Quốc Đống đã nhạy cảm nắm bắt phương hướng chính trị.
Khi mà việc chứng thực xây dựng nhà xã hội gần như là không thể, xây dựng nhà xã hội ở Ninh Lăng đã đi trước, hơn nữa vượt xa các nơi trong tỉnh thậm chí cả nước. Bộ xây dựng đã điểm danh khen ngợi việc xây dựng nhà xã hội của Ninh Lăng. Tháng 6 tới Ninh Lăng sẽ tổ chức hội nghị đảm bảo giá nhà đất, hội nghị mang tính toàn quốc hấp dẫn không ít người chú ý. Ồ, các anh cân nhắc chu toàn như vậy thì tỉnh nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng tôi phải nhắc anh đi trước một bước là chuyện tốt nhưng phải tổng hợp cân nhắc chi tiêu tài chính, không nên vì vấn đề phòng giao dịch tài sản mà ảnh hưởng đến công việc khác. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Anh cũng là cán bộ từ Ninh Lăng đi ra, bây giờ về làm thị trưởng, Ninh Lăng làm như thế nào duy trì được vị trí đầu tàu là đáng để nghiên cứu. Xu thế phát triển năm nay của Ando không kém, quý đầu tăng 11,2% so với cùng kỳ, cao nhất trong 10 năm qua. Có lẽ quý 2 còn nhanh hơn, Ninh Lăng không được lơi lỏng. Ha ha, chủ tịch, chúng tôi đã thấy Ando phát triển, đúng là đáng mừng. Chẳng qua Ninh Lăng không sợ, phòng giao dịch tài sản mang lại ảnh hưởng lớn cho Ando, tôi đoán nửa cuối năm tốc độ tăng trưởng của Ando còn cao thêm mấy phần trăm. Có thể nói phòng giao dịch tài sản đã nghênh đón thời kỳ phát triển mới. Dù sao Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong coi như là tích xúc 2-3 năm mới được như vậy. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Một phòng giao dịch tài sản, một thành phố quốc tế, hai hạng mục này năm nay ít nhất giúp Ando thêm 2-3%, đây là ưu thế của tỉnh thành. Hắc hắc, chẳng qua Ninh Lăng cũng có tự tin của mình, hệ thống tín dụng về cơ bản đã thành quy phạm, hiện nay thị trường tài chính tích cực nhất không phải là Ando mà là Ninh Lăng. Các ngân hàng nước ngoài, công ty đảm bảo, ngân hàng thôn trấn, các hệ thống tài chính mới này đều đến Ninh Lăng, hơn nữa phát triển khá tốt. Nó có lợi cho sự phát triển của công ty vừa và nhỏ của Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi rất tự tin và đắc ý, cũng không thèm để ý đến xu thế gây sự của Ando. Quý 1 Ninh Lăng cũng tăng trưởng rất nhanh, đạt 18,5%, cao hơn Ando không ít. Hơn nữa Trúc Văn Khôi tự tin 3 quý tới vẫn đè được Ando. Xem một chút trong 35 công ty giao dịch ở phòng giao dịch tài sản Ando thì Ninh Lăng chiếm 10 nhà, hơn nữa tăng giá đều là cao nhất. Bây giờ mấy công ty này thu hút thêm tài chính đều dự định thành lập bộ phận nghiên cứu, đổi mới sản phẩm, tăng năng lực, hoặc là mở rộng quy mô sản xuất, hệ thống kinh doanh, có thể nói đều muốn làm lớn. Theo xu thế phát triển hiện nay của thị xã thì chênh lệch giữa Ninh Lăng và Ando sẽ càng kéo dài hơn. Ando tuy có ưu thế tỉnh thành nhưng xây dựng hệ thống phần mềm của bọn họ chênh lệch với Ninh Lăng quá nhiều, không phải thoáng cái là đền bù được. Quyển 20, chương 70. Ando năm nay đúng là có xu thế phát triển rất nhanh, điều này cũng khiến Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong khá tự hào. Bọn họ vốn hy vọng năm nay có thể đoạt lại vị trí dẫn đầu từ tay Ninh Lăng nhưng Ninh Lăng không cho Ando bất cứ cơ hội gì. Có lẽ 2-3 năm trước có tốc độ tăng trưởng ổn định giảm dần khiến không ít người nghi ngờ về nền kinh tế Ninh Lăng, nhưng tốc độ tăng trưởng năm nay của Ninh Lăng lại làm rất nhiều người ý thức được mình đánh giá sai về Ninh Lăng. Một thể chế kinh tế trên 200 tỷ mà mong vẫn duy trì tốc độ trên 25-26% là không thực tế. Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đặt mục tiêu cho Ninh Lăng vào khoảng 20%. Đây không quá cao nhưng theo Trung Dược Quân, Trúc Văn Khôi thấy đã là đủ. Chỉ cần kinh tế Ninh Lăng phát triển ổn định với tốc độ từ 15-20%, bọn họ thấy đó là đi vào quỹ đạo tốt. Bây giờ bọn họ đặt nhiều vào kiện toàn cơ chế đảm bảo xã hội, muốn Ninh Lăng trở nên khác các nơi khác. Xây dựng nhà xã hội Ninh Lăng đi đầu cả nước, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Đây cũng là quan điểm của Trung Dược Quân. Sau khi làm thường vụ tỉnh ủy, Trung Dược Quân bắt đầu nhảy ra khỏi vòng tròn Ninh Lăng, nhìn nhận góc độ cũng ở cấp cao hơn. Văn Khôi, xem ra anh rất coi trọng tương lai phát triển của Ninh Lăng. Vậy anh nói xem so sánh với Hoài Khánh thì Ninh Lăng có ưu thế ở đâu? Điểm yếu ở đâu? Bị Triệu Quốc Đống hỏi một câu đột nhiên như vậy làm Trúc Văn Khôi sửng sốt, lát sau hắn mới nói. Hoài Khánh so với Ninh Lăng thì cũng có chút ưu thế, nhưng ưu thế chủ yếu là tự nhiên, ví dụ như vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, gần Ando, diện tích bình nguyên lớn, tài nguyên nước ngầm phong phú, điều kiện giao thông tốt. Đương nhiên cũng có chút ưu thế sản nghiệp, ví dụ như ba tuyến quốc gia đi qua đây, cùng với ngành điện tử thông tin mà ngài đặt ra lúc còn ở Hoài Khánh. Mà Ninh Lăng lại thông qua cố gắng của mình thành lập sản nghiệp trụ cột càng lúc càng hùng hậu, xây dựng hệ thống tăng trưởng kinh tế cũng quy phạm, kiện toàn hơn. Đương nhiên Ninh Lăng bởi vì cách xa Ando khiến Ando dễ thành trung tâm kinh tế của khu vực, ví dụ như thành thành phố trung tâm của khu vực An Tương. Chỉ như vậy thôi ư? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Đương nhiên đây không phải là quan trọng nhất,
tôi cảm thấy vẫn là có chênh lệch về quan niệm tư tưởng của cán bộ và xây dựng hệ thống, chế độ. Trúc Văn Khôi có chút do dự mới nói. Tôi ở Hoài Khánh 2 năm, chính xác mà nói mặc dù đã làm một chút việc nhưng không khí làm việc không tốt, gặp nhiều cản trở, hiệu suất kém, hay đùn đẩy, ý thức phục vụ không tốt. Mặc dù muốn thay đổi nó nhưng nó có trụ cột sinh tồn, như mạng nhện đan xen vào nhau làm muốn đổi cũng khó khăn. Ninh Lăng thì tôi không cần nhiều lời, tôi cảm thấy có thể rất nhanh dung nhập, hơn nữa có cảm giác được cởi trói để làm việc, hơn nữa cùng suy nghĩ với các quận, huyện bên dưới, cảm giác thoải mái, thông thoáng này đúng là hiếm có. Trúc Văn Khôi thở dài nói. Tôi đồng ý làm phó thị trưởng ở đây cũng không muốn đến vài nơi khác làm thị trưởng. Triệu Quốc Đống gật đầu, Trúc Văn Khôi nói khá thật, mặc dù trong hiện thực chưa chắc đã chọn như vậy, nhưng ít nhất cũng là nói ra tiếng lòng. Một hoàn cảnh thích hợp thi triển tài năng đối với một người mà nói là rất quan trọng. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy nếu anh cảm thấy hoàn cảnh không tốt thì anh sẽ nên dùng hết khả năng mà thay đổi, không phải là thích ứng với nó. Đúng Văn Khôi, ngoài sân gôn Diệu Hồ ra thì Ninh Lăng lại định xây dựng sân gôn thứ hai à? Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi. Mặt Trúc Văn Khôi cứng lại, có chút xấu hổ xoa tay. Chủ tịch, có phải ai cáo trạng không? Văn Khôi, ai cáo trạng không quan trọng, chủ yếu nằm ở chỗ các anh có làm việc này không? Quốc vụ viện đã ra lệnh cấm xây dựng sân gôn Diệu Hồ chính là làm xong thủ tục trước khi quốc gia có chính sách cấm, các anh bây giờ sao lại muốn xây dựng sân gôn? Định vượt gió gây án hay là nghĩ hoàng đế xa không quản được? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Kinh tế Ninh Lăng đã phát triển đến mức một sân gôn không thỏa mãn đủ nhu cầu sao? Chủ tịch, trước mặt ngài tôi cũng không vòng vo, Ninh Lăng thu hút đầu tư là đưa vào một sân gôn, chủ yếu nghĩ tới chiến lược mở rộng đô thị về phía đông quá nhanh, vị trí sân gôn Diệu Hồ quá tốt nhưng không thể thỏa mãn nhu cầu. Hơn nữa chúng tôi cũng muốn kéo một sân gôn mới tới để thúc đẩy khai thác khu vực xung quanh cho nên. Văn Khôi, thu hút đầu tư là việc tốt nhưng anh phải biết hạng mục sân gôn sớm bị dừng, dùng cái gì mà là xanh hóa hay công viên để lừa dối, bên trên không cứng tay có lẽ không sao, một khi ra tay không chừng Ninh Lăng sẽ thành điển hình, nhất là vị trí của Ninh Lăng bây giờ đang bị bao người chú ý. Các anh không phải cố ý đẩy mình vào làn tên mũi đạn sao? Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nói. Cân nhắc vấn đề chu đáo một chút, không nên xúc động nhất thời, tôi biết anh muốn nói gì, xung quanh đều làm thế. Không thấy ai có vấn đề gì. Nhưng Ninh Lăng không được, không thể chịu nổi nếu có chuyện. Trúc Văn Khôi nóng lên, hắn cũng biết Triệu Quốc Đống đang nhắc gì. Chỉ là hạng mục sân gôn này rất quan trọng, cũng là một chi tiết trong chiến lược phát triển quy hoạch đô thị mà Trúc Văn Khôi đưa ra, hơn nữa còn là chi tiết khá quan trọng, có thể thật to tăng sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn của khu vực này. Mà hạng mục này cũng được thị ủy, ủy ban Ninh Lăng tán thành. Trung Dược Quân mặc dù tỏ vẻ lo lắng vấn đề xét duyệt của hạng mục sân gôn nhưng cũng không kiên quyết phản đối. Chủ tịch tỉnh, Trúc Văn Khôi do dự như đang suy nghĩ gì đó. Thật sự không có cơ hội gì sao? Văn Khôi, anh suy nghĩ đi, nếu như ở Hoài Khánh hoặc nơi khác thì tôi sẽ không nói gì, sửa chữa cũng đơn giản. Nhưng ở Ninh Lăng nếu bị lộ ra ánh sáng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều lần, hơn nữa sẽ ảnh hưởng lớn đối với anh và Dược Quân. Tôi không đồng ý như vậy. Quốc gia dừng hạng mục sân gôn là có lý của mình, tôi cũng hiểu nhu cầu quy hoạch của Ninh Lăng. Ý của tôi là nếu như có thể thì nên dùng cách khác. Ví dụ như sân gôn đổi thành trung tâm triển lãm, nhà hát, nếu không thì điều chỉnh tuyến tàu điện ngầm cho thích hợp. Không nên khiêu chiến điểm giới hạn của Trung ương. Tôi hiểu đứng trên sườn núi nhìn khu vực xung quanh, trên mặt lộ vẻ hưng phấn cùng với đôi chút khẩn trương. Nơi này có vị trí khá tốt, nằm bên cạnh quy hoạch thành phố quốc tế An Đô. Tuyến tàu điện ngầm số 3 sẽ đi qua đây. Hồng Phát Phú đứng bên đưa ống nhòm tới, Tô Hiểu cảm ơn một tiếng, dùng nó nhìn ra xa xa. Các thứ đập vào mắt trở nên rõ ràng hơn, cách 1.200m phía trước có một khu hồ nước, cây cối thấp, là vùng đất hoang vu, lượng giải tỏa không cao, duy nhất có thể có chút phiền phức chính là ngọn đồi nhỏ bên phải. Hồng Thúc, bản đồ. Tô Hiểu một bên quan sát một bên ra hiệu Hồng Phát Phú lấy bản đồ ra. Ồ! Chính là khu này, nhìn xem, vị trí khá tốt, tuyến tàu điện số 3 rất gần, nếu chúng ta xây dựng sân gôn ở đây thì giá đất sẽ tăng lên rất nhanh. Hồng Phát Phú xoa xoa tay hưng phấn nói. Ban quản lý thành phố quốc tế đã tỏ rõ thái độ ủng hộ chúng ta xây dựng sân gôn, lấy danh nghĩa câu lạc bộ thể dục, đi một đường vòng. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng quyết định, đưa vào áp dụng. Theo chú biết thì cách chỗ chúng ta 8 km về phía đông cũng có quy hoạch sân gôn.
bên kia đúng là đây, cách bên này khoảng 12 km, cũng có một sân golf đã khởi công. Bọn họ to gan hơn, lấy danh nghĩa công viên thể thao. Hồng Thúc, chú hình như rất tin tưởng không lo lắng sân golf bị cấm hả? Tô Hiểu nghiêng đầu đứng thẳng lên. Tô Hiểu, cháu lo gì vậy? Chúng ta có mở sân golf không? Câu lạc bộ thể dục thôi mà, nó giống công viên thể thao, công viên giải trí mà, mọi người đều hiểu, đây không phải là mánh lưới thu hút đầu tư sao? Hồng Phát Phú không cho là đúng. Thời này có rất nhiều chuyện chỉ làm nhưng không nói. Xem Ando có bao sân golf, lại xem có mấy cái được phê chính thức. Tôi nói với Tô Hiểu, toàn tỉnh chính thức được duyệt chỉ có 3, Ando 2, Ninh Lăng 1, bây giờ có bao nhiêu? Chính quyền o phải người mù, kẻ ngu, hắn chẳng lẽ không nghe, không thấy sao? Nhưng không phải vẫn chấp nhận ư, bọn họ muốn cái này. Quyển 20, chương 71. Tô Hiểu không bị lời của Hồng Phát Phú đầu độc, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, thi thoảng dương mắt nhìn xung quanh. Mới hơn 7 giờ sáng nên trời khá lạnh, Tô Hiểu chỉ mặc một chiếc áo dài tay có một cảm giác rất thiên nhiên, thanh tĩnh, mái tóc đen buông thõng trên vai, không vén lên như bình thường càng làm cô thêm lạnh nhạt, thản nhiên. Hồng Thúc, mặc dù chúa cũng tự tin quốc tế cảnh trình không yếu hơn người khác nhưng chúng ta không thể không cân nhắc một cách chu đáo. Theo cháu biết mấy cấp bộ trung ương đang liên hợp tiến hành chỉnh lý các sân golf chiếm đất phi pháp, cháu có chút lo lắng nếu như lần này. Mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Nếu là vậy thì sẽ là tổn thất rất lớn đối với quốc tế cảnh trình. Tôi hiểu, năm 2004 quốc gia đã có chính sách tạm dừng xét duyệt xây dựng hạng mục sân golf, hơn nữa cũng tiến hành rà soát, đây đã là lần thứ mấy rồi. 4-5 lần rồi, lần nào không phải làm cho có. Ando bây giờ đã có 5 sân golf xây dựng xong, 2 sân golf đang xây dựng, tất cả đều là sân golf tiêu chuẩn. Ngoài 2 sân golf được phê duyệt, mấy cái khác thì xây dựng sớm nhất là năm 2005, nói vượt gió gây án cũng không quá đáng mà. Sân golf bên Hồ La Định mới xây dựng năm trước, năm nay sẽ xong mà có lời lẽ gì đâu. Hồng Phát Phú cảm thấy Tô Hiểu quá lo xa. Chủ yếu nằm ở chỗ sân golf này đều là do chính quyền địa phương khuyến khích, ủng hộ xây dựng. Trung ương có chính sách nhưng cơ sở không thực hiện được thì chỉ coi như cơn gió. Hơn nữa Trung ương đưa văn bản tạm dừng mà sân golf muốn phát triển, bây giờ đã xây dựng xong thì chỉ có thể theo thực tế mà xử lý, cùng lắm phí thêm chút tiền mà thôi. Nếu như chúng ta không làm mà để người khác làm thì khi chuyện xong rồi sẽ là lúc người ta có lợi còn mình thiệt. Tô Hiểu cũng biết Hồng Phát Phú nói không sai, bây giờ sân golf nở hoa khắp nơi, không riêng gì An Nguyên, các tỉnh lân cận đều xây dựng sân golf rầm rầm mà. Một sân golf mặc dù đầu tư rất lớn nhưng có hiệu quả tốt đẩy giá bất động sản xung quanh tăng lên. Từ ý nghĩa nào đó thì xây dựng sân golf càng nhiều là đi theo bước tiến chỉ huy của chính quyền, sân golf xây dựng ở đâu cũng có nghĩa chính quyền địa phương cố ý dẫn hướng xây dựng đô thị về phía đó. Tô Hiểu khẽ thở dài một tiếng, ở vấn đề này cô vẫn có chút do dự. Đám cán bộ chính quyền địa phương cô tiếp xúc có thái độ rất nhiệt tình, cũng có nhiều hứa hẹn nếu xây dựng sân golf. Nhưng vấn đề là hứa không thể viết bằng giấy trắng mực đen, bọn họ quá gian xảo, miệng thì nói thoải mái, thủ tục có thể ghi là câu lạc bộ giải trí, thể dục, công viên, thậm chí còn nói rõ sân golf đều là do chính quyền biết nhưng không nói rõ, nhưng bảo bọn họ có thỏa thuận chính thức thì không. Nhiều người cảm thấy chỉ cần quan hệ tốt với đảng ủy, chính quyền địa phương thì đến lúc có vấn đề cũng sẽ tìm được biện pháp giải quyết, không có gì là không qua được cả. Nhưng Tô Hiểu cũng biết một việc mà không ai muốn đề cập. Mọi người đều sợ hai chữ chuyên chú của Đảng Cộng sản, nếu Đảng Cộng sản quyết tâm thì tất cả quan hệ, nhân tình đều bị đám cán bộ lãnh đạo vứt ra sau đầu, lúc đó bọn họ phải nghĩ tới cái mũ của mình đầu tiên. Cho nên Tô Hiểu cảm thấy nếu thật sự muốn làm thì phải có tin tức tuyệt đối nắm chắc thì cô mới có thể hạ quyết tâm này. Hồng Thúc, cháu thấy như vậy, quy hoạch khác thì làm trước nhưng hạng mục sân golf thì có thể quy hoạch trước nhưng đưa vào giai đoạn sau mới làm. Cháu cần có câu trả lời thuyết phục một cách tuyệt đối rồi mới quyết định. Tô Hiểu nói khá nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Câu trả lời thuyết phục một cách tuyệt đối. Hồng Phát Phú có chút buồn cười, ai có thể có câu trả lời thuyết phục chứ? Đều là lời nói vòng vo, làm anh không thể tìm hiểu rõ hàm nghĩa thật sự trong đó. Đúng, ở vấn đề này chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm trước đây mà sử dụng. Cháu cần phải có câu trả lời thuyết phục chính xác mới quyết định được. Tô Hiểu gần từng chữ. Nhưng mà, Hồng Phát Phú còn định nói nhưng Tô Hiểu đã xua tay chặn. Cháu biết thời gian gấp gáp, cháu sẽ có quyết định trong thời gian ngắn nhất. Tô Hiểu lo không phải không có lý do,
Trung ương đưa ra chính sách dừng xét duyệt các hạng mục sân golf không phải không còn giá trị, mấy năm qua đã nhiều lần yêu cầu đóng cửa các sân golf trái phép, lực độ càng lúc càng lớn. Lời Hồng Phát Phú nói cũng có lý, hạng mục sân golf về cơ bản đều được chính quyền địa phương cho phép, tối thiểu cũng là hứa ngầm, trong đó có không ít là hạng mục do chính quyền thu hút đầu tư, tất cả thủ tục đều là do nhà đầu tư và chính quyền giao tiếp, trao đổi. Một sân golf mang lại hiệu quả rất lớn cho giá bất động sản xung quanh, chính quyền sẽ kiếm được lợi không nhỏ từ đó. Chỉ cần chính quyền địa phương có thái độ mập mờ, chỉ cần chính quyền địa phương có lợi ích trong đó, Trung ương có yêu cầu đóng cửa cũng như gió thoảng qua tai, cùng lắm xử phạt vài nhà cho có mà thôi. Triệu Quốc Đống nhìn báo cáo trong tay, nỗ lực làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường được một tháng liền đưa ra bản báo cáo này, thực tế phản ứng này đã có một thời gian dài. Chu Hoành Vĩ đã đè ép phản ứng xuống. Kéo dài nửa năm, chính quyền tỉnh cũng nhận được văn bản từ Bộ Tài nguyên Môi trường. Ở vấn đề này Chu Hoành Vĩ có nhiều mờ ám hoặc là bị áp lực rất lớn từ nhiều phía nên chậm triển khai công việc này. Đương nhiên đây không chỉ là vấn đề của riêng An Nguyên, Chu Hoành Vĩ cũng có thể nói đang thăm dò tình hình các tỉnh thành khác rồi mới đưa ra quyết định, nếu không chỉ riêng vấn đề này cũng đủ làm hắn ăn không tiêu. Tình hình rất nghiêm trọng, hiện nay các nơi đều nóng lòng muốn thử. Ngoài sân golf quốc tế Hồ Vân Loa, sân golf quốc tế Lộc Sơn ở Andorra còn có sân golf câu lạc bộ quốc tế Diệu Hồ Quan Lan, Ninh Lăng là được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt, các sân golf khác đã xây dựng xong, đang xây dựng đều là trái quyết định, trong đó số sân golf đã xây dựng xong là 11, đang xây dựng là 5, có 3 nhà khác có động hướng, nếu không lập tức hành động sẽ mang lại tổn thất rất lớn về kinh tế, cũng ảnh hưởng chung tới quy hoạch và hoàn cảnh. Đỗ Lực nhìn Triệu Quốc Đống, trong lòng hắn đang không nhịn được thở dài một tiếng. Lần đầu gặp mặt là lúc nào? Là lúc ăn cơm ở Ando, chắc là năm 93. 15 năm, lúc ấy Triệu Quốc Đống còn là trưởng đồn công an một huyện bên dưới của Ando, mình là phó một phòng ủy ban kỷ luật thành phố Ando. Vậy mà thoáng cái mình thành cán bộ cấp giám đốc sở, vị trưởng đồn công an ngày xưa đã thành chủ tịch tỉnh. Đỗ Lực, anh cũng đến Sở Tài nguyên Môi trường được một thời gian, Chu Hoành Vĩ tại sao vứt các yêu cầu, các lệnh của Trung ương ra sau thì chúng ta bây giờ không nói. Chu Hoành Vĩ đã bị xử lý theo pháp luật nhưng bây giờ chúng ta cần là làm như thế nào thu thập bãi rác này. Triệu Quốc Đống cẩn thận đọc qua bản tài liệu này. Đỗ Lực không hổ là cán bộ tự ủy ban kỷ luật đi ra, trong thời gian ngắn đã tìm hiểu rõ các hạng mục sân golf trái phép, thực tế cái này cũng không khó. Anh từ hệ thống ủy ban kỷ luật đi ra, vì vậy nhất định hiểu rõ quy định pháp luật. Tôi hy vọng anh không nên nhìn vấn đề ở góc độ cán bộ kỷ luật. Nhưng cũng không đơn thuần đứng ở vị trí cơ quan chuyên môn là Sở Tài nguyên Môi trường để cân nhắc vấn đề, mà phải chia một thành hai và kết hợp tình hình thực tế để xem giải quyết vấn đề này như thế nào. Đỗ Lực bị câu này của Triệu Quốc Đống làm khó xử. Hắn cố gắng suy nghĩ hàm nghĩa câu này của Triệu Quốc Đống. Mình làm như thế nào phối hợp, làm việc theo ý đồ của lãnh đạo chủ yếu đúng là việc không đơn giản. Quyển 20, chương 72. Chủ tịch. Công việc này theo tôi thấy chủ yếu là xem thái độ của tỉnh, mà thái độ của tỉnh có phải theo Trung ương không? Đỗ Lực hỏi một câu, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống. Rất thông minh, khứu giác nhạy bén. Đỗ Lực làm ở Ủy ban Kỷ luật nhiều năm như vậy, bản lĩnh nhìn tình hình là quá cao. Trên thực tế Đỗ Lực sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thì cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút khẩn trương. Mấy năm qua ngành bất động sản luôn xuất hiện vấn đề. Dù là lãnh đạo cao cấp ngã ngựa hay là ngành bất động sản có vấn đề đều không tránh được có người của ngành đất đai, tài nguyên bị kéo vào. Đỗ Lực mặc dù tự nhận mình giỏi khắc chế nhưng ngành bất động sản không chỉ liên quan tới mình nó, ngành chức năng này nhiều lúc không thể không phục tục đại cuộc, mà có những lúc chính quyền địa phương lại có mâu thuẫn với chính sách của quốc gia, đi con đường nào cũng là lựa chọn khó khăn. Hơi không chú ý là thành con dê thế tội ngay. Đỗ Lực, vấn đề này rất phức tạp. Tôi đoán anh cũng có thể hiểu tình hình khan hiếm và giá trị của bất động sản. Trung ương vẫn buộc chặt bất động sản nhưng tôi cảm thấy địa phương lại chưa chú ý đến điểm này. Đương nhiên điều này có thể do quan hệ vì Trung ương chưa hạ quyết tâm, nhưng một khi dây trói chặt hơn, tôi đoán sẽ khiến tỉnh, thành các nơi rất khó chịu. Triệu Quốc Đống nói, phát triển phải có tài nguyên đất đảm bảo, nhưng làm như thế nào lợi dụng hợp pháp tài nguyên đất, đảm bảo phát triển lại là nghệ thuật công việc. Đỗ Lực không nói mà chỉ nghe Triệu Quốc Đống nói. Nói rất thực tế nhưng Đỗ Lực không vì câu này mà động tâm. Hắn muốn biết thái độ thật của Triệu Quốc Đống. Hiện tượng vi phạm ở hạng mục sân golf là rất phổ biến trong cả nước, Trung ương có thấy không? Có,
nhưng do mấy năm trước có tranh chấp về quan điểm nên mới có hiện tượng này xảy ra. Nhưng tôi cảm thấy Trung ương nếu đưa ra chính sách này, như vậy cần cân nhắc đến độ công tín và sức chấp hành của chính quyền. Nếu như chính sách không cân nhắc chu đáo thì cần chỉnh sửa, nhưng một khi chính sách đưa ra thì phải chứng thực. Đỗ Lực bắt đầu bắt được vài quan điểm, ý nghĩ của Triệu Quốc Đống, nhưng hắn còn chưa xác định nên chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Đỗ Lực, hạng mục sân gôn bởi vì liên quan tới quyền hạn xét duyệt của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nên tỉnh không có quyền lực này. Cá nhân tôi cho rằng Quốc vụ viện đưa ra chính sách tạm dừng cũng là không cẩn thận, không chu toàn. Khi cuộc sống nhân dân tăng lên thì sẽ có nhu cầu giải trí sang trọng cao cấp, mà sân gôn lại dùng nhiều tài nguyên đất, ảnh hưởng đến hoàn cảnh tự nhiên xung quanh, cho nên làm như thế nào xử lý vấn đề hạng mục sân gôn thì tôi vẫn cho rằng nên mở miệng nhưng đặt yêu cầu cao. Ví dụ như GDP và thu nhập bình quân của một nơi, thu nhập dân chúng đô thị, mấy chỉ tiêu này làm căn cứ, đương nhiên cũng cần kết hợp trình độ bão hòa của một đô thị, chỉ tiêu này cũng nên đặt cao, chỉ như vậy mới có thể khóa chặt. Đỗ Lực nghe xong thấy khá hứng thú, vị chủ tịch Triệu này quả nhiên không giống người bình thường, chẳng những dám công khai phê bình chính sách của Quốc vụ viện, hơn nữa quan điểm hắn đưa ra khá độc đáo, mới mẻ, khác biệt lớn với quan điểm chủ lưu hiện nay. Lấy một ví dụ từ tài nguyên đất, tài nguyên nước và mật độ sử dụng đất ở thành phố Ando nhiều nhất chỉ có thể có mấy sân gôn mà thôi. Sau đó lại từ GDP, thu nhập bình quân và thu nhập của dân chúng đô thị thì chỉ có thể đảm bảo mấy nơi. Sau khi xác định xong thì công khai đấu giá quyền xây dựng, sau đó còn cần phải diệt trừ các sân gôn phi pháp. Nếu ai tự tiện vi phạm pháp luật thì phải nghiêm túc xử lý, truy cứu trách nhiệm người đó. Thực ra anh chỉ cần có thể hỏi vấn nghiêm túc, nghiêm khắc thì tất cả sẽ không vấn đề gì. Đỗ Lực nở nụ cười. Chủ tịch, điểm này ai cũng nói được, nhưng chứng thực vào thực tế lại có nhiều lý do và nguyên nhân, gì mà vì phát triển kinh tế địa phương. Đây thực ra là vấn đề thói quen. Bây giờ đảng ủy, chính quyền các cấp chúng ta đều chế định chế độ vấn trách nhưng hệ thống không được kiện toàn, tôi đoán chế độ vấn trách ở nước ngoài chưa chắc đã phức tạp, lặt vặt như chúng ta. Đỗ Lực khẽ gật đầu chuyển lại chính đề. Vậy chủ tịch lần xử lý này. Triệu Quốc Đống chống hai tay lên bàn cân nhắc một chút. Đỗ Lực, anh cảm thấy tỉnh ta nếu như muốn xử lý các hạng mục vi phạm thì khó khăn đến mức nào? Tôi muốn anh cẩn thận nghiên cứu. Ý của tôi là nếu làm theo ý của Trung ương được tốt thì chúng ta sẽ tiến hành toàn diện trong toàn tỉnh, nhưng nếu quá khó khăn, dính dáng quá rộng thì chúng ta có thể đồng ý không làm gì cả, đợi, xem thái độ của Trung ương. Một câu, đã làm phải làm đến cùng, nếu không đừng làm. Đỗ Lực hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói. Chủ tịch, cái này có thể tiến hành ước định từng bước. Ngài cũng biết từ ngoài thì mấy hạng mục này đều là xây dựng phi pháp. Theo lý thuyết cần phải xử lý trả lại bộ mặt vốn có, các nơi khi xét duyệt hạng mục đều đẩy sang nào là công viên, câu lạc bộ giải trí, nhưng chúng ta nếu như muốn xác định xem nếu xử lý các hạng mục này gây ảnh hưởng đến mức nào thì lại là việc khác, tôi sợ sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Tôi biết cho nên tôi muốn anh mau chóng ước định, hơn nữa tôi cũng phải nhắc anh, không nên nghĩ chỗ dựa, lai lịch của các công ty này kia phức tạp như vậy, nếu là công ty thì phải tuân theo chính sách pháp luật, quy luật nền kinh tế thị trường. Bọn họ nếu dám vi phạm thì phải chuẩn bị tư tưởng chấp nhận sự thật. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Tôi hiểu chủ tịch, tôi còn muốn nhắc một vấn đề, đó là ngoài hạng mục sân gôn thì thị trường bất động sản của tỉnh ta tồn tại rất nhiều vấn đề, tôi sau khi đến sở đã cảm thấy rất rõ. Lúc Chu Hoành Vĩ còn đương chức đã đè xuống nhiều thứ, bây giờ muốn thu thập là rất khó khăn. Tôi thật ra cảm thấy đây là cơ hội chỉnh đốn hạng mục sân gôn, chẳng qua lượng công việc là rất lớn. Hơn nữa cũng cần tỉnh ủy, ủy ban tỉnh kiên quyết ủng hộ. Đỗ Lực, anh yên tâm, tôi đã nói được làm được. Chúng ta kiên quyết đi làm, nếu không được thì chúng ta không nói, không làm, chờ thời cơ thích hợp, quyết không làm cái việc nói nhưng lại không làm được. Triệu Quốc Đống khẽ vỗ tay vào bàn. Tôi hy vọng chính quyền các cấp đều có thể làm như vậy. Phân viện Trung Nam, Viện Nghiên cứu Vũ khí Trung Quốc cắt băng khánh thành tên. Triệu Quốc Đống sau khi đưa đám người thiết nghị đến lối ra sân bay Miên Châu rồi mới cùng mấy người Long Ứng Hoa, Bối Thiết Lâm, Chu Cánh Sinh lên xe rời đi. Phân viện Trung Nam, Viện Nghiên cứu Vũ khí Trung Quốc được thành lập dựa trên trụ cột phân viện Miên Châu cùng phân viện ở hai tỉnh lân cận. Đây là hạng mục xây dựng khá quan trọng, có ý nghĩa trọng đại với Miên Châu, thậm chí Miên Châu. Cho nên Triệu Quốc Đống chẳng những tham gia nghi thức thành lập còn tự mình đưa đoàn người thiết nghị tới sân bay, có thể nói quy cách rất cao. Hai phân viện kia được thành lập ở khu đồi núi,
theo thời đại phát triển nên trung tâm nghiên cứu tại khu đồi núi đã không phù hợp nhu cầu, hơn nữa nhân viên kỹ thuật và nhân viên công tác đều khát vọng hoàn cảnh sống tốt hơn, vì vậy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sau khi thành lập đã chăm chú tiến hành khảo sát và quyết định có thay đổi. Điều kiện tỉnh bạn đưa ra rất mê người nhưng Triệu Quốc Đống sau khi biết đến khả năng này liền lợi dụng quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin trong hạng mục khoa học kỹ thuật Miên Châu cùng với phòng giao dịch tài sản An Đô để tích cực tranh thủ sát nhập hai phân viện kia vào phân viện Miên Châu. Cuối cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Miên Châu tiến hành giao tiếp, Miên Châu đồng ý cung cấp điều kiện ưu đãi nhất, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đồng ý hợp nhất hai phân viện kia về Miên Châu. Bộ máy Miên Châu trong đợt điều chỉnh nhân sự vừa rồi không có biến hóa gì, điều này làm rất nhiều người ngạc nhiên, ngay cả Bối Thiết Lâm cùng Chu Cánh Sinh cũng cảm thấy bất ngờ. Quyển 20, chương 73. Long Ứng Hoa một mực đánh giá Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nói chuyện rất sôi nổi với Bối Thiết Lâm, nói về hiệu quả của phân viện vũ khí Trung Nam đóng trụ sở ở Miên Châu sẽ mang lại hiệu quả gì. Trong hạng mục này, Triệu Quốc Đống và Long Ứng Hoa làm không ít công việc. Mặc dù vẫn có chút mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống, nhưng Long Ứng Hoa tự nhận mình khống chế tốt tâm trạng, hơn nữa thực tế mà nói ánh mắt của ở hạng mục phân viện vũ khí Trung Nam này mà nói không ai có thể so sánh nổi, kéo hạng mục này về Miên Châu đúng là vượt trước thời đại. Phân viện vũ khí Trung Nam là do 3 phân viện xác nhận mà thành, từ 2 tỉnh bên lục tục có hơn 1.400 nhân viên kỹ thuật và nhân viên công tác chuyển đến, người nhà cũng hơn 4.000 khiến quy mô của phân viện Miên Châu bây giờ mở rộng gấp 3 lần. Còn chia ra làm 4 trung tâm nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu các sản phẩm khác nhau. Nhóm nhân viên kỹ thuật và công nhân đã chuyển tới, nhóm thứ 2 dự định sau đợt nghỉ 1/5, nhóm cuối cùng sẽ đến trước tháng 11, như vậy phân viện vũ khí Trung Nam đầy đủ chính thức hình thành. Trước khi phân viện vũ khí Trung Nam chính thức lấy tên, phân viện này đã mang lại món quà không nhỏ cho An Nguyên. Sau hôm nay, công ty cổ phần hóa chất Vinh Sơn Thái Hoa sẽ ký hiệp ước với trung tâm nghiên cứu tài liệu hóa chất. Phân viện Trung Nam về việc chuyển giao kỹ thuật độc quyền sản xuất sợi cao cấp, kỹ thuật này ở Trung Quốc vẫn còn trống, sản phẩm chủ yếu là dùng cho xử lý nước thỉa công nghiệp, nước thỉa sinh hoạt cho các đô thị, có tương lai rất tốt. Hạng mục chuyển giao công nghệ này làm cho Long Ứng Hoa thay đổi rất nhiều. Hắn vốn hết sức bất mãn việc Triệu Quốc Đống nhượng bộ với hạng mục khoa học kỹ thuật Miên Châu, mà lại đặt điều kiện ngặt nghèo với một vài hạng mục sản xuất công nghiệp, nhất là một ít hạng mục công nghiệp lớn bị Triệu Quốc Đống bới lông tìm vết. Đưa điều kiện khó khăn về bảo vệ môi trường, đất đai, thu thuế. Long Ứng Hoa khá tức tối, hắn thậm chí không hề khách khí nói này nói kia trước mặt Dương Kính Quang. Chẳng qua Dương Kính Quang mặc dù cũng có chút không hài lòng với hành vi của Triệu Quốc Đống ở phương diện này, nhưng không vì chuyện này mà có tranh cãi với Triệu Quốc Đống. Cho nên Long Ứng Hoa chỉ có thể thông qua con đường này tỏ vẻ bất mãn của mình chứ không đạt được tác dụng gì. Nhưng lợi ích trực tiếp mà phân viện Trung Nam mang tới lại khiến thái độ của Miên Châu thay đổi nhiều. Dù sao chuyển giao công nghệ độc quyền khiến các công ty đối tác càng tăng thêm sức cạnh tranh. Bối Thiết Lâm xem ra đúng là gừng càng già càng cay. Tỉnh ủy lần này không điều chỉnh bộ máy Miên Châu làm Long Ứng Hoa rất ngạc nhiên. Sau đó hắn hỏi Trần Anh Lộc mới biết Bạch Nhất Minh đã phát huy tác dụng trong đó, đã thông tư tưởng của Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống, cho rằng với xu thế phát triển hiện nay của Miên Châu thì bộ máy cần phải ổn định. Có lợi cho sự phát triển của Miên Châu. Bất cứ sau lưng một sự bất ngờ nào đều có nhân tố tất nhiên và ngẫu nhiên ở trong đó. Bộ máy Miên Châu hiện nay được giữ cũng là do 3 phương thế lực trao đổi mà đạt thành. Bạch Nhất Minh rất thưởng thức Bối Thiết Lâm, Triệu Quốc Đống lại coi trọng Chu Cánh Sinh, nhưng là ở bộ máy Miên Châu thì Triệu Quốc Đống dự định nhường Lăng Chính Dược. Chẳng qua Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống đạt thành nhất trí, Lăng Chính Dược không biết vì sao nhân nhược. Long Ứng Hoa đoán có lẽ là do để Triệu Quốc Đống cùng Bạch Nhất Minh phối hợp với Lăng Chính Dược ở bộ máy Nam Hoa cùng Lam Sơn. Bộ máy Nam Hoa cùng Lam Sơn về cơ bản hoàn toàn làm theo ý đồ của Lăng Chính Dược, dù là Triệu Quốc Đống hay Bạch Nhất Minh đều không xen tay vào, hai vị này biết nắm giữ chừng mực, rất chính xác biết được giới hạn của Lăng Chính Dược. Long Ứng Hoa có chút thất thần, Chu Cánh Sinh ở bên cạnh hắn thấy thế liền nói. Chủ tịch Ứng Hoa. Gần đây phân viện Trung Nam còn có 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ, không biết ngài có rảnh không, đến lúc đó mời ngài đến coi như trợ uy cho nghi thức ký kết. Ồ, còn 2 hạng mục ư? Long Ứng Hoa rất nhanh thu thập tâm trạng phức tạp trong lòng, hắn kinh ngạc nói. Sao không ký luôn ngay lần này? 2 hạng mục kia có chút phức tạp, một là khoảng cách xa, đây là kỹ thuật điều khiển tự động lò luyện thép, có ý nghĩa vượt thời đại với ngành luyện thép. Hiện nay đã có 12 công ty ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với phân viện Trung Nam,
theo xu thế hiện nay thì có thể sẽ có 18 công ty ký chuyển giao công nghệ này. Nó chẳng những tăng hiệu suất lao động, hơn nữa cũng có ý nghĩa quan trọng việc giảm lượng than đốt, tăng bảo vệ môi trường. Chu Cánh Sinh hăng hái nói. Ồ, nếu là như vậy thì đó là việc đáng ăn mừng, vậy hạng mục còn lại là gì? Hạng mục còn lại là chuyển giao kỹ thuật máy cảm ứng dòng điện nano với công ty cổ phần điện tử Tinh Hoa, Ninh Lăng. Đây cũng là kỹ thuật quốc tế độc quyền mới được Viện Cơ điện Phân viện Trung Nam nghiên cứu ra, chỉ là hai bên vẫn chưa đàm phán xong về kinh phí nên đang tiếp tục. Chẳng qua điện tử Tinh Hoa đã nâng báo giá hy vọng sớm ngày đàm phán thành công, tôi đoán có thể trong tháng này sẽ ký kết, đến lúc đó hai nghi thức tiến hành cùng nhau. Bên Phân viện Trung Nam cũng có ý này, muốn mời truyền thông tỉnh, thành phố chú ý, hy vọng lưu lại ấn tượng tốt cho An Nguyên chúng ta. Chu Cánh Sinh cười ha hả nói. Ồ, đây là chuyện tốt. Được, tôi nhất định sẽ tới. Bên Bí Thư Lăng cùng Chủ tịch Triệu thì anh và Lão Thiết đã mời chưa? Long Ứng Hoa thuận miệng nói. Chủ tịch Triệu thì chúng tôi đã mời, nhưng Chủ tịch Triệu có lẽ trong thời gian đó sẽ dẫn đoàn sang Giang Tích khảo sát, không đến được. Bên Bí Thư Lăng thì Bí Thư Thiết Lâm lo Bí Thư Lăng không có thời gian cho nên. Chu Cánh Sinh ngẩn ra. Lão Chu, tôi không phải nói các anh. Một loại hạng mục nghiên cứu khoa học này nhất là Phân viện Trung Nam vừa thành lập mà đạt được hiệu quả tốt như vậy thì đương nhiên phải tuyên truyền mạnh. Hôm nay Bí Thư Lăng không đến cũng là do có công việc. Bí Thư Lăng rất chú ý việc tăng sức cạnh tranh của sản nghiệp, tôi nghĩ Bí Thư sẽ rất thích tham gia hoạt động này. So với hoạt động kinh doanh mà nói thì hạng mục loại này càng có thể thể hiện được tỉnh ủy chúng ta đang bồi dưỡng điểm tăng trưởng. Long Ứng Hoa trừng mắt nhìn Chu Cánh Sinh. Chuyện này thì Ủy ban Miên Châu cần phải mời Bí Thư Lăng, nếu như còn có hạng mục khác cũng có thể đàm phán thành công, ví dụ như Miên Châu các vị không phải còn có cơ cấu nghiên cứu như Viện Cơ điện Trung Hàng, gì đó sao? Thành quả nghiên cứu của bọn họ đã chuyển thành ưu thế sản nghiệp chưa? Nếu như cũng có mấy cái lớn lớn đôi chút thì tôi sẽ phụ trách đi mời Bí Thư Lăng, như vậy càng lộ rõ ưu thế của Miên Châu. Chu Cánh Sinh không nghĩ sức liên tưởng của Long Ứng Hoa phong phú như vậy. Hắn suy nghĩ một chút nói. Hình như bên Viện Cơ điện Trung Hàng cũng có chút thành quả, chẳng qua bọn họ lại giữ bí mật với chúng tôi, thành phố sợ rằng cần phải liên lạc lại rồi mới xác định được. Vậy anh đi chứng thực đi, Bí Thư Lăng đến thì phải có hạng mục gì lớn chút, đến lúc ấy báo cáo một chút thành tích mà Miên Châu làm được trong phương diện này. Tôi nghĩ nó có lợi cho việc tuyên truyền ưu thế, mở rộng danh tiếng, tăng sức thu hút đầu tư của Miên Châu. Long Ứng Hoa quả quyết nói. Được, tôi sẽ lập tức đi chứng thực. Chu Cánh Sinh gật đầu. Bên Bí Thư Lăng thì tôi và Bí Thư Thiết Lâm sẽ đi mời, nhưng sợ là còn phải nhờ Chủ tịch nói giúp vài câu. Ồ, tôi biết rồi. Long Ứng Hoa đảo đảo mắt. Đúng rồi Lão Chu, đô thị mới Miên Châu và hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê đã nối liền một thể, tập đoàn xây dựng mặc dù cũng đã tiến vào nhưng tôi cảm thấy các anh không quá hài lòng với tiến độ hiện có. Ôi, Chủ tịch Ứng Hoa, ngài cũng biết khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê các nội thành 12 km. Bây giờ nếu muốn thoáng cái nối đô thị với hành lang thì không phải xây dựng một hai con đường là xong. Hơn nữa thành phố cũng dự định đẩy nội thành về phía Tỳ Bà Khê, lượng công việc từ khai thác đến xây dựng là quá lớn, thành phố chúng tôi bây giờ đúng là như trứng chọi đá. Chu Cánh Sinh trong lúc nhất thời không rõ tại sao Long Ứng Hoa đột nhiên chú ý đến mảng này, đây vốn là việc do Dương Thiếu Bằng phụ trách quản lý cơ mà. Quyển 20, chương 74. Thực ra tôi đề nghị các anh có thể đưa quy hoạch tổng thể chia thành nhiều khối, như vậy dựa theo công năng mà phân loại, đẩy nhanh xây dựng, cũng có thể đẩy nhanh tiến độ. Năm nay kinh tế trong và ngoài nước có nhiều nhân tố không xác định, đây là nguy cơ cũng là cơ hội. Mấy năm trước Miên Châu suy yếu không ít, nếu muốn chấn hưng lại thì phải nắm bắt cơ hội, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Long Ứng Hoa bình tĩnh nói. Tôi đã xem quy hoạch đô thị của Miên Châu, rất lớn, cũng có tầm nhìn xa trông rộng. Muốn xây dựng thành phố lớn với 10 triệu dân, tôi cảm thấy tiến độ xây dựng thì cần đưa một vài công ty bất động sản khổng lồ, dùng khai thác, xây dựng đô thị để thúc đẩy kinh tế công nghiệp, dùng kinh tế công nghiệp để thúc đẩy khai thác, xây dựng đô thị. Chu Cánh Sinh vẫn không hoàn toàn hiểu rõ ý của Long Ứng Hoa. Đối phương như giấu gì đó nhưng quá hàm xúc, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu hết được. Chẳng qua Chu Cánh Sinh làm ở quan trường nhiều năm nên mặc dù chưa hiểu ý lãnh đạo ngay nhưng hắn cũng biết đối phương lúc thích hợp sẽ lộ ra, không cần nóng vội. Chủ tịch Ứng Hoa nói rất có lý, tôi và Bí Thư Thiết Lâm cũng đang suy nghĩ điểm này. Miên Châu lạc hậu nhiều năm, chúng tôi làm như thế nào nắm bắt cơ hội, nắm chắc thời gian để đền bù những gì đã mất.
Việc đưa các công ty khổng lồ vào thì chúng tôi cũng đã nghĩ tới, chúng tôi cũng hy vọng đưa các tập đoàn lớn như Bảo Lợi, Vạn Khoa vào giúp đỡ Miên Châu khai thác, giúp đô thị Miên Châu nhanh chóng phát triển, nhất là mảng sản xuất công nghiệp Miên Châu đã thấy ánh mặt trời, xây dựng đô thị của Miên Châu càng cần theo sát. Chu Cánh Sinh thử dò xét. Long Ứng Hoa hơi động tâm, Chu Cánh Sinh quả nhiên là cáo giả, rất tự nhiên có thể lĩnh ngộ ý đồ mơ hồ của mình nhưng lại có thể vứt đề tài trở lại, thuận tiện đưa bậc thang ra, chẳng trách có thể như cá gặp nước ở vài thế lực, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng coi trọng hắn. Lão Chu, không nên chỉ nhìn chằm chằm vào các công ty lớn đó, thực tế ở trong nước có không ít công ty có thực lực mạnh và kinh nghiệm khai thác, mấy công ty này có thành công ở khu vực Duyên Hải, Miên Châu cũng có thể tham khảo, tầm nhìn xa một chút, có đủ chính sách, tôi nghĩ. Ngay lúc Long Ứng Hoa và Chu Cánh Sinh đang thảo luận khá mờ mịt, hai người Triệu Quốc Đống, Bối Thiết Lâm lại nói chuyện hợp ý. Lão Bối, phân viện Trung Nam đầu tư vào coi như làm tảng đá trong lòng tôi buông xuống. Mấy viện nghiên cứu, phân viện lớn đều đã đến Miên Châu coi như có 4 cơ cấu nghiên cứu khoa học lớn, hơn nữa Miên Châu có mấy trường đại học lớn của cả tỉnh. Lực lượng nghiên cứu khoa học và nhân tài khoa học kỹ thuật của Miên Châu vốn chỉ thấp hơn Ando, ở vài phương diện thậm chí còn vượt qua Ando. Điều kiện tốt như vậy, Miên Châu nếu còn có thể thể chấn hưng lại thì anh sẽ thẹn với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, càng thẹn với 5 triệu người dân Miên Châu. Triệu Quốc Đống cười ha hả trêu Bối Thiết Lâm. Chủ tịch tỉnh, đừng nói như vậy, tôi bây giờ gặp áp lực rất lớn, đừng đến ngày nào tinh thần của tôi hỏng mất, phải nhảy lầu thì chỉ sợ tỉnh ủy, ủy ban tỉnh không còn mặt mũi gặp người nhà tôi. Bối Thiết Lâm cười hì hì nói. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Bối Thiết Lâm khá tùy ý, chẳng qua cũng đúng. Y vốn xác định mình sẽ rời khỏi chức bí thư thị ủy Miên Châu nhưng cuối cùng lại không phải thế. Đồn đại Lô Vệ Hồng đến Miên Châu làm bí thư thị ủy cũng không còn tăm hơi. Bối Thiết Lâm đương nhiên biết đây là vì nguyên nhân gì, Triệu Quốc Đống cùng Bạch Nhất Minh thông qua phương thức gì đó tỏ vẻ bộ máy Miên Châu cần duy trì ổn định, điều này làm Lăng Chính Dược thay đổi quyết định, không động vào bộ máy Miên Châu. Ngoài trưởng ban tuyên giáo và một vị phó thị trưởng đến tuổi phải đi ra thì không có biến hóa gì lớn. Vì thế Bối Thiết Lâm rất vui vẻ, mất mà lại được làm cho hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, cũng suy nghĩ cẩn thận nhiều thứ. Mặc dù không biết tỉnh ủy còn có thể làm cho mình ngồi ở vị trí bí thư thị ủy này bao lâu nhưng Bối Thiết Lâm cũng biết nếu bây giờ không động cũng có nghĩa mình ít nhất ngồi ở vị trí này 2 năm. 2 năm là đủ rồi, Bối Thiết Lâm không phải là người tham luyến, không đi được, nhưng kế hoạch Miên Châu bay lên vừa mới bắt đầu, Bối Thiết Lâm thật không nỡ đi. Y và Y mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng tóm lại hai người làm việc chung khá tốt, vấn đề lớn không có gì khác nhau, đây là trụ cột chính trị cho sự phát triển của Miên Châu. Được rồi lão Bối, anh muốn đi tự sát tôi đoán không có người dám làm chức bí thư thị ủy này. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Miên Châu gặp phải cơ hội phát triển tốt như vậy, các anh lập quy hoạch xây dựng đô thị mới chung với hành lang khoa học kỹ thuật, lượng công việc tuy lớn nhưng đã vào quỹ đạo. Thời gian khó khăn nhất đã qua đi. Bây giờ là lúc đẩy mạnh đạt thành quả. Sao, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý ư? Triệu Quốc Đống nghiêng mắt nhìn Bối Thiết Lâm. Không có việc này, chủ tịch đừng có suy nghĩ loạn, tôi nói đùa thôi. Bối Thiết Lâm vội vàng giải thích, sức liên tưởng của Triệu Quốc Đống này quá phong phú, thoáng cái nghĩ đến phương diện khác. Tôi và lão Chu làm việc chung khá tốt, dù là có ý kiến khác nhau cũng là rất bình thường. Có thể thông qua con đường bình thường trao đổi giải quyết. Điểm này tuyệt đối không thành vấn đề. Ừ, vậy là tốt rồi, tỉnh ủy vẫn hài lòng, yên tâm với hai người. Miên Châu gặp cơ hội này không thể nào có sơ sẩy, bộ máy cần phải đi chung đường. Tỉnh yêu cầu Miên Châu cao như vậy, trong vòng 3 năm hy vọng Miên Châu có thể lọt vào top 3 toàn tỉnh. Sao? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Bối Thiết Lâm. Hắc hắc, chủ tịch, theo tốc độ biến hóa này của các vị không chừng năm sau lại nói với tôi trong 3 năm phải đứng số 1. Yêu cầu có phải quá cao không? Tôi và lão Chu có chút không thừa nhận nổi. Bối Thiết Lâm lắc đầu cười khổ nói. Tôi biết ngài muốn nói gì mà ưu thế của Miên Châu, điểm này chúng tôi biết, thực tế 1 năm qua Miên Châu vẫn tích cực khai thác ưu thế sản nghiệp, nhưng đóng băng 3 thước không phải 1 ngày là xong. Miên Châu mấy năm trước vay nợ nhiều, bây giờ phải đền bù từng bước nhiều. Giống như xây dựng đô thị vậy, quy hoạch đủ lớn nhưng cần có nhà đầu tư tiến vào, nhưng nhà đầu tư lại cần lợi nhuận. Câu hai bên cùng thắng hô vang trời nhưng vào thực tế thì đều là có kế hoạch của mình. Tập đoàn xây dựng tỉnh suốt ngày kêu gào nói đến giúp đỡ Miên Châu xây dựng, khai thác. Phi, vừa nói đến tiền liền trở mặt ngay, nếu không chính là há mồm đòi lấy khu đất này, đất kia.
Tôi cũng nói với Dương Thiếu Bằng là cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi không cần sự giúp đỡ này. Ồ, oán khí lớn nhỉ, sao, tỉnh ủng hộ còn ủng hộ sai lầm ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc trước là ai trước mặt tôi và Thiếu Bằng nói này nói kia đề nghị tỉnh ủng hộ? Là ai cảm kích rơi nước mắt tỏ vẻ tầm quan trọng của tập đoàn xây dựng với Miên Châu? Bây giờ bữa tiệc không thành lại muốn đốt nhau à? Có phải là thấy bây giờ xây dựng phương tiện trụ cột thoáng có chút thành công, nhiều người tới thì muốn đá tập đoàn xây dựng đi không? Lão bối, chuyện qua sông phá cầu không làm được đâu. Bối Thiết Lâm bị Triệu Quốc Đống nói như vậy chỉ có thể trừng mắt nhìn lại. Chủ tịch, lời này của ngài làm tôi bị tổn thương, Miên Châu chúng tôi không phải loại người như vậy. Nhưng tập đoàn xây dựng đúng là quá đáng, đòi ưu tiên tài chính. Ngài cũng biết tài chính Miên Châu khá khó khăn, lấy đất trừ nợ cũng có nguyên tắc, nhưng bọn họ định giá kiểu này kiểu kia đối với đất, lát sau lại nói là do chúng tôi thao túng gây rối. Đường đường là thị ủy, ủy ban Miên Châu lại làm việc này sao? Tôi và lão Chu cũng chịu đủ rồi, thích làm thì làm, không được thì dừng hợp tác. Lão bối, chỉ thái độ này là tôi biết Miên Châu các vị nhất định muốn đòi cao, sao, hẹn một số nhà đầu tư khác đến Miên Châu phát triển ư? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chút tâm tư gian xảo này của anh tôi không biết sao. Biết anh nhiều năm như vậy, tôi còn không biết anh sao. Không phải muốn dùng cách này đẩy tập đoàn xây dựng đi rồi lưu lại cho kẻ đến sau ư? Bị Triệu Quốc Đống nói làm mặt nóng lên, Bối Thiết Lâm cũng biết vị chủ tịch tỉnh này trước đây làm bí thư thị ủy, thị xã làm gì cũng không giấu được đối phương. Chẳng qua Miên Châu và tập đoàn xây dựng có chút mâu thuẫn về tiến độ và chất lượng công trình, đương nhiên mâu thuẫn lớn nhất vẫn là tài chính. Trước đây Miên Châu rất khó chịu với việc tập đoàn xây dựng hay lên mặt, nếu không phải do thành phố khó khăn về tài chính mà tập đoàn xây dựng lại xây dựng nợ thì hai bên đã sớm trở mặt. Bây giờ thời thế thay đổi. Miên Châu đã qua thời kỳ khó khăn nhất, xây dựng cơ sở vật chất hoàn thiện rất nhiều, hơn nữa còn hiệu ứng hấp thụ của hành lang khoa học kỹ thuật khiến bắt đầu từ cuối năm trước đầu tư hạng mục công nghiệp tăng mạnh, khiến không ít công ty bất động sản khổng lồ trong cả nước chú ý. Miên Châu năm ngoái được một tạp chí kinh tế có tiếng trong nước bầu đứng thứ 3 cả nước về tương lai thu hút đầu tư. Quyển 20, chương 75. Hắc hắc, chủ tịch tỉnh, không thể nói như vậy. Miên Châu chúng tôi có ý đưa vào các công ty bất động sản khổng lồ. Ngài cũng biết từ nội thành cũ đến hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cách nhau 12 km, mặc dù chúng tôi đã làm xong đại lộ Nghinh Tân với 8 làn xe cùng đường Khê Hồ 6 làn xe, nhưng muốn biến nơi này thành trung tâm đô thị Miên Châu thì vẫn còn xa chưa đủ, thiếu không khí kinh doanh và nhân khí, thiếu các phương tiện như hệ thống tài chính, y tế, giáo dục, cùng lúc đó còn cả hệ thống phục vụ công cộng cho hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Về phương diện khác chúng tôi cũng muốn dẫn hướng phát triển đô thị về phía này nên không thể không cân nhắc chu đáo hơn. Bối Thiết Lâm không giấu ý đồ của mình. Chúng tôi không phải phản cảm với tập đoàn xây dựng nhưng nếu như việc khai thác đất đai và lấy đất trừ nợ mà bọn họ và thị ủy, ủy ban không tìm được điểm chung, tôi nghĩ kết thúc cũng không hẳn đã không phải việc tốt. Số mà chúng tôi phải trả cho bọn họ không hề ít, cùng lắm là thời gian thoáng chậm một chút mà thôi. Xem ra các anh đúng là đẩy lên cao, hắc hắc. Đây coi như việc tốt, có thể hấp dẫn các công ty lớn đến đầu tư đủ thấy giá trị và sức hấp dẫn của Miên Châu đã tăng lên. Là nhà ai vậy? Bảo Lợi, Hoa Nhuận, Cửu Long Thương hay Hằng Cơ? Triệu Quốc Đống vừa mở miệng, Bối Thiết Lâm đã biết không giấu nổi. Mặc dù mới là giai đoạn tiếp xúc bước đầu thậm chí nhiều người trong thị xã còn chưa rõ nhưng Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không phải hoàn toàn không biết. Vì vậy Bối Thiết Lâm cũng rất thành thật nói. Bảo Lợi cùng Cửu Long Thương đều có người đến. Tập đoàn Gia Lý xem ra cũng coi trọng Miên Châu chúng tôi, cho nên. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, Bối Thiết Lâm khá thành thật, bị mình lừa chút là khai ngay, đương nhiên cũng có thể là do đối phương không định giấu mình. Các nhà đầu tư Hoài Khánh tiến vào An Nguyên lại nghênh đón thời kỳ đỉnh cao. Tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào khu vực An Đông ngoài tiếp tục phát huy sức lực ở mảng xây dựng cơ sở vật chất tại Thông Thành, Tân Châu, còn bắt đầu tiến vào thị trường bất động sản. Ninh Lăng cũng là nơi mà tập đoàn Hòa Hoàng tập trung chú ý. Bởi vì thị ủy, ủy ban Ninh Lăng trước đó vẫn luôn cảnh giác với thị trường bất động sản, xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn coi như là làm cho ngành bất động sản bị chèn ép ở mức nhất định. Vì vậy tập đoàn Hòa Hoàng 3 năm trước đã lập công ty bất động sản ở Ninh Lăng nhưng cũng chỉ thử tham gia mà thôi, gần như không có hoạt động gì lớn. Nhưng Ninh Lăng mấy năm qua có tốc độ tăng trưởng nhanh cùng với dân cư từ ngoài đến tăng nhiều.
hơn nữa mấy năm liên tục xây dựng nhà xã hội và các công ty xây dựng tập thể của các công ty trên quy mô lớn khiến nhu cầu nhà ở bình thường trong nội thành Ninh Lăng giảm bớt. Còn về mảng nhà thương mại chung và cao cấp lại lộ lỗ hổng lớn, vì vậy tập đoàn Hòa Hoàng bắt đầu từ năm ngoái đã khởi động kế hoạch xây dựng khai thác. Tập đoàn Hòa Hoàng một hơi bắt 4.200 mẫu ở phía đông bắc Ninh Lăng, chuẩn bị xây dựng một khu trung tâm thương mại, tài chính, khách sạn 5 sao, rạp chiếu phim, trung tâm triển lãm, phố đi bộ khổng lồ tại đây. Hạng mục này được giới kinh tế trong tỉnh đánh giá là bước chuyển mình vi diệu của Ninh Lăng, dấu hiệu Ninh Lăng từ một thành phố công nghiệp điển hình bắt đầu tiến vào xây dựng khu vực mang tính thương nghiệp. Ngoài tập đoàn Hòa Hoàng ra, tập đoàn Hằng Đại cũng bắt đầu tiến vào thị trường bất động sản Ninh Lăng, một thể chế kinh tế vượt qua Ando mà dân cư từ ngoài vào đã vượt qua dân cư gốc Ninh Lăng, đó chính là một đô thị được các tập đoàn bất động sản khổng lồ chú ý. Tập đoàn Hòa Hoàng cầm đất với quy mô lớn bên Đông Bắc, như vậy tập đoàn Hằng Đại cũng ký kết thỏa thuận với quận Tây Giang lấy 1.200 mẫu đất ở phía tây nội thành cũ, triển khai hạng mục Kim Bích Hoa Phú Hằng Đại Ninh Lăng. Tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư mạnh vào Ninh Lăng, tập đoàn bất động sản Hằng Cơ nghe nói cũng đang đàm phán với Ando, thành phố quốc tế Ando có lẽ không thiếu được bất động sản Hằng Cơ tham gia. Mà Cửu Long Thương lại ưu ái Miên Châu hơn, Triệu Quốc Đống chỉ biết là Cửu Long Thương coi trọng Miên Châu, không ngờ Bảo Lợi cũng có hứng thú với Miên Châu. Xem ra người thông minh rất nhiều, biến hóa 2 năm qua của Miên Châu khiến không ít người chú ý, mà tiềm lực phát triển cũng càng được lưu ý hơn. Lão bối, không thể nào nói như vậy, tập đoàn xây dựng coi như là có chút mâu thuẫn với các anh, nhưng xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cũng là có công lao, đều nói kinh doanh không được còn tình nghĩa, cho dù sau này không hợp tác được cũng không đến mức có oán giận mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, tôi mặc kệ việc này của các vị. Quy hoạch tổng thể của Miên Châu đã xác định, làm như thế nào phát triển thì thị ủy, ủy ban các vị có sức phán đoán và quyết định, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh không can thiệp. Nhưng tôi phải nhắc anh một câu, không nên chỉ nhìn vào sự phồn vinh của thị trường bất động sản mà bỏ qua nhu cầu của dân chúng bình thường và giai cấp thu nhập thấp. Xây dựng nhà xã hội của Miên Châu vẫn rơi ở phía sau trong toàn tỉnh. Chu Cánh Sinh đầu năm nay đã lập quân lệnh trạng với tỉnh. Nói thật, tiêu chuẩn của các vị tôi không quá hài lòng. Rất thấp nhưng tôi cũng không tiện nói nhiều. Trụ cột tài chính của Miên Châu còn chưa đủ, nhưng đã ký quân lệnh trạng gì đó thì phải nên chứng thực, nếu như đến cuối năm không hoàn thành tìm nguyên nhân khách quan để đùn đẩy là không được. Tính cách của tôi anh cũng biết đó, nói một là một, làm không được đừng có hứa, hứa vậy dù đập vỡ nồi cũng phải thực hiện cho tôi. Triệu Quốc Đống nói làm bối Thiết Lâm đổ mồ hôi lưng, xây dựng nhà xã hội vẫn là công việc quan trọng mà Triệu Quốc Đống chú ý, lúc đầu đưa ra yêu cầu rất cao. Ngoài Ninh Lăng không có vấn đề, các nơi khác đều không ngừng kêu khổ, sau đó Ủy ban tỉnh sau khi nghiên cứu cẩn thận đã rút nhỏ quy mô xây dựng nhà xã hội, nhưng yêu cầu đã có kế hoạch phải hoàn thành. Đây không khác gì là sợi dây thường đeo trên cổ các thành phố, thị xã, gần như mỗi lần họp các thị trưởng đều cân nhắc nếu như không thực hiện được kế hoạch này thì Triệu Quốc Đống có thể ra tay tàn nhẫn không? Chủ tịch tỉnh, ngài cứ yên tâm, tài chính Miên Châu mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Nhưng ngài cũng biết tình hình tài chính cụ thể của Miên Châu mà, cái tên tài chính từ đất nói khó nghe nhưng sợ là 2 năm tới Miên Châu chúng tôi phải gắn vào đó. Miên Châu không thể so sánh với Ninh Lăng, muốn học Ninh Lăng cũng cần 2-3 năm quá độ. Trong 2-3 năm này không giấu gì ngài, Miên Châu chỉ có thể dựa vào tiền bán đất mà duy trì phát triển. Bối Thiết Lâm cười hì hì. Cho nên xây dựng nhà xã hội và phát triển ngành bất động sản, Miên Châu không thể hạ bên nào xuống cả, ngài nói có đúng không? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Bối Thiết Lâm đang nở nụ cười. Không thể không nói Bối Thiết Lâm nói thật, Miên Châu muốn chuyển hình trở thành như Ninh Lăng thì dù bọn họ có quyết tâm mà không có vài năm phát triển, điều chỉnh là không được. Triệu Quốc Đống lần này đến Miên Châu, thuận đường về An Đô còn khảo sát Kiến Dương cũng là có cân nhắc. Từ chỗ đám người Lưu Nhược Đồng cùng với Trầm Đông Chiêu, Triệu Quốc Đống biết được quốc gia vào nửa cuối năm ngoái đã chính thức khởi động kế hoạch xây dựng tàu sân bay. Tàu Kunetsov đã và đang được nghiên cứu để chế tạo tàu của riêng Trung Quốc. Quân đội cũng hy vọng thông qua cải biến, nghiên cứu tàu Kunetsov này để chế tạo chiến hạm có thể tập luyện hoặc thực chiến. Muốn chế tạo tàu sân bay với các trang thiết bị hoàn toàn của Trung Quốc sẽ cần yêu cầu về kỹ thuật cực cao, Trung Quốc không thể dừng lại ở việc sửa chữa tàu cũ Kunetsov này, thiết kế riêng tàu của mình là con đường nhất định phải đi, đây là nhận thức chung của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo bên quân đội. Với quốc lực của Trung Quốc hiện nay hoàn toàn chống đỡ được 3 đến 5 tàu sân bay. Muốn làm được từng này con tàu này cũng sẽ mang tới không gian rộng lớn cho các ngành chế tạo trang bị, cơ
cơ điện, luyện kim, sản xuất tài liệu, điện tử thông tin. Khu hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê Miên Châu lại có 4 trung tâm nghiên cứu lớn của cả nước, hơn nữa Miên Châu còn là nơi nổi tiếng cả nước về sản xuất các thiết bị động lực, tài liệu đặc biệt, tài liệu hợp kim. Qua đó Miên Châu sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển mới. Làm như thế nào kết hợp kế hoạch của quốc gia mà chấn hưng hành lang công nghiệp Miên Châu, Kiến Dương là nguyên nhân chính khiến Triệu Quốc Đống đến Miên Châu, Kiến Dương. Một khi ngành cơ giới chế tạo, sản xuất tài liệu, sản xuất hợp kim phát triển hưng thịnh sẽ kéo theo các ngành liên quan phát triển mạnh. Triệu Quốc Đống chuyên môn đi cũng là muốn nhắc nhở hai thành phố cần nhạy cảm nắm bắt tin tức này, kịp thời điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thúc đẩy sản nghiệp thăng cấp và phát triển, làm hai thành phố trở thành thành phố công nghiệp lớn của cả An Nguyên. Quyển 20, chương 76. Triệu Quốc Đống đứng xa xa nhìn Âu Dương Cẩm Hoa cùng Quách Hiểu đang hạnh phúc, từng bước một đi vào lễ đường, mọi người xung quanh đều lên chúc phúc. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Quách Hiểu cuối cùng đã kết hôn, Triệu Quốc Đống làm cua hôn tự nhiên chạy không thoát. Đối với thư ký của mình, Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không tiếc rẻ dùng lời tốt nhất để chúc phúc, đương nhiên thân phận của hắn cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Bởi vì Âu Dương Cẩm Hoa bắt đầu làm thư ký cho Triệu Quốc Đống khi còn ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, mà Triệu Quốc Đống lại quan hệ khá rộng cho nên Âu Dương Cẩm Hoa khi đưa thiếp mời cũng phí tâm trí, ai nên mời, ai không nên mời cũng là chuyện tốn đầu óc. Có một số khách dù không mời cũng sẽ tự đến, ví dụ như anh em Chu Hâm Chu Đạt, tổng giám đốc mấy tập đoàn năng lượng hàng đầu. Khách tới không thể để họ đứng ngoài cửa, còn phải nhiệt tình xin lỗi nói vì không muốn quấy quả nên không mời. Theo suy nghĩ của Âu Dương Cẩm Hoa cùng Quách Hiểu thì dù sao bạn bè trong công việc chủ yếu và cuộc sống vẫn ở Bắc Kinh, cho nên làm tiệc chính ở Bắc Kinh, mà bên An Nguyên thì chờ bên này kết thúc sẽ sang An Đô cử hành nghi thức nho nhỏ, phạm vi cũng nhỏ. Cho nên khách bên An Nguyên trừ Triệu Quốc Đống ra cùng với hai lãnh đạo trực tiếp của Âu Dương Cẩm Hoa là Thang Thiếu Thành cùng Tăng Lệnh Thuần, Âu Dương Cẩm Hoa cũng chỉ mời thêm Trương Hoành Vĩ từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển đi ra, người khác trong tỉnh không mời thêm. Do Âu Dương Cẩm Hoa ảnh hưởng nên ở bên phía Quách Hiểu cũng chỉ mời phó chủ nhiệm cơ quan mình tham gia, có lẽ đây là cân nhắc thân phận nhà trai, như mấy người Triệu Quốc Đống, Phó Tuyền nên vị phó chủ nhiệm này mới đến. Tăng Quyền Quân chưa đến nhưng nhờ thư ký tới, y bây giờ đã là trưởng ban thư ký quốc vụ viện, thân phận khác bình thường. Ngồi cùng bàn với Triệu Quốc Đống ngoài Phó Tuyền còn có Lôi Hướng Đông, chủ tịch tập đoàn đầu tư Trung Quốc, phó bộ trưởng Bộ Năng lượng, Đồng Minh Đường, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, Kỳ Thái, còn có Trương Hoành Vĩ. Triệu Quốc Đống cùng Trương Hoành Vĩ đều là mang theo người nhà, mấy người khác đều đến một mình. Chủ tịch mấy tập đoàn lớn trực thuộc Bộ Năng lượng cũng ngồi ở bàn gần đó. Lôi Hướng Đông bởi vì ở Bắc Kinh, có qua lại nhiều với Triệu Quốc Đống nên cũng quen Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa cũng được Lôi Hướng Đông thưởng thức, cho nên biết Âu Dương Cẩm Hoa kết hôn, y chuyên môn tới chúc mừng. Lưu Nhược Đồng không tiện đi nhưng cô có quan hệ tốt với Quách Hiểu nên vẫn cố vác bụng bầu tới tham gia hôn lễ. Bên nhà gái do Kỳ Thái làm chủ hôn, Kỳ Thái là người khá dẻo miệng, khôi hài, giỏi tạo không khí. Chủ nhiệm Kỳ, được đó, lời của anh coi như biến thành Âu Dương Cẩm Hoa với Cao Quách Hiểu ở ủy ban anh. Mấy lời khoác lác của tôi về Âu Dương Cẩm Hoa coi như thành hòn đá đặt chân cho anh. Triệu Quốc Đống cười cười trêu Kỳ Thái vừa từ trên đài đi xuống. Hắn và Kỳ Thái không tính là quen nhưng cũng biết mặt. Lưu Nham đã không còn làm ở ủy ban này mà sang làm ủy viên đảng ủy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Kinh doanh Thuốc lá Quốc gia, trên danh nghĩa là điều ngang cấp nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy có vẻ bị đẩy sang bên bờ. Phản ánh về Lưu Nham ở ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia không quá tốt, đây có lẽ do một vài việc làm của hắn. Nhưng Lưu Nham coi như khôn khéo. Chi tiết tuy không chú ý nhưng vấn đề nguyên tắc lại không có chuyện cho nên hắn mới được điều sang Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Ha ha, Chủ tịch Triệu, lời này không thể nói thế, Quách Hiểu là đóa hoa của ủy ban chúng tôi, Âu Dương Cẩm Hoa không tính là châu nhưng từ hình tượng bên ngoài thì tôi nghĩ mọi người đều thấy mà. Kỳ Thái cười nói, đương nhiên, trai tài gái sắc, lúc này mới phù hợp truyền thống hôn nhân Trung Quốc chúng ta mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, Chủ nhiệm Kỳ. Gì anh cũng có thể nói. Lão Kỳ, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đúng là nhiều người sắc sảo, bảo sao trên mạng hay truyền ra danh ngôn của các vị. Mọi người trên bàn đều nở nụ cười, Phó Tuyền liên tục lắc đầu, y có ấn tượng tốt đối với Kỳ Thái. Gần đây trên mạng đang bàn tán về việc lãnh đạo Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại nói công ty nhà nước tiến vào thị trường bất động sản chính là phục vụ nhân dân,
làm cho thị trường bất động sản phát triển khỏe mạnh, trở thành lời nói của năm, Phó Tuyền nói cũng có ý trêu chọc. Khi Trung ương yêu cầu rõ ràng các công ty trực thuộc Trung ương không được tiến vào ngành bất động sản, tránh khiến bất động sản tăng trưởng nóng nhưng một bộ phận các công ty trực thuộc Trung ương vẫn không coi lời này vào đâu, vẫn mang theo tài chính hùng hậu tiến vào, không ngừng lấy đất vàng. Bị Phó Tuyền đâm như vậy, trên mặt Kỳ Thái có chút xấu hổ, lời này của một vị lãnh đạo ủy ban đưa ra thì y cũng nghe thấy, chỉ là đứng ở góc độ khác nhau nhìn nhận vấn đề khác nhau. Các công ty trực thuộc Trung ương do Ủy ban cư vấn về chính sách thương mại quản lý khi sản nghiệp chính tăng trưởng chậm thì đều nhìn chằm chằm vào thị trường bất động sản đang mang lại lợi ích quá lớn. Theo Kỳ Thái thấy không phải vấn đề công ty trực thuộc Trung ương có tiến vào thị trường bất động sản hay không mà là chính sách và hệ thống tài chính của quốc gia đối với ngành bất động sản không kiện toàn, vừa không thể đảm bảo vấn đề nhà ở cho tầng lớp thu nhập thấp, lại không làm cho tài chính dân gian có con đường đầu tư hợp lý. Tổng Giám đốc Lôi, tôi thấy anh sau khi nhận chức đã rất cẩn thận. Trong thời gian trước không phải đồn các anh có ý mua cổ phần của mấy tập đoàn lớn quốc tế ư, sao bây giờ không thấy tăm hơi, bây giờ có ý gì vậy? Triệu Quốc Đống mỉm cười trêu Lôi Hướng Đông. Vấn đề này cũng được nhiều người quan tâm. Tập đoàn đầu tư Trung Quốc từ lúc thành lập đã mang theo kỳ vọng lớn của quốc gia, nó trở thành chiêu bài đầu tư số một của Trung Quốc, cũng khiến cho rất nhiều người trong và ngoài nước chú ý. Tập đoàn cũng từng có ý đầu tư vào tập đoàn Blackstone và tập đoàn Morgan Stanley, đã tiến vào giai đoạn đàm phán cuối cùng nhưng Lôi Hướng Đông vừa đảm nhiệm chức tổng giám đốc đã phản đối ý đồ này và tạo ra tranh luận rất lớn. Chẳng qua từ tình hình hiện nay khi thị trường tài chính Mỹ khủng hoảng khiến việc bác bỏ mua cổ phần của hai tập đoàn kia lại là ý tưởng sáng suốt, nó cũng giúp Lôi Hướng Đông tạo được uy tín và sức ảnh hưởng ở tập đoàn. Ý tưởng thì có nhiều nhưng muốn áp dụng đúng là rất khó khăn. Lôi Hướng Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống. Thực ra bác bỏ việc mua cổ phần hai tập đoàn kia cũng là do Triệu Quốc Đống đề nghị Lôi Hướng Đông khá nhiều, đề nghị hắn xem một chút, chờ một chút, không nên nóng lòng đầu tư. Kết quả thị trường tín dụng Mỹ vỡ như bong bóng, rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu hai tập đoàn kia giảm mạnh như lao xuống vực. Có gì không phải khó khăn chứ, hình như tập đoàn đầu tư đã đầu tư không dưới 1 tỷ USD khai thác mỏ vàng ở Nam Phi và một công ty xây dựng cơ sở vật chất Brazil, sao, bây giờ lại chuyển hướng sang các nước đang phát triển ư? Triệu Quốc Đống biết Lôi Hướng Đông sau khi thấy cơn lốc khủng hoảng Âu Mỹ liền bắt đầu chuyển hướng nhìn sang quốc gia đang phát triển. Ví dụ như Nam Phi, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bước tiến không đủ lớn, có lẽ do đây là chiến lược phân tán đầu tư, phân tán mạo hiểm mà Lôi Hướng Đông đặt ra. Rất đơn giản, tránh mạo hiểm, kiếm lợi, ai cũng làm như vậy thôi. Lôi Hướng Đông nở nụ cười. Sao, Chủ tịch Triệu có cao kiến gì ư? Ồ, tôi thật ra cả thấy mấy nước Đông Nam Á rất có tiềm lực, ví dụ như Indonesia cùng Việt Nam, Australia, nếu như kinh tế Trung Quốc tự tin thì Australia là điểm đầu tư tốt. Còn có Myanmar nữa. Tôi nghĩ dù là ai nắm chính quyền nơi này cũng đều hoan nghênh nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư. Triệu Quốc Đống cười nói. Đương nhiên nếu theo quan điểm của tôi thì không mạo hiểm mà đảm bảo lợi ích lớn chính là mua vàng, nhất là tỷ lệ dự trữ vàng của nước ta khá thấp, thấp hơn nhiều so với các nước lớn. Lúc này ổn định mua vàng chẳng những có lợi cho việc đồng nhân dân tệ thành đồng tiên chung của thế giới, tránh việc dựa quá nhiều vào đồng USD, bị ảnh hưởng nếu đồng USD mất giá. Triệu Quốc Đống nói làm Lôi Hướng Đông hơi có cảm giác. Thời gian trước tập đoàn đã tiến hành khảo sát nghiêm túc mấy hạng mục ở Indonesia và Úc, chuẩn bị đầu tư vào mấy ngành xây dựng, tài nguyên, không cần khống chế cổ phần mà ưu ái các công ty khổng lồ có thực lực và phát triển vững chắc, như vậy lợi ích thu được mặc dù không cao nhưng ổn định. Quyển 20, chương 77. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nói đến việc mua vàng lại vượt quá quyền hạn của Lôi Hướng Đông. Mặc dù Lôi Hướng Đông cũng tán thành quan điểm của Triệu Quốc Đống, USD giảm giá càng lúc càng nhanh sẽ khiến Trung Quốc có dự trữ USD nhiều nhất thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Việc mua vàng là do Ngân hàng Trung ương quyết định, thậm chí là do Quốc vụ Viện, Trung ương Đảng quyết định. Nhưng Lôi Hướng Đông cũng đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống, thị trường tài chính nước Mỹ và tình hình nợ công của các nước châu Âu khó khăn hơn, có lẽ tâm trạng tránh hiểm sẽ kéo dài trong thời gian khá lâu, mà đồng USD giảm giá trị đã là kết cục đã định, đồng euro giảm giá trị thì vàng chính là công cụ né hiểm tốt nhất. Thị trường tài chính Âu Mỹ nhất là thị trường tài chính Mỹ khiến người Trung Quốc chú ý, nhất là nhân vật chính trị cao cấp càng có quan hệ hơn dù là Triệu Quốc Đống hay là Lôi Hướng Đông, hoặc là Phó Tuyền, Đồng Minh Đường cùng Trương Hoành Vĩ ở vấn đề này cũng có cái nhìn của mình nhưng một vài quan điểm cũng đại khái giống nhau đó chính là Trung Quốc cần cân nhắc điều chỉnh chính sách sản nghiệp và tiền tệ để ứng phó tình hình quốc tế,
làm như thế nào đảm bảo tăng trưởng tiêu dùng nội địa, áp chế tăng trưởng nóng. Trong bữa ăn mọi người cũng thảo luận vấn đề này, kéo dài đến khi kết thúc bữa tiệc mà mọi người vẫn chưa thấy hết ý, cảm thấy cuộc trao đổi này rất có ý nghĩa. Đồng Minh Đường bây giờ làm Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng, phụ trách quản lý chiến lược phát triển của các công ty năng lượng trực thuộc Trung ương. Đồng Minh Đường vẫn công tác ở các công ty năng lượng, từ lãnh đạo cơ sở từng bước thành một trong những người có quyền quyết định chính sách năng lượng quốc gia, Đồng Minh Đường có cảm nhận khá lớn với ngành này. Y tận mắt thấy Triệu Quốc Đống từng bước từ một cán bộ cấp huyện trở thành chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn có xu thế phát triển rất cao. Mỗi người thành công đều có chỗ tất nhiên, Đồng Minh Đường vẫn tin vào nguyên tắc này. Triệu Quốc Đống thành công do cố gắng, khứu giác chính trị cùng khả năng phân tích phán đoán, gần như mỗi lần phân tích phán đoán Triệu Quốc Đống đều tìm tới được mấu chốt của vấn đề, sau đó đưa ra quyết định chính xác, cuối cùng đạt thành công. Trong bữa ăn Đồng Minh Đường lại một lần nữa cảm nhận được khứu giác nhạy bén và năng lực phán đoán siêu cường của Triệu Quốc Đống. Mấy phân tích phán đoán này tuy là quan điểm cá nhân nhưng Đồng Minh Đường cảm thấy nó có nhiều lợi ích cho công việc mình phụ trách quản lý. Y đương nhiên sẽ không thổi phồng ai, nhưng ít nhất đây có thể coi là phương hướng trọng điểm để nghiên cứu. Y rất muốn tìm cơ hội trao đổi với Triệu Quốc Đống nhiều hơn, nhưng nhìn Lưu Nhược Đồng bụng bự bên cạnh Triệu Quốc Đống, y chỉ có thể hẹn thời gian khác với Triệu Quốc Đống. Cũng may Triệu Quốc Đống còn ở lại Bắc Kinh 2 hôm nữa. Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống đi cùng nhau, là Đức Sơn và Trường Xuyên đến đón hai người. Hai chiếc xe còn có một xe của QQ. Xe của Trường Xuyên và QQ đều là xe Audi A8 hoặc là Mercedes-Benz S600, hai người không quá chú ý đi xe gì, bọn họ chỉ chú ý xe an toàn mà thôi. Không giống Đức Sơn từ du thuyền đến trực thăng, không có loại nào không có. Mặc dù Triệu Quốc Đống không quá tán thành, nhân sinh quan, của Đức Sơn nhưng hắn phải thừa nhận đó là tự do của mỗi người, anh không thể yêu cầu người khác cũng có sở thích như mình. Một biệt thự rất nhẹ nhàng, khoan khoái, liễu rủ, cây cầu nhỏ, tất cả trông tự nhiên mà xa hoa. Dù là Triệu Quốc Đống, Lôi Hướng Đông có kiến thức rộng rãi cũng phải giật mình vì ở Bắc Kinh lại có nơi như thế này. Chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng lớn, đây chính là minh chứng. Lôi Hướng Đông nhếch miệng lộ ra một tia ưu phiền. Chỉ riêng căn biệt thự với diện tích rộng như vậy thì ít nhất đủ cung cấp tiền sinh hoạt cho hơn 10.000 dân ở khu vực miền núi khó khăn. Lại nhìn xem khu này có bao căn biệt thự, tôi ngồi đây cũng thấy nóng mông. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống cũng phức tạp như vậy, nhìn xung quanh suy nghĩ miên man. Hắn thở dài một tiếng. Hệ số Gini không ngừng tăng lên đã thành nỗi lo của Trung Quốc đương đại, làm như thế nào để giải quyết vấn đề khoảng cách giàu nghèo đang không ngừng mở rộng. Thực hiện công bằng công chính là khó khăn cực lớn đối với đảng ủy, chính quyền các cấp. Làm một bộ phận giàu trước đã không thích hợp tình hình thực tế, chính quyền cần phải hành động tạo thăng bằng, thực hiện phân phối hợp lý nếu không mâu thuẫn xã hội sẽ càng lúc càng rõ ràng, chúng ta sẽ phải trả giá cực lớn. Lôi Hướng Đông khẽ gật đầu. Quốc Đống, một ít chủ trương, chính sách mà cậu đưa ra ở An Nguyên mặc dù có chút tranh luận nhưng tôi cảm thấy từ phương hướng chung mà nói là hợp trào lưu. Đảng Cộng sản không phản đối một nhóm người giàu lên, chỉ cần bọn họ hợp lý hợp pháp hoặc là dù không hợp lý nhưng hợp pháp cũng được. Nhưng đảng chấp chính không thể chỉ nhìn vào nhóm người này, bọn họ dù sao cũng là số ít. Đảng chấp chính cần cân nhắc cho càng nhiều người hơn, đến quần thể lớn hơn nữa. Không hy vọng xa vời có thể khiến tất cả đều giàu có lên nhưng phải để cho hầu hết người dân no ấm, đây là chức trách của đảng, của chính quyền. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Hắn biết một vài chính sách của mình đắc tội vài quần thể lợi ích, ví dụ như đẩy mạnh chứng thực xây dựng nhà xã hội, nó như dội gáo nước lạnh vào thị trường bất động sản đang rất nóng, là khơi dậy địch ý mãnh liệt của các công ty kinh doanh bất động sản, đồng thời cũng khiến cho chính quyền các nơi phản cảm không ít. Tài chính từ bất động sản ở một số thành phố, thị xã đã là bộ phận không thể thiếu, nó là thành tích của lãnh đạo đảng ủy, chính quyền. Triệu Quốc Đống rất cứng rắn phổ biến chính sách chứng thực xây dựng nhà xã hội mà Trung ương đưa ra. Mà thực tế chính sách này các tỉnh không ai quan tâm, không để trong lòng. Về phần cấp thị xã, huyện thì càng coi như giấy lộn. Có nơi coi đó là mánh lưới thu hút dư luận nên xây dựng vài trăm căn nhà xã hội, còn đâu là lựa chọn không nhìn, hoàn toàn quên đây là chức trách và nghĩa vụ của đảng ủy, chính quyền đối với dân chúng. Đúng vì Triệu Quốc Đống đưa ra chỉ thị cứng rắn xây dựng nhà xã hội, hơn nữa yêu cầu chính quyền các nơi đưa ra quy hoạch rõ ràng, ký giấy cam kết với ủy ban tỉnh. Viết rõ nếu không thực hiện được quy hoạch thì sẽ hỏi trách nhiệm của thủ trưởng hành chính, căn cứ tình hình mà cảnh cáo đến cách chức, thái độ cứng rắn này làm nhiều thành phố, thị xã bất mãn, không ít còn trực tiếp phản ứng lên Lăng Chính Dược.
Lăng Chính Dược vẫn không tỏ thái độ ở vấn đề này, ngược lại Bạch Nhất Minh lại tỏ vẻ chính quyền các cấp cần căn cứ tình hình thực tế của địa phương mà tiến hành, không nên áp đặt. Chẳng qua cần làm là tập trung vào công tác thu hút đầu tư, đây không khác gì phản đối quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ở vấn đề này An Nguyên đang hình thành cục diện khá vi diệu mà phức tạp. Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh có quan điểm không nhất trí, Lăng Chính Dược có thái độ mập mờ khiến việc đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội của Ủy ban tỉnh bị bắn ngược rất lớn, không ít nơi lấy lý do tài chính khó khăn, tăng trưởng kinh tế giảm mà yêu cầu cần điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhà xã hội. Ý kiến này được nhiều thành phố, thị xã hùa theo. Mà trong tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh đám người Bạch Nhất Minh, Long Ứng Hoa, Viên Chí Kiên, Tào Ninh, Điền Hùng cũng có quan điểm này, cho rằng An Nguyên không cần phải cố ra vẻ. Khi các thành phố, tỉnh khác chưa coi xây dựng nhà xã hội là chỉ tiêu cứng mà An Nguyên đi trước là hơi vượt quá, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản đang phát triển tốt của An Nguyên, ảnh hưởng đến các ngành liên quan. Không ngờ tình huống này ở An Nguyên mà Lôi Hướng Đông cũng biết. Lăng Chính Dược chưa tỏ thái độ không có nghĩa hắn sẽ ủng hộ bên nào. Triệu Quốc Đống biết rõ thực tế Lăng Chính Dược có khuynh hướng về quan điểm của đám người Bạch Nhất Minh, cho rằng An Nguyên không cần đi trước ở vấn đề này. Thị trường bất động sản đang nóng là nguồn cung tài chính cho nhiều thành phố, thị xã, có vài nơi khoản này thậm chí chiếm tỷ lệ 60-70%. Điều này cũng làm Triệu Quốc Đống rơi vào tình huống xấu hổ. Quyển 20, chương 78. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý đến thái độ của Lăng Chính Dược. Dù Lăng Chính Dược có thái độ gì thì hắn vẫn kiên định làm theo kế hoạch của mình. Xây dựng nhà xã hội chính là bước đầu trong chiến lược đảm bảo xã hội của hắn, không thể có sơ sẩy. Vứt bỏ quan điểm này thì kết cấu quan điểm chính trị của mình với hình thức Ninh Lăng sẽ suy sụp. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cần phải kiên quyết. Về phần Lăng Chính Dược ủng hộ cũng tốt, phản đối cũng tốt, Triệu Quốc Đống đúng là không thèm để ý. Phản đối cũng không sao, có thể là do quan điểm của mình và y có đối lập, Trung ương không phải không nhìn thấy. Đương nhiên phản đối ngoài mặt là không thể, dù sao đây là dựa trên chính sách mà Trung ương đưa ra. Nó giống như xóa bỏ các sân gôn trái phép vậy. Không ai phản đối nhưng lại dùng nhiều cách để chống đối. Tranh đấu ở tầm này ngoài cách dùng nhân sự ngăn cản ra thì càng nhiều là đấu về quan điểm chấp chính, không phải nói quan điểm của anh phù hợp chính sách của Trung ương là anh chiếm ưu thế. Trung ương cũng cho địa phương một bộ phận quyền lực căn cứ tình hình thực tế mà tiến hành, cho nên kiên trì quan điểm của mình, kéo dài khoảng cách đôi bên cũng không có nghĩa anh nắm chắc phần thắng, nhất là có vài chính sách anh còn khó có thể nhìn cái là biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Lãnh đạo chủ yếu của đảng, chính quyền nếu như không nhất trí về quan điểm như vậy nó có thể là con dao hai lưỡi. Chủ tịch tỉnh làm như thế nào để đẩy mạnh công việc, lại có quan điểm độc lập của mình cũng là một chuyện đang để suy nghĩ. Đương nhiên anh không cần vì thể hiện sự khác biệt của mình mà cố ý muốn làm gì. Trên thực tế trong hiện thực quan điểm của hai người không thể hoàn toàn nhất trí, anh chỉ cần kiên trì quan điểm mà anh cho rằng chính xác là đủ. Đông ca, tôi biết vài quan điểm của tôi có thể không phù hợp hứng thú vài người, chẳng qua không sao cả. Tôi làm quan không phải vì ai đó mà làm, không vì thái độ của một số người mà thay đổi nguyên tắc của tôi. Tôi có quan điểm, cái nhìn của mình, chỉ cần Trung ương không miễn chức tôi, không rõ ràng nói cách làm của tôi không đúng thì tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Về phần việc này ảnh hưởng đến lợi ích người khác thì không quan trọng. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng. Có chuẩn bị tư tưởng là tốt, nếu như chính mình cảm thấy là chính xác thì cứ kiên trì mà làm. Lôi Hướng Đông gật đầu nói. Tôi nghĩ có lẽ một vài cách làm của cậu có chút mạo hiểm nhưng lại có thể khiến Trung ương chú ý. Trung ương càng hy vọng sự thử nghiệm này đạt thành công. Ví dụ như xây dựng nhà xã hội vậy, hình như hội nghị công tác xây dựng nhà xã hội toàn quốc sẽ tổ chức ở Ninh Lăng An Nguyên, đây là chứng minh tốt nhất cho sự thành công của cậu. Đức Sơn đã đưa Nhược Đồng về nhà, Nhược Đồng gần tới ngày sinh nên không tiện, tinh thần dễ mệt mỏi cho nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Anh em Triệu gia cũng không mấy khi có cơ hội cùng với phòng tử toàn ngồi cùng ông anh trai, mà Lôi Hướng Đông càng là khách quý đặc biệt. Lôi Hướng Đông từ lâu đã biết quan điểm của tập đoàn Thương Lãng và Triệu Quốc Đống, y vừa kinh ngạc vừa thấy hợp lý. Với bản lĩnh của Triệu Quốc Đống thì từ những năm 90 muốn kiếm tiền không phải việc khó. Mặc dù tập đoàn Thương Lãng có thể trong hơn 10 năm phát triển đến mức này đủ làm người ta than thở nhưng thời hỗn loạn thường xuất hiện anh hùng. Chuyện Phong Lưu Hoang Đường, của Đức Sơn thì Lôi Hướng Đông cũng nghe qua. Vị nhị ca nổi tiếng trong làng giải trí, Đức Sơn vốn không phải làm trong ngành này nhưng lại thích chơi trong ngành này, có lẽ người này trời sinh có số hưởng thụ,
chẳng qua ở làng giải trí ngoài việc lên án cuộc sống tình cảm của hắn ra còn đâu đều nhất trí tán thành dù là các hoạt động công ích, từ thiện, vị nhị ca này không chịu kém ai, còn là thiên sứ, trong làng giải trí, các bộ phim, buổi lễ thiếu tài trợ chỉ cần tìm tới cửa thì hơn phân nửa đều có thể có kết quả tốt. Chúng ta đây có coi là cuộc hội thảo nghiên cứu nhỏ không? Lôi Hướng Đông nhìn ba người ngồi trên ghế không nhịn được cười. Một là chuyên gia tài chính, một quan chức nhà nước cao cấp, hai công ty tư nhân, một tập đoàn kinh doanh nước suối lớn nhất cả nước, đứng thứ ba trong ngành dược, còn cả đầu tư bất động sản nữa. Còn một công ty là công ty năng lượng và khai khoáng xuyên quốc gia. Không, nói như vậy hơi quá, chẳng qua tốc độ phát triển của tập đoàn quốc toàn quá nhanh. Đông ca, anh đừng tự khiêm tốn, học giả kinh tế thì đã sớm bay rồi, lúc này chỉ còn có khứu giác và ánh mắt của nhà kinh doanh. Đương nhiên còn có cả nhận thức và giải thích về thế giới này. Phòng Tử Toàn cười đáp. Phòng Tử Toàn và Lôi Hướng Đông mấy năm nay liên lạc khá nhiều. Dù là Lôi Hướng Đông hay Phòng Tử Toàn đều không đề cập điểm này nhưng Triệu Quốc Đống biết. Chẳng qua hắn không muốn hỏi nhiều. Tập đoàn năng lượng, quặng mỏ lớn như tập đoàn Quốc Toàn, hai năm qua lại tập trung chính vào thị trường nước ngoài nên cần rất nhiều vốn. Không có một bằng hữu cố vấn phân tích đáng tin lại có kinh nghiệm thì sẽ rất mạo hiểm, mà Lôi Hướng Đông cũng đã cung cấp không ít đề nghị cho Phòng Tử Toàn. Tử Toàn, trình độ nói chuyện tăng nhanh qua đó, đánh giá Đông ca như vậy, không sợ Đông ca trả thù ông sao? Triệu Quốc Đống trêu Phòng Tử Toàn. Trường Xuyên vẫn trầm ổn như mọi khi, áo dài, quần dài, giày da màu đen, ánh mắt sáng rực, trên mặt luôn lộ nụ cười, cả người không nhìn ra một tia táo bạo gì. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được khen em trai mình. Bất cứ lúc nào cũng không xuất hiện trước giới truyền thông, không nhận phỏng vấn dưới mọi hình thức, truyền thông cũng không có tin gì liên quan đến Triệu Trường Xuyên. Trường Xuyên cũng rất ít khi tham gia các hoạt động, nghi thức của tập đoàn, hai vị phó tổng giám đốc Khuất Bình và Mễ Linh là người phát ngôn tốt nhất cho y, mà nếu như không phải có ông anh trai Đức Sơn quá nổi tiếng có lẽ càng ít người biết đến Trường Xuyên hơn. Hắc hắc Quốc Đống. Đừng có nghĩ trình độ đạo đức của Đông ca kém như vậy. Đông ca là bạn ông, thông qua ông tôi mới quen Đông ca, chẳng lẽ bạn của ông có chuyện? Đó chính là sỉ nhục đầu óc của ông. Phòng Tử Toàn cười hì hì nói. Sao, tập đoàn Quốc Toàn gặp khó khăn ư? Triệu Quốc Đống đánh giá Phòng Tử Toàn có vài vấn đề khó khăn muốn thảo luận với Lôi Hướng Đông và mình, hơn nữa có lẽ vấn đề rất quan trọng nếu không Phòng Tử Toàn biết mình bây giờ không quan tâm đến tập đoàn Thương Lãng thì cũng không tham gia vào vụ này. Ừ, vấn đề khó khăn tôi cũng không nói, chỉ là có lựa chọn làm tôi rất rối rắm, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là không nắm rõ tương lai. Phòng Tử Toàn gật đầu nói. Z phát triển khá tốt ở Đông Nam Á cùng Australia, trụ sở chính trước tháng 10 sẽ chuyển từ Bắc Kinh sang Hong Kong, ba tỉnh Nội Mông, Tấn, Kiềm mặc dù có nghiệp vụ khá nhiều của tập đoàn nhưng căn cứ tin tức đáng tin cậy thì có vẻ như quốc gia sắp đưa ra chính sách mới với ngành tài nguyên. Mặc dù tập đoàn Quốc Toàn là công ty trên thị trường chứng khoán nhưng còn có một bộ phận tài nguyên không đưa vào công ty niêm yết, có lẽ chính quyền yêu cầu chỉnh hợp cho nên tập đoàn ngoài công ty niêm yết ra thì các cái khác cũng sẽ từng bước rời khỏi. Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Chính sách ngành tài nguyên của Trung Quốc ở các tỉnh không nhất trí, tỉnh Tấn đã bắt đầu có vài lời đồn yêu cầu tiến hành chỉnh hợp ngành than trong toàn tỉnh, bên Nội Mông chưa có thái độ rõ ràng. Tài sản than trong nước của tập đoàn Quốc Toàn chủ yếu ở Nội Mông, tỉnh Tấn cũng có một bộ phận, tỉnh Tấn điều chỉnh chính sách sản nghiệp đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Quốc Toàn. Chẳng qua năng lượng Quốc Toàn đã là công ty niêm yết, hầu hết tài sản cũng nằm trên niêm yết, tỉnh Tấn muốn có biện pháp với số tài sản này là rất khó khăn. Hơn nữa tình hình an toàn lao động của năng lượng Quốc Toàn được xếp hàng đầu cả nước. Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống không tiện bình luận thay đổi về chính sách của các tỉnh. Chỉnh hợp đương nhiên có lý của nó nhưng làm như thế nào với đủ lý do, tạo được thành công, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư là một vấn đề. Nhưng tỉnh Tấn đã hạ quyết tâm chỉnh hợp, ở điểm này có lẽ đã được Trung ương cho phép. Phòng Tử Toàn chìm nổi trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, trước đó để năng lượng Quốc Toàn niêm yết lên thị trường chứng khoán Hong Kong chính là lựa chọn sáng suốt, trở thành công ty trên thị trường chứng khoán khiến tài sản và việc thu mua năng lượng Quốc Toàn phải theo quy luật thị trường. Hơn nữa Phòng Tử Toàn đã sớm giảm số cổ phần nắm giữ của tập đoàn Quốc Toàn trong công ty năng lượng Quốc Toàn, chuyển tài chính thu được sang các hạng mục mới ở Đông Nam Á cùng Australia. Phòng Tử Toàn bây giờ lo nhất chính là kế hoạch đầu tư của mình ở Đông Nam Á cùng Australia có bị ảnh hưởng hay không, nhất là khi thị trường tài chính Âu, Mỹ khủng hoảng sẽ khiến sự phát triển của Trung Quốc bị ảnh hưởng không nhỏ,
mà các hạng mục chủ yếu của phòng tử toàn ở nước ngoài lại dựa vào thị trường trong nước không nhỏ, vì vậy hắn cần một dự đoán. Quyển 20, chương 79. Tập đoàn Quốc Toàn đầu tư rất lớn ở Đông Nam Á cùng Australia, nhất là Indonesia cùng Australia. Indonesia chủ yếu tập trung ở hai hạng mục than đá và khí hóa lỏng thiên nhiên. Bên Australia thì lại liên hợp với một số công ty tư nhân Trung Quốc để tiến hành khai thác quặng sắt. Ở tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều nhân tố không xác định cho nên tập đoàn Quốc Toàn đang lo tiếp tục tăng cường đầu tư ở Đông Nam Á cùng Australia có bị ảnh hưởng hay không. Phòng Tử Toàn nói ra suy nghĩ của mình. Một khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, các hạng mục đầu tư chủ yếu của tập đoàn cũng vây quanh thị trường trong nước, cái này cần phải có phán đoán rõ ràng. Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm mạnh thì tập đoàn không thể không cân nhắc giảm đầu tư ở Đông Nam Á cùng Australia. Triệu Quốc Đống liếc nhìn Lôi Hướng Đông sau đó nói. Tử Toàn, tập đoàn ông cũng có các nhà phân tích chiến lược mà, bọn họ chẳng lẽ không có đánh giá gì sao? Bọn họ nhất định có, tôi không phải không tin bọn họ nhưng bọn họ chủ yếu phân tích dựa trên số liệu và quin, tôi hy vọng được một phán đoán ở tầm cao hơn. Cái này là rất quan trọng cho sự sinh tồn của tập đoàn. Không thể sơ sót. Phòng Tử Toàn nói, tôi muốn có sự đánh giá, phân tích đến từ nhiều mặt. Do cục diện chính trị ở Indonesia mấy năm qua khá ổn định, tập đoàn Quốc Toàn đã tạo quan hệ khá tốt ở Indonesia nên đã liên tục tham gia mấy hạng mục ở đây, nhất là hạng mục khí hóa lỏng. Trong lĩnh vực năng lượng tập đoàn Quốc Toàn đã thành công đánh bại mấy tập đoàn của Nhật Bản, đứng vững ở Indonesia. Mà bên phía Indonesia cũng hy vọng tập đoàn Quốc Toàn sẽ tăng cường đầu tư thêm nữa vào nước mình. Tập đoàn Quốc Toàn cũng mở rộng lĩnh vực từ năng lượng sang xây dựng Thiên Phu Liên Minh với tập đoàn Quốc Toàn để xây dựng một hạng mục đường cao tốc theo phương thức BOT ở Indonesia. Nhưng thị trường chủ yếu của tập đoàn Quốc Toàn vẫn là tại Trung Quốc, nhất là ở mảng than đá và khí hóa lỏng. Đây là trụ cột sinh tồn của tập đoàn Quốc Toàn. Nếu như tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc giảm mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn Quốc Toàn. Đông ca, xem ra Tử Toàn muốn anh tạo niềm tin cho hắn. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, giọng điệu khá dễ dàng. Phòng Tử Toàn nghe xong cũng thoáng yên tâm, Triệu Quốc Đống có thái độ này chính là một ám chỉ. Lôi Hướng Đông thoáng lộ vẻ trầm tư giống như đang suy nghĩ gì đó. Trường Xuyên ở bên cũng có vẻ mặt giống y, chẳng qua lại lộ vẻ lạnh nhạt giống như không để ý đến điều Phòng Tử Toàn đề cập. Trường Xuyên như quên tập đoàn Thương Lãng vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Quốc Toàn, mặc dù cổ đông lớn nhất chưa bao giờ thực hiện quyền lực quản lý mà rất tin tưởng giao quyền lực này cho Phòng Tử Toàn. Trường Xuyên gần như không bao giờ hỏi đến công việc của tập đoàn Quốc Toàn, y tin Phòng Tử Toàn sẽ có cách giải quyết nếu như gặp khó khăn. Phán đoán này không dễ đưa ra bởi vì tôi không nắm chắc, tôi chỉ có thể nói qua quan điểm cá nhân của mình. Lôi Hướng Đông suy nghĩ một chút và vẫn thấy mình nên nói thì hay hơn. Kinh tế trong nước thêm nhân tố không xác định ở bên ngoài, nhất là thị trường tài chính Âu Mỹ theo tôi thấy trong thời gian ngắn sẽ không thể nào giải quyết được, có lẽ trong vòng 3 đến 5 năm tới rất khó khởi sắc, xuất hiện suy thoái cũng là bình thường. Về phần trong nước về cơ bản là tốt nhưng bọt biển trong lĩnh vực bất động sản lại tăng lên, các ngành xuất khẩu cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nếu như quốc gia cảm thấy đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao hơn tất cả thì có thể dùng các chính sách kích thích ví dụ như tăng đầu tư tài sản cố định. Chẳng qua tôi nghĩ nếu làm thế sẽ gặp cục diện không thể khống chế. Đến lúc ấy áp lực xã hội sẽ khiến quốc gia phải dùng thủ đoạn cứng rắn khống chế, tỷ lệ đồng nhân dân tệ sẽ tăng cao, kinh tế giảm tốc. Đông ca, ý của anh là kinh tế trong nước sẽ là tăng trước, giảm sau. Đầu tiên bị chính sách đầu tư ảnh hưởng sau đó lại bị áp lực làm cho giảm xuống. Phòng Tử Toàn bắt được ý của Lôi Hướng Đông. Ừ, chính là ý này, nhưng đây chỉ là phán đoán của riêng tôi. Chính phủ cũng có thể cho rằng kinh tế Âu Mỹ suy thoái, thị trường xuất khẩu ảnh hưởng nhưng có thể mượn cơ hội này điều chỉnh kết cấu sản nghiệp trong nước. Kinh tế Trung Quốc có thể qua được cửa này thì chính là thành công. Lôi Hướng Đông từ tốn nói. Triệu Quốc Đống khá phục sức phán đoán của Lôi Hướng Đông. Trên thực tế hắn nhớ quốc gia sẽ có vài chính sách mang lại ảnh hưởng sâu sắc, áp lực lạm phát làm chính quyền không thể thở nổi, không thể không dùng một vài thủ đoạn để giảm tăng trưởng nóng. Tỷ lệ đồng nhân dân tệ không thể không thả lỏng khống chế, kết quả chính sách của chính phủ bị đả kích rất lớn. Lôi Hướng Đông tuy đưa ra hai khả năng nhưng ý rất rõ ràng đó là nếu không có nhân tố bất ngờ xuất hiện thì Trung ương, chính phủ có thể sẽ khuynh hướng đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Về phần lạm phát, bọt biển cũng còn chưa thành uy hiếp trực tiếp nhất, phải đến vài năm sau mới thể hiện ra.
Đông ca, theo cách nói của anh thì nửa cuối năm hoặc đầu năm tới chính phủ sẽ đưa ra chính sách kích thích kinh tế. Trường Xuyên nói xen vào. Nếu không có bất ngờ thì chính là như vậy, chẳng qua chính sách kích thích và quy mô khó hiểu hỏi đến mức nào bây giờ còn chưa thể xác định. Đối với tập đoàn Quốc Toàn mà nói thì cũng là một ẩn số. Lôi Hướng Đông chép miệng nói. Điểm này tập đoàn Quốc Toàn cần cẩn thận phán đoán. Phòng Tử Toàn gật đầu, nói đến mức này đã là không dễ dàng gì, ít nhất có thể xác định Trung ương sẽ không phải không làm gì khi tình hình kinh tế trong và ngoài nước có biến chuyển, mà tiến hành đẩy mạnh cơ sở vật chất và đầu tư tài sản cố định chính là thủ đoạn tốt nhất Trung ương có thể sử dụng. Điều này cũng có nghĩa trong 2-3 năm tới các hạng mục khai thác cũ vẫn đảm bảo được nguồn cung. Triệu Quốc Đống không nói xen vào, thực tế hắn cũng không biết nên đề nghị Phòng Tử Toàn như thế nào, rất nhiều chuyện đã nằm ngoài trí nhớ của hắn. Trung ương có thể đưa ra chính sách kích thích kinh tế hay không cũng khó nói, quy mô đến mức nào, có hạn chế với nguồn tài chính chảy vào thị trường bất động sản không. Tất cả đều không thể phán đoán, nó cũng cần Phòng Tử Toàn tự mình quyết định. Quốc Đống, tâm trạng của chú có vẻ không được tốt. Lôi Hướng Đông bưng chén nhấp một ngụm rồi nói. Phòng Tử Toàn và Trường Xuyên ra ngoài thương lượng. Mặc dù Trường Xuyên không quá thích quan tâm công việc cụ thể của Tập đoàn Quốc Toàn nhưng dù sao lần này lại khác. Tập đoàn Quốc Toàn tập trung chính trong lĩnh vực tài nguyên. Khi tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài cao thì xu thế hướng đi của nền kinh tế ảnh hưởng lớn đến Tập đoàn Quốc Toàn. Xác định chiến lược phát triển còn cần phải tiến hành trao đổi thật kỹ. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Từ một vài dư luận trong nước thì thấy còn chưa quá kịch liệt, nhưng nếu như các ngành xuất khẩu bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn, xuất hiện cái gọi là cơn sóng phá sản, đình công thì không biết lúc ấy Trung ương còn ngồi ổn được hay không. Chú không đồng ý cách dùng tăng cường đầu tư tài sản cố định để kích thích phát triển kinh tế. Xây dựng cơ sở vật chất của nước ta vẫn còn yếu, dù có đầu tư mạnh cũng không thể coi là vượt quá phương hướng mà. Lời Lôi Hướng Đông nói không quá xác định. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất không phải vấn đề, chủ yếu là một khi ngân hàng buông lỏng cách cho vay, ngành bất động sản sẽ đục nước béo cỏ sẽ dẫn tới giá nhà tăng vọt, bây giờ giá nhà bong bóng đã khá lớn, phản ứng của dân chúng rất mạnh. Nếu ngân hàng thả lỏng sẽ khiến giá đất tăng cao hơn nữa, lạm phát tăng cao. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Tôi cảm thấy dùng từ hậu họa khôn cùng cũng không quá đáng. Còn không quá đáng. Lôi Hướng Đông trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Đông ca, tôi không tin anh không rõ lạm phát tăng cao thì khó khống chế đến mức như thế nào. Hệ thống tín dụng Mỹ khủng hoảng là do đâu? Nếu như nước ta dùng tăng đầu tư tài sản cố định để kích thích tăng trưởng, vậy dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Trung ương lấy biện pháp gì để áp chế lạm phát, tỷ giá hối đoái tăng lên hay giảm đi? Lúc ấy sẽ không sợ tăng trưởng kinh tế giảm đi ư? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Quyển 20, chương 80. Lôi Hướng Đông trầm ngâm không nói. Thực tế mặc dù bây giờ còn chưa xác định Trung ương dùng biện pháp gì để ứng phó nhưng theo thông lệ thì Trung ương khi thấy kinh tế giảm tốc độ tăng trưởng, nhất là ở khu vực duyên hải với nhiều ngành xuất khẩu thì nhất định sẽ tăng đầu tư tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất để thúc đẩy, đây là con dao hai lưỡi mà ai cũng có thể thấy. Từ góc độ chính trị nhìn nhận thì Trung ương sợ rằng vào lúc nhất định sẽ khởi động kế hoạch kích thích, cá nhân tôi cho rằng Trung ương sẽ nhằm vào các công trình dân sinh. Xây dựng cơ sở vật chất nhưng quy mô không quá lớn, nói cách khác làm vậy là tránh cho lạm phát tăng cao. Lôi Hướng Đông từ tốn nói. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng các ngành xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng đến mức trời long đất lở, lợi dụng cơ hội này đào thải các ngành gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn điện năng cao cũng là một thu hoạch thêm vào, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cùng với thăng cấp thường thực hiện trong nguy cơ, lúc thuận buồm xuôi gió có ai muốn làm. Chủ yếu vẫn là quy mô, nhất là tuyệt đối không thể bỏ mặc ngành bất động sản phát triển như thế nào thì phát triển. Nhưng anh cảm thấy ở tình huống bất động sản không ngừng nóng lên thì lãnh đạo Trung ương có thể chống lại được với áp lực rất lớn từ quần thể lợi ích kia không? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Cái này còn chưa tính một đám chuyên gia kinh tế gì gì đó đi sau. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, Lôi Hướng Đông mở to mắt nhìn tới. Quốc Đống, cậu muốn làm gì? Ừ, muốn tôi làm gì? Tôi cảm thấy hôm nay cậu kéo tôi tới đây quyết không chỉ đơn giản là đưa ra phán đoán giúp QQ mà thôi. Chuyện này cậu chỉ cần nói một câu là giải quyết xong mà. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Quan điểm của chúng ta khá nhất trí nhưng tôi đoán chúng ta khó có thể làm Trung ương tiếp nhận quan điểm của mình. Ý của tôi là chúng ta cần phải đưa ra âm thanh của mình, đưa ra quan điểm của mình. Nhất là anh có sức ảnh hưởng nhất định trong hệ thống tài chính Trung Quốc, hơn nữa tôi tin chúng ta có người cùng chí hướng.
chúng ta có thể tỏ rõ quan điểm của mình, nhắc nhở Trung ương không nên vì áp lực nhất thời ảnh hưởng. Trung Quốc là nước lớn, có năng lực và thực lực để chống lại những cơn phong ba. Lôi Hướng Đông nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống một lúc sau mới nói. Cậu định muốn cho thấy quan điểm. Ừ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Dội nước lạnh, đi ngược dòng nước, tôi biết sẽ có kết quả gì nhưng vẫn hơn là đi ngược lại tâm nguyện của mình. Mặc kệ quan điểm của tôi là đúng hay sai, tôi cuối cùng nếu không nói ra thì sẽ thấy áy náy với lương tâm mình. Lôi Hướng Đông hít sâu một hơi nói. Tôi hiểu. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ quên cuộc sống đặc biệt này nhưng đối với sự kiện đặc thù này thì hắn đúng là bất lực. Ngoài việc yêu cầu cao về năng lực phòng chống thiên tai, có thể nhanh chóng phái đội ngũ phòng chống thiên tai, cũng chỉ có thể dùng một vài phương thức để thực hiện chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai. Mặc dù là vậy Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy Tào Ninh phụ trách công việc này nhìn về phía mình với ánh mắt kỳ quái. Hắn là chủ tịch tỉnh lại quan tâm tới công việc cụ thể như vậy, ngoài việc không tin tưởng lãnh đạo phụ trách ra thì không còn lý do gì khác. Triệu Quốc Đống không có gì để nói với việc này, nói mình biết trước tương lai ư. Có khi bị các nhà nghiên cứu khoa học mang đi giải phẫu nếu không là đẩy hắn vào viện tâm thần. Triệu Quốc Đống không ngại người khác nghĩ mình như thế nào, hắn cố gắng làm những việc trong phạm vi có thể nhưng loại chuyện như động đất thì không ai có thể nói rõ mà. Đối với ngành phòng chống thiên tai ở An Nguyên mà nói, Chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống vừa nhận chức đã rất chú trọng công tác này làm bọn họ rất bất ngờ và hưng phấn. Vấn đề cơ cấu biên chế được giải quyết ngay, các trang thiết bị cần thiết cũng cố gắng được thỏa mãn. Mà từ khi còn làm quyền chủ tịch tỉnh đến khi làm chủ tịch tỉnh, Triệu Quốc Đống đã tự mình đến 3 lần, hơn nữa yêu cầu ngành phòng chống thiên tai kết hợp giải quyết các ngành chống sự cố mỏ than, đường giao thông tiến hành diễn tập, hơn nữa cũng tổ chức cuộc thi trong toàn tỉnh. Đương nhiên đây là việc trong phạm vi quyền lực của Triệu Quốc Đống, về phần nói làm trước gì đó thì Triệu Quốc Đống cảm thấy sợ là mình vô lực trừ khi mình thật sự nhanh chóng thành thầy tướng số. Đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên trong thời gian ngắn nhất đã đến được nơi tai nạn, cũng tiến hành cứu viện đầu tiên. Đội ngũ phòng chống thiên tai tiến hành phân công hợp tác, trở thành trung tâm trong đợt cứu nạn. Đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên đầy đủ phát huy tác phong chịu khó, chịu khổ, không ngừng vì dân chúng gặp nạn. Gác điện thoại do Chánh Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh kiêm chỉ huy trưởng chỉ huy đội cứu nạn An Nguyên Ngô Hiển Thông, Triệu Quốc Đống day day chán. Động đất diễn ra theo như hắn nhớ. Điều mình có thể làm đã làm, 14 đội ở thành phố, thị xã cùng với đội của tỉnh kết hợp lại làm một đội ngũ chỉnh thể bay đầu tiên tới khu tai nạn thậm chí còn nhanh hơn cả quân đội, mà những cuộc diễn tập trước đó của đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên cũng làm bọn họ nhanh chóng làm quen với thực tế, sự thật chứng minh chuẩn bị trước đó đã phát huy tác dụng rất lớn. An Nguyên chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật tư cũng phát huy tác dụng lớn, trong thời gian ngắn nhất gom góp rất nhiều vật tư vận chuyển đến khu bị nạn, thể hiện lòng thương người của An Nguyên. Nhật báo Nhân dân, CCTV đều đồng loạt đánh giá cao về biểu hiện của đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên, mấy kênh truyền thông đều tới phỏng vấn Ngô Hiển Thông. Ngô Hiển Thông cũng giới thiệu trong một năm qua Ủy ban Nhân dân tỉnh rất coi trọng việc xây dựng và đề cao năng lực của đội ngũ phòng chống thiên tai, chẳng những đảm bảo một cách lớn nhất về tài chính, nhân lực, trang bị, hơn nữa còn tiến hành các cuộc diễn tập, cuộc thi trong tỉnh, đây là nguyên nhân quan trọng nhất để đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên có thể phát huy tác dụng lớn đến thế. Tất cả đều được đưa lên trên các phương tiện truyền thông, biểu hiện xuất sắc của đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên trong cơn động đất đã thể hiện rõ sức chấp hành của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên, Trung ương và vài bộ liên quan cũng khẳng định biểu hiện xuất sắc của An Nguyên. Tào Ninh vì thế cũng được nhiều khen ngợi, chẳng qua hắn có chút lo lắng bất an, trước đó hắn không cho là đúng việc Triệu Quốc Đống làm lớn, chú trọng việc phòng chống thiên tai quá mức. Bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống chú tâm vào từng công việc gì đó đều đạt hiệu quả không thể tưởng tượng. Theo giai đoạn 1 của đợt cứu nạn dần kết thúc, việc tiếp theo là các tỉnh sẽ tiến hành chung trong sự an bài của Trung ương. Đối với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên mà nói làm tốt công việc của mình mới là việc cơ bản nhất. Chẳng qua từ tình hình trong và ngoài nước mà nói thì tình hình kinh tế không quá lạc quan, thị trường tài chính quốc tế liên tục rung chuyển nhất là hệ thống tín dụng Mỹ bắt đầu phát huy tác dụng. Chính phủ Mỹ mặc dù nghĩ mọi biện pháp dập ngọn lửa nhưng rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi vì sự phát triển quá độ của thị trường tín dụng Mỹ. Các cơn gió lúc càng lớn xảy ra. Trung ương cũng đã nghiên cứu làm như thế nào đối phó với ảnh hưởng của quốc tế mang tới, nó làm Triệu Quốc Đống khá lo lắng. Một khi Trung ương quyết định khởi động kế hoạch kích thích kinh tế trên quy mô lớn thì sẽ dẫn tới cục diện khó có thể vãn hồi. Cố hết sức, Triệu Quốc Đống đôi khi an ủi mình như vậy,
mình cũng thông qua vài con đường để nói ra vài quan điểm của mình, nhưng rốt cuộc có được lãnh đạo trung ương tiếp nhận hoặc tiếp nhận ở trình độ nào thì bây giờ chỉ có thể quan sát. Quyển 20, chương 81. Khó khăn vượt quá tưởng tượng, áp lực rất lớn, các loại vấn đề đan xen vào nhau. Nói thật, chủ tịch, tôi có chút hối hận khi tiếp nhận sự khiêu chiến này. Tiêu Phượng Minh cầm chén thở dài nói. Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Phượng Minh, khá tốt, mặc dù trên trán lộ vẻ trầm muộn nhưng ít nhất trạng thái tinh thần cũng là bình thường. Không nằm ngoài dự đoán, từ lúc đầu đã nói vấn đề này, không chỉ riêng vấn đề kinh tế, nếu chỉ là vậy thì đã không cần anh đi gánh vác trọng trách này. Tỉnh có không ít người giỏi làm kinh tế nhưng nếu có thể khống chế cục diện chính trị, lại am hiểu kinh tế cùng với năng lực phối hợp tốt đẹp thì đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Phượng Minh anh chính là người thích hợp nhất. Đến chỗ Hoành Vĩ chưa? Triệu Quốc Đống bỏ tập tài liệu dày trong tay xuống. Đã đi, có vài hạng mục cần nói chuyện, chủ tịch tỉnh, không thể không nói ngài chọn trợ thủ quá chuẩn. Tiêu Phượng Minh bình tĩnh nói. Tôi vốn nghĩ từ bộ xuống cũng chỉ là dựa vào chút quan hệ ở bên trên, xuống địa phương để quá độ, chẳng qua chủ tịch Hoành Vĩ coi như là bài học cho tôi, không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Triệu Quốc Đống cười ha hả, vui vẻ nói. Trong lòng chắc còn có chút không phục hả? Hoành Vĩ và anh là hai loại người, đương nhiên cũng đều xuất sắc. Hoành Vĩ giỏi ở quy hoạch, anh giỏi ở chấp hành, chứng thực, mỗi người mỗi vẻ, nếu như các anh có thể phát huy sở trường, học tập ưu điểm của người khác thì càng tốt hơn nữa. Được lão lãnh đạo khen, Tiêu Phượng Minh không quá để ý. Nói thật lên làm bí thư thị ủy, Tiêu Phượng Minh mới ý thức được góc độ nhìn nhận vấn đề của anh khác rất nhiều so với khi làm thị trưởng. Anh là chủ tâm, không có ai có thể chia sẻ trách nhiệm với anh. Chỉ bằng điểm này Tiêu Phượng Minh cảm thấy mình đi là đáng giá. Sớm một năm hiểu đạo lý này cũng có lợi nhiều cho sự phát triển sau này. Lô hóa có nhiều vấn đề, chuyện khó giải quyết không ngừng đan xen vào nhau, vấn đề lịch sử lưu lại nhiều năm làm anh nếu muốn thoáng cái giải quyết hết là mơ mộng, nhưng càng ở hoàn cảnh như vậy, gặp đủ vấn đề khó khăn khiến anh không thể không dùng hết sức lực ứng phó, anh lại thấy đây là cảm giác khiêu chiến. Mà giải quyết xong một vấn đề, xử lý tốt một việc, anh mới thật sự có cảm giác thành tựu, nhất là nhìn vẻ mặt khâm phục, kính sợ của cấp dưới, xem dân chúng vui mừng vì vấn đề được giải quyết, anh thật sự thấy thỏa mãn không nói thành lời. Chủ tịch Hoành Vĩ và tôi đã tiến hành thảo luận về hiện trạng và việc điều chỉnh kết cấu kinh tế của Lô Hóa. Chủ tịch Hoành Vĩ giúp tôi tuyển mấy hạng mục, tiến hành phân tích ngành cơ giới chế tạo của Lô Hóa, muốn tập trung vào phương diện này, chủ yếu là phát triển ngành này lên, tạo trụ cột rồi mới cân nhắc việc khác. Đây là ý đồ chính mà Tiêu Phượng Minh đến chỗ Triệu Quốc Đống. Y muốn báo cáo công việc trong nửa năm tới của Lô Hóa với Triệu Quốc Đống. Nếu chỉ riêng thu hút đầu tư thì Tiêu Phượng Minh không cần trịnh trọng tới báo cáo riêng như thế này. Sao, muốn tiến hành đại phẫu ư? Triệu Quốc Đống gật đầu. Không đại phẫu không được, tôi đã bàn với thị trưởng Ngạn Hoa và đưa ra suy nghĩ sơ bộ, có thể bước đi khá dài, khá lớn nhưng tình thế ép người, thật sự không đi bước này có lẽ không thấy cơ hội. Tiêu Phượng Minh nghiêm túc nói. Chúng tôi dự định giải quyết hai công ty lớn gặp nhiều khó khăn là công ty máy cơ giới nặng Trung Nam và công ty máy cơ giới công trình Trung Nam, dù là dùng phương thức gì cũng phải tranh thủ giải quyết trước cuối năm. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn cũng đoán được Tiêu Phượng Minh và Văn Ngạn Hoa định làm gì. Nếu như nói vấn đề khó khăn lớn nhất của Lô Hóa là gì, thực ra là vấn đề sinh tồn của hai công ty lớn này, mấy ngàn công nhân cùng hơn chục ngàn người nhà. Bọn họ đi con đường nào? Làm như thế nào không ảnh hưởng đến ổn định xã hội mà giải quyết được sự sinh tồn cho bọn họ là khiêu chiến lớn nhất, không thể né tránh với bộ máy Lô Hóa mới. Có thể nói giải quyết được hai vấn đề này thì vấn đề Lô Hóa coi như giải quyết được một nửa. Có dự định gì không? Muốn tỉnh ủng hộ như thế nào? Tiêu Phượng Minh hít một hơi nói. Cho không thậm chí chính quyền bù tiền, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề sinh tồn cho công nhân hai công ty này thì Lô Hóa dù có buộc chặt đai lưng cũng được. Nói cụ thể, hai công ty này bây giờ đều kinh doanh khó khăn, cũng may thiết bị và kết cấu nhân viên cũng được, chỉ có mỗi khoản nợ quá nặng nên chúng tôi đã phát ra một ít tin tức với một ít ngành trong cả nước, có mấy công ty có chút hứng thú nhưng do vấn đề khoản nợ quá nhiều nên bọn họ rút lui, mà bây giờ mấy nhà có ý thì thị xã lại không yên tâm. Tiêu Phượng Minh thở dài một tiếng. Vấn đề nợ dọa chạy không ít người, mà thị xã không chỉ hy vọng giải quyết hai công ty này mà còn hy vọng hai công ty có kết cục tốt. Nhân viên công ty cũng được giải quyết ổn thỏa. Cho không cũng không có ai muốn ư? Triệu Quốc Đống cười ha hả hỏi. Đương nhiên là có, nhưng tôi dám đưa cho bọn họ sao?
Có lẽ một năm sau hai công ty thành cái xác không, chúng tôi sẽ thành tội nhân. Tiêu Phượng Minh cười khổ nói. Người mà tôi muốn đưa thì người ta không thèm, quả quyết từ chối. Đương nhiên, anh vứt gánh nặng thì công ty có trách nhiệm thật sự sao dám dễ dàng gánh chịu chứ? Triệu Quốc Đống nói. Cho nên các anh định bỏ tiền ra trả nợ, chỉ cần cho người thích hợp thôi hả? Ừ, đây là ý kiến nhất trí của chúng tôi. Tiêu Phượng Minh gật đầu. Vậy vấn đề là các anh bỏ tiền mà người ta cũng không muốn ư? Triệu Quốc Đống hỏi tiếp. Bỏ nhiều tiền như vậy hoặc là cho chính sách ưu đãi hơn nữa, tóm lại chúng tôi muốn đưa công ty cho đối tác đáng tin cậy, muốn cho nhân viên công ty không phải lo lắng. Tiêu Phượng Minh quyết tâm nói. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Anh có biết nếu làm thế sẽ dẫn tới tranh luận rất lớn? Thị ủy, ủy ban nhất là anh và Ngạn Hoa sẽ gặp áp lực rất lớn không? Ai nói không phải nhưng chúng tôi có thể làm gì chứ? Tiếp tục kéo dài thì sẽ càng phiền phức, khó khăn hơn nữa, không bằng thừa dịp bây giờ còn có một hai công ty có hứng thú, chúng tôi buộc bụng tiết kiệm để công ty thuận lợi đi vào quỹ đạo, chủ yếu chính là muốn tuyển được nhà đầu tư có thể làm công ty phát triển tốt. Về phần cơ chế thì chúng tôi không yêu cầu gì cả, tất cả dựa trên nguyên tắc làm hai công ty này sống lại. Tiêu Phượng Minh thầm nghiến răng nghiến lợi. Ở vấn đề này chúng tôi cần tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ủng hộ mạnh. Ồ, cân nhắc chu đáo đó, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh nếu đã đưa anh và Ngạn Hoa tới vị trí này, chỉ cần các vị nhất trí quan điểm, tôi nghĩ không vấn đề gì. Lô hóa tích tệ quá lâu, nếu không có động tác mạnh thì không thay đổi được. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Ở vấn đề thu hút đầu tư tốt nhất là làm ra điểm sáng, như vậy sẽ hóa giải khó khăn của các vị. Cục diện của Lô Hóa khá giống như lúc Triệu Quốc Đống từ Hoa Lâm chuyển sang Tây Giang, nhưng kết cấu kinh tế của Lô Hóa có nhiều vấn đề hơn, hai công ty kia là mấu chốt. Tiêu Phượng Minh đưa ra suy nghĩ khá giống so với lúc đó Tây Giang cải cách công ty nhà nước. Hai công ty ở Lô Hóa ban đầu là thuộc tỉnh, sau đó tình hình kinh doanh xấu đi nên tỉnh rất quyết đoán chuyển quyền sở hữu cho Lô Hóa. Mấy năm đầu hai công ty này còn ổn chút, bây giờ hình thức kinh doanh đã mất hiệu quả. Điểm mà đám người Tiêu Phượng Minh lo nhất là một khi hai công ty này thật sự rơi vào hoàn cảnh tê liệt thì mới là tai nạn. Một công ty vận chuyển khó khăn có lẽ còn có người thấy hứng thú, còn công ty tê liệt không thể vận chuyển thì số người hứng thú có lẽ đại đa số chỉ là về đất và tài sản khác của công ty, mà cũng không muốn làm công ty sống lại một lần nữa. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa nóng lòng muốn tiến hành cải cách hai công ty này. Triệu Quốc Đống cũng không phản đối việc này nhưng thời thế thay đổi, cải cách công ty nhà nước đã khác so với tầm 10 năm trước. Nếu muốn tìm được đối tác thích hợp làm công ty sống dậy là không dễ dàng gì, nhưng khó khăn cũng phải dựa theo trình tự như vậy mà tiến lên. Cuối cùng có thể là chính quyền sẽ nỗ lực lớn hơn nữa nhưng chỉ cần có thể đảm bảo quyền lợi của nhân viên công ty, Triệu Quốc Đống cảm thấy đáng giá. Quyển 20, chương 82. Đừng ngoài phòng sinh, Triệu Quốc Đống rất lo lắng. Ít nhất đã phải 15 năm hắn không có cảm giác này, từ lúc thức đêm ở đồn công an Giang Miếu, Giang Khẩu hắn đã từng ngồi canh tội phạm cả đêm như thế này, lúc ấy hắn cũng hút vài điếu thuốc để thư giãn mình. Chờ đợi là khó khăn nhất, chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá lo, y thuật hiện đại đủ để giải quyết gần như tất cả nguy hiểm. Chỉ cần bình an, còn về phần khác Triệu Quốc Đống không suy nghĩ tới. Bé trai cũng tốt, con gái cũng tốt, cũng không vấn đề gì. Cù Vận Bạch đã có một con gái, thêm một con gái nữa thì Triệu Quốc Đống cũng thấy không sao. Đương nhiên nếu là con trai thì hắn cũng rất vui. Đại ca, có cần khẩn trương như vậy không? Đức Sơn lúc này rất trầm ổn, thái độ khác thường, Triệu Trường Xuyên, Triệu Vân Hải ngồi ở bên kia, phòng dành cho khách quý thực ra rất ít dùng nhưng có một nơi như thế này đúng là giải quyết được nhiều vấn đề. Trên mặt Âu Dương Cẩm Hoa vẫn duy trì nụ cười, đây là lần đầu hắn thấy anh em Triệu gia tập hợp đông đủ như vậy. Trước đó hắn chỉ thi thoảng gặp mấy em trai của sếp, hắn cũng mơ hồ biết mấy em trai của sếp rất có lai lịch. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì thành danh của mấy người em trai không thua gì mấy sếp. Vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng không xuất hiện trên truyền thông, còn có vị nhị ca nổi tiếng ở làng giải trí. Đương nhiên còn có một vị tuy không nhiều người biết nhưng lại là người sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Lúc này mấy anh em Triệu ra ngồi một chỗ rất yên tĩnh. Khẩn trương không nói mà là có chút mong chờ. Triệu Quốc Đống cười cười. Đức Sơn, chú cũng phải có biểu hiện đi chứ. Em, đại ca, đừng hy vọng vào em, anh đặt chú ý vào Trường Xuyên và Nguyên Tĩnh đi, hoặc là xem Vân Hải có hứng thú không. Em thích cuộc sống tự do tự tại của mình.
một người ăn no, cả nhà không đói. Đức Sơn lắc đầu quả quyết từ chối đề nghị của ông anh. Trường Xuyên, Đức Sơn nói chú đó, có tính toán gì không? Trường Xuyên đã kết hôn, chỉ bày vài bàn, ngoài hơn 10 lãnh đạo tập đoàn ra thì chỉ có người thân trong nhà, mà bên Nguyên Tính cũng rất phối hợp. Ngoài họ hàng và mấy bạn học, bạn bè của cô ra thì gần như không mời người ngoài. Mặc dù là như vậy, hôn lễ của Trường Xuyên vẫn bị một ít kênh truyền thông biết tới, người thuộc nhóm đầu trên bảng Pháp nhưng ít lộ mặt kết hôn, truyền thông mạng càng không đâu không nhúng tay vào, thậm chí cả bức hình chụp lúc Nguyên Tĩnh đi du học ở nước ngoài cũng được đăng ở trên mạng. Đại ca, nhị ca đây là trốn tránh trách nhiệm, theo gia quy thì nhị ca phải có rồi mới đến lượt em mà. Trường Xuyên hiếm khi trêu chọc Đức Sơn. Đúng. Nhị ca công nhiên khiêu khích gia quy Triệu gia, không thể bỏ qua. Vân Hải cười cười hùa theo. Dù là con riêng cũng phải mang về Triệu gia, em tin bố mẹ không thèm để ý ai là mẹ của đứa bé, chỉ cần có huyết thống Triệu gia là đủ. Đức Sơn nổi giận gầm lên. Vân Hải, lúc nào đến lượt bọn mày dạy anh? Ồ, lời Đông Bắc cũng học được, có phải là cảm thấy lời này rất hay không, hay là ở lâu bên cô em người mẫu Hắc Hà nên có cảm giác? Vân Hải không sợ ông anh này. Vẫn cười cười trêu chọc. Mấy anh em lâu không tụ tập như vậy, nhất là đại ca bây giờ quá bận gần như không có nhiều thời gian rảnh để gặp anh em. Vân Hải trêu Đức Sơn, Trường Xuyên thật ra rất tự nhiên liếc nhìn đại ca. Đại ca có mấy hồng nhan tri kỷ, mấy anh em đều biết phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu Cù Vận Bạch có quan hệ không cạn với đại ca. Mà bà chị Cù Vận Bạch này có một thời gian ra nước ngoài, có một con gái. Trường Xuyên thông qua vài con đường biết cô bé kia hơn phân nửa là của đại ca, chỉ là đại ca không đề cập việc này, mấy thằng em chỉ có thể giả vờ câm điếc. Triệu Quốc Đống chú ý đến ánh mắt của Trường Xuyên, nghĩ đến lời Vân Hải vừa nói, hắn hiểu ngay ý của Trường Xuyên. Bố mẹ hắn nhất định hy vọng có càng nhiều cháu càng tốt. Nhà có 4 con trai đều hơn 30 mà giờ mới có đứa cháu nội đầu tiên, mấy người em của hắn lại chưa có ý có con, điều này đúng là làm ông bà không cam lòng. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng phải cân nhắc tới cảm nhận của Cù Vận Bạch. Vận Bạch và mình có một đứa con không đăng ký, từ đầu cô đã muốn sống độc thân, đứa bé gần như dựa chính vào cô. Có thể nói đối với Vận Bạch mà nói thì con còn quan trọng hơn sự nghiệp. Cô thậm chí có thể vì con mà bỏ tất cả. Cho nên Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu mạo muội đưa vấn đề này ra sợ là Vận Bạch khó có thể chấp nhận. Cũng may bây giờ Nhược Đồng cuối cùng đã có con, coi như là an ủi ông bà. Không thể sinh tự nhiên. Cuối cùng vẫn phải phẫu thuật. Cửa phòng thủ thuật cuối cùng mở ra, vẻ mặt của bác sĩ chứng minh tất cả thuận lợi. Mấy anh em Đức Sơn cũng chúc mừng đại ca cuối cùng làm bố, nhưng cái từ cuối cùng này khá miễn cưỡng. Triệu Quốc Đống ngồi ở trong phòng bệnh, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhược Đồng và con đang ngủ ngon. Tốt quá, đây mới là đứa con đầy đủ của mình mới coi như chính thức đi vào thời đại gia đình đầy đủ. Triệu Quốc Đống không cách nào hình dung tâm trạng của mình. Nhìn Nhược Đồng ôm chặt con vào lòng, cảm giác này rất phi diệu. Thành gia lập nghiệp, chữ thành gia có hàm nghĩa rất phức tạp, chỉ kết hôn còn chưa tính, phải có con mới là gia đình đầy đủ. Mà bây giờ gia đình coi như đầy đủ, lập nghiệp thì bây giờ mình coi như cũng có, trong mắt người bình thường thì mình như ngôi sao chính trị đang dâng lên của Trung Quốc, nắm giữ một phương, tiền đồ vô lượng nhưng chỉ có Triệu Quốc Đống là hiểu. Trên cao gió lớn, càng ở trên cao càng cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề đến mức nào. Hạnh phúc của hơn 70 triệu dân làm cho hắn luôn phải suy nghĩ, muốn làm cho quần chúng nhân dân sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Tâm trạng đắc ý hưng phấn ban đầu khi được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh sớm bị cảm giác gánh vác trọng trách nặng nề thay thế, Triệu Quốc Đống thậm chí càng lúc càng thấy mình có quan hệ càng lúc càng bình thường hóa với Lăng Chính Dược, tất cả chỉ vì một mục đích, đó chính là vì sự phát triển của An Nguyên, vì hạnh phúc của dân chúng An Nguyên. Chỉ đơn giản như vậy, đi đến vị trí này, hắn không có yêu cầu gì nhiều. Làm như thế nào thực hiện được điểm này đã là quá tốt rồi. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Chính Dược cũng nhất trí với mình ở phương hướng, mục tiêu chung, đây là trụ cột để mình và hắn hợp tác. Có thể ở vài công việc cụ thể có quan điểm khác nhau, cách dùng người cũng khác nhau, thậm chí Lăng Chính Dược còn có tư tâm nhưng Triệu Quốc Đống dần cảm thấy mình có thể hợp tác nhiều hơn nữa với đối phương. Hắn tin Lăng Chính Dược cũng dần ý thức được điểm này. Ở điều kiện này nên mọi người có thể tiếp hành nhượng bộ. Nhượng bộ cũng vì mục tiêu xa hơn. Ví dụ như điều chỉnh bộ máy Lam Sơn cùng Nam Hoa, Triệu Quốc Đống rất sáng suốt có thái độ hợp tác, bảo trì ý kiến với Lăng Chính Dược. Mà điều chỉnh bộ máy An Đô chỉ cần Quan Kinh Sơn có thể được Lăng Chính Dược ủng hộ, Triệu Quốc Đống cũng ủng hộ.
để Trang Quyền làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lô Vệ Hồng làm bí thư thị ủy Tân Châu là quyết định khá bất ngờ, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn tỏ vẻ tôn trọng. Đây không phải là mềm yếu hay khuất tất, tính công lợi của Lô Vệ Hồng quá cao nhưng không thể phủ nhận năng lực của y. Làm bí thư thị ủy Tân Châu có lẽ Lô Vệ Hồng sẽ khiến nơi đây có vài biến hóa. Mà sự trầm lắng của Trang Quyền cũng làm người ta ý thức được hắn không thích hợp ngồi ở Tân Châu nữa, điểm này Triệu Quốc Đống sớm ý thức được, chẳng qua là không muốn đối mặt mà thôi. Chỉ cần nhất trí chung về phương hướng, chỉ cần có thể nhất trí ở vấn đề chính là đủ, về phần khác trên đời không có gì hoàn mỹ cả. Quyển 20, chương 83. Thoát khỏi bữa ăn, Triệu Quốc Đống bước chậm trên ven hồ, hưởng thụ cơn gió lạ truyền tới. Nguyên nhân làm hắn sao động có nhiều, rượu chỉ là một nhân tố đơn giản nhất. Vẻ kiều mị của Tô Hiểu không thể nghi ngờ đã hơi kích thích tình dục trong lòng Triệu Quốc Đống. Có lẽ mình đã trải qua giai đoạn đó, có lẽ do nguyên nhân gia đình nên Triệu Quốc Đống gần như miễn dịch về nhu cầu vật chất, mà sự phóng đãng lúc trẻ làm hắn cảm thấy cuộc sống của mình hơi loạn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng dùng được từ này để hình dung cuộc sống tình cảm của mình trong giai đoạn đó. Có lẽ sự thay đổi của Đường Cẩn làm mình bị kích thích quá lớn, làm cho rất nhiều lúc mình không tin vào tình cảm, nhưng đây có lẽ là mình lấy cớ mà thôi. Có lẽ mình không kiềm chế được sự phóng đãng, không thể ước thúc đạo đức nên thành như vậy. Mỗi người đàn ông đều có bản tính có mới nới cũ, DP đã có lần tưởng rằng mình không phải loại đàn ông vô lương đó, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình dần đi vào nhóm này. Chị em từ Xuân Nhạn đã ý thức được điểm này, đang dần dần rời xa cuộc sống của mình, Triệu Quốc Đống có chút áy náy nhưng bất lực. Đã có lần hai chị em nói cô muốn di dân sang Australia, mình không biết nên trả lời như thế nào. Hắn có thể cảm nhận được sự cô đơn trong lòng các cô. Triệu Quốc Đống không muốn lừa dối ai, trói buộc ở vị trí hiện tại làm hắn không thể tùy ý dãy dụa. Cảm giác này một khi mất đi thì sẽ không thể cứu vãn, hắn tin chị em từ Xuân Nhạn cũng có thể cảm nhận như vậy. Tình từ nồng đậm đến nhạt đi là điều không ai có thể nói rõ ràng được. La Băng và Kiều San cũng như vậy, Triệu Quốc Đống biết cuộc sống của mình càng lúc càng xa các cô, ngược lại khoảng cách giữa hắn với Tiểu Âu vốn quen độc lập cùng với Trình Nhược Lâm lại duy trì được cảm giác vừa xa vừa gần như trước. Có đôi khi Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận trong phương diện tình cảm của mình không được tốt lắm. Con người không ngừng thay đổi theo thời gian, không phải thế giới thay đổi anh mà là anh đang không ngừng thay đổi để thích ứng, Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười tự giễu mình. Chủ tịch Triệu, ngày hôm nay hình như có tâm sự. Tô Hiểu mặc bộ đồ công sở trông thu liễm vẻ yêu kiều đôi chút nhưng thêm vài phần ưu nhã. Ừ, không có việc gì, trong thời gian này quá bận nên hơi mệt. Triệu Quốc Đống kinh ngạc, hắn không ngờ Tô Hiểu lại đi theo mình tới đây. Hôm nay là nghi thức ký kết thỏa thuận xây trung tâm rạp chiếu phim, nhà hát của thành phố quốc tế Ando, thị ủy, ủy ban Ando mời Triệu Quốc Đống cùng Dương Thiếu Bằng đến tham gia, Triệu Quốc Đống từ chối không được, hơn nữa gần đây ủy ban tỉnh và Ando có quan hệ khá mật thiết, hòa hợp, Lỗ Năng lại chuyên môn đến mời Triệu Quốc Đống, vì vậy Triệu Quốc Đống đành phải đi. Từ Tết đến nay đây là lần thứ tư Triệu Quốc Đống và Tô Hiểu cùng ăn cơm, Tô Hiểu là cô gái rất lợi hại, luôn tìm được lý do để mời mình. Đương nhiên đây còn là do cô nhờ đủ người làm Triệu Quốc Đống không thể nào từ chối được. Quốc tế Cảnh Trình có mạng lưới quan hệ phong phú, ít nhất mấy người bạn cũ của hắn từ lúc còn ở Giang Khẩu, Hoa Lâm như Đào Tông Tinh, Phong Việt Nhân ra mặt thì hắn không thể từ chối. Tôi đi cùng ngài. Tô Hiểu thản nhiên nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nở nụ cười. Mong còn không được. Tô Hiểu mỉm cười đi sát bên Triệu Quốc Đống, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn mũi hắn. Quốc tế Cảnh Trình xem ra rất tham vọng, vừa tiến vào Ando đã đầu tư lớn như vậy. Tôi nghe Lập Phong nói Quốc tế Cảnh Trình dự định coi Ando là trụ sở chính của tập đoàn tại khu vực đất liền. Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói chuyện. Bố tôi vốn là người gốc An Nguyên, bây giờ kiếm được chút tài chính sao lại không về báo đáp quê hương, cũng mong làm chút chuyện vì quê hương. Ừ, nói như thế nào nhỉ, có ý người chết để tiếng, báo chết để ra. Ông hy vọng mình là người An Nguyên đi ra. Về sau cũng lưu lại được chút công sức trong sự phát triển của An Nguyên. Tô Hiểu nửa thật nửa giả nói. Lưu danh là thứ yếu nhưng muốn đứng vững, mở cục diện ở An Nguyên lại là thật, đây không chỉ là ý của Tô Thái, cũng là ý đồ của Tô Hiểu vốn muốn nhanh chóng đạt được thành công và tán thành. Quốc tế Cảnh Trình khác hẳn so với mấy công ty bất động sản An Nguyên, dù QQ coi như một nhân vật nhưng vẫn còn kém xa với mấy công ty hàng đầu An Nguyên. Đồng thời Quốc tế Cảnh Trình càng không thể so sánh với mấy công ty trực thuộc Trung ương và công ty nước ngoài.
như vậy muốn mở đường máu thì quốc tế Cảnh Trình không thể không lấy thái độ khiêm tốn và tác phong kiên định để được chính quyền địa phương tin tưởng. Nhưng chỉ như vậy cũng chưa đủ để chính quyền địa phương tin tưởng, dù sao nó còn cần hợp tác trong thời gian dài mới được. Quốc tế Cảnh Trình nếu muốn mở cục diện thì không thể không phát động mọi tài nguyên, động viên tất cả. Mà Triệu Quốc Đống chính là một phần tài nguyên mà Tô Hiểu coi trọng An Hát. Dù là bây giờ thoạt nhìn phần tài nguyên này vẫn khá xa vời nhưng Tô Hiểu vẫn cho rằng chỉ cần cố gắng thì không gì không làm được. Đương nhiên làm Tô Hiểu hứng thú với Triệu Quốc Đống không đơn giản là thân phận của hắn. Mặc dù Triệu Quốc Đống là chủ tịch tỉnh nhưng có một số người mặc dù là có thân phận rất quan trọng nhưng người khác không thể tới gần. Có ý như vậy là việc tốt, tôi nghĩ trong quy hoạch tổng thể của thành phố quốc tế An Đô thì quốc tế Cảnh Trình cũng sẽ có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chỉ là tôi hiểu, tôi phải nhắc cô, quốc tế Cảnh Trình cần đủ thực lực tài chính để khai thác, không nên quá kỳ vọng trong thời gian ngắn là An Đô sẽ trả đủ tiền, hy vọng quốc tế Cảnh Trình sớm chuẩn bị tư tưởng. Tít, tài chính không phải vấn đề, chủ yếu là trong quá trình khai thác cần sự hiệu quả cao. An Đô có lẽ nên mở cửa thêm nữa, phục vụ tốt hơn nữa để giải quyết nhu cầu của các nhà đầu tư. Không biết chủ tịch tỉnh có chú ý là gần đây tất cả các nhà đầu tư đều lo lắng về điểm này. Nếu vấn đề này có thể được giải quyết, như vậy tôi tin tiến độ xây dựng thành phố quốc tế sẽ càng nhanh hơn. Kiều Kiều bắt đầu chuyển đề tài theo ý đồ của mình. Tôi hiểu, hình như cô muốn thể hiện ý gì đó. Tôi hiểu như vậy có phải là nhầm không? Triệu Quốc Đống dừng bước cười cười nhìn đối phương. Tôi cảm thấy rất nhiều chuyện mọi người cần phải nói rõ, không nên quanh quẩn. Tôi hiểu không thể không phục phản ứng của Triệu Quốc Đống, mình chỉ hơi lộ ra một chút là đối phương đã cảm thấy gì đó. Chỉ là có vài vấn đề không thích hợp nói thẳng mà cần cách mờ mịt để nói rõ. Chủ tịch Triệu, tôi sẽ nói chút cái nhìn của mình đối với thành phố quốc tế, nếu có gì không đúng mời ngài phê bình. Tô Hiểu nghiêm mặt trịnh trọng nói. Lên xe Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ đến lời nói của Tô Hiểu, người phụ nữ này không đơn giản, nếu như nói trước đó hắn có chút hứng thú vì cô từ người mẫu rồi cố gắng học tập kinh doanh, nhưng cuộc nói chuyện này làm Triệu Quốc Đống có thêm ấn tượng hơn nữa về Tô Hiểu. Người phụ nữ này giỏi tìm đề tài nói chuyện, mà mỗi một đề tài cũng có thể thành công kích thích hứng thú của mọi người đáp lại, bản lĩnh này nhiều người cả đời không làm được, mà người phụ nữ này lại làm được, đúng là không đơn giản. Cô đưa vài suy nghĩ ví dụ như kết hợp trung tâm văn hóa nghệ thuật và trung tâm tài chính, thương mại với nhau, nó không chỉ có thể tăng lên hình tượng một đô thị, hơn nữa cũng biến trung tâm đô thị phát sáng, mà điểm này rất nhiều đô thị khu vực đất liền chưa ý thức được. Quyển 20, chương 8-14. Cuộc sống cứ thế trôi về phía trước, mặt trăng mặt trời chuyển động không bao giờ có tuyệt đối và tương đối, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình sau khi làm chủ tịch tỉnh thì thời gian luôn không đủ dùng, gần như chớp mắt một cái là nửa năm đã qua đi, ngọn đuốc Olympic cũng đã được rước qua địa phận An Nguyên, Olympic sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc hấp dẫn vô số ánh mắt trong và ngoài nước. Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống mà nói, Thế vận hội không có sức hấp dẫn lớn đối với hắn, làm tốt công việc trong tay mới là quan trọng nhất. Olympic cũng tốt, đất nước vẻ vang cũng tốt, tất cả chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đối với Trung ương Đảng, Chính phủ, đối với Bắc Kinh mà nói thì Olympic có ý nghĩa không bình thường. Nhưng An Nguyên cách xa Bắc Kinh mấy ngàn dặm thì nó không bằng các công việc hiện tại. Hiện nay một kế hoạch cuộc sống dân sinh rơi vào tay hắn lại làm hắn khó khăn suy nghĩ. Tập hồ sơ dày không có một chữ nào ở vỏ nhưng mở ra thì trang đầu tiên đã là một tiêu đề làm người ta chấn động. Phản ánh kiến nghị cải cách y tế toàn dân của quận Tây Giang, thị xã Ninh Lăng. Nhìn qua đề tài này không có gì làm người ta quá chú tâm nhưng có thể được chính trọng rơi vào tay Triệu Quốc Đống, còn có hai chữ, bí mật, ở bên trong thì không thể không làm người ta thấy là lạ. Không thể nghi ngờ kế hoạch cải cách y tế toàn dân này chính là phá vỡ toàn bộ chế độ y tế nông thôn hiện nay, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhân viên trong ngành này, nhưng Triệu Quốc Đống tán thành một điểm đó là xuất phát của kế hoạch này là tốt. Mặc kệ phương án này có thể được tán thành, đưa vào áp dụng hay không, mặc kệ mục đích của người đưa ra là gì, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho đông đảo quần chúng nhân dân thì đáng để khẳng định. Dù là có người muốn lấy lòng dư luận, lấy thành tích, Triệu Quốc Đống cũng cần ủng hộ. Tạo thành tích như vậy còn tốt hơn nhiều xây dựng trụ sở mới, xây sân bóng, sửa đường xá loạn lên. Đây là vấn đề khó khăn. Lão Điền, anh thấy thế nào? Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua Điền Hùng ngồi trên ghế không nói câu gì. Thực tế hai người đã đọc phương án này vài lần, không thể nói phương án này là do lãnh đạo quận Tây Giang, Ninh Lăng xúc động nhất thời, phải nói ít nhất cần có 2-3 năm chuẩn bị.
Một lần làm cả thiên hạ biết tên nhưng nó là việc xấu hay tốt thì rất khó phán đoán. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng khó có thể nắm chắc ở vấn đề này. Chủ tịch Tỉnh, nói như thế nào nhỉ? Điền Hùng hít sâu một hơi. Đúng là không tiện nói, trong thời gian này tôi nằm mơ cũng cân nhắc việc này, mấy công việc khác đều đẩy xuống vị trí thứ hai. Hắc hắc, không giấu gì ngài, tôi cảm thấy đây có lẽ là việc đáng giá nhất mà tôi làm sau khi thành phó chủ tịch Tỉnh. Mặc kệ phương án này có được ủng hộ không, cũng không biết tôi sẽ gánh trách nhiệm gì nhưng tôi nghĩ mình cũng thành danh nhân một đời. Hai người Triệu Quốc Đống và Điền Hùng đều dành thời gian nhất định để phân tích lợi hại. Điền Hùng cũng điều hai nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ ở Sở Y tế Tỉnh đến giúp mình nghiên cứu phân tích, mà Triệu Quốc Đống cũng mượn hai chuyên gia Bộ Y tế và Đại học Y tế An Nguyên đến làm cố vấn cho mình, giúp mình phân tích phương án này. Ha ha, lão Điền, đừng coi việc này như trời sập vậy chứ, có tới mức như vậy không? Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. Điền Hùng này tuổi không nhỏ, biểu hiện khá chất phác trung hậu nhưng khi quen thuộc mới biết đối phương khá hài hước, đương nhiên tính người này khá quật cường, không dễ dàng phụ họa người khác. Y có sức phán đoán của mình, không vì bên ngoài ảnh hưởng mà thay đổi. Hắc hắc, đương nhiên trời sập còn có bên trên đỡ, có bí thư, chủ tịch Tỉnh đứng trước, tôi là lãnh đạo phụ trách cũng nhẹ gánh hơn. Điền Hùng cười ha hả nói. Sao, không coi trọng phương án này ư? Triệu Quốc Đống đi vào chính đề. Một lời khó hết. Điền Hùng cũng thu nụ cười. Có thể nói đây vốn là điều làm chúng ta gặp phiền toái. Sự nghiệp xã hội dân sinh là vấn đề khó khăn trong sự phát triển, ai có thể giải quyết được việc này thì gọi là thánh nhân một đời cũng không quá. Đương nhiên đây là không thực tế, đây là công trình hệ thống, hơn nữa bởi vì Trung Quốc chúng ta phát triển không cân bằng, nó quyết định dù thành công ở một nơi mà đưa sang nơi khác áp dụng có khi lại thành tai nạn. Ừ, ý của anh là mặc dù phương án này có thành công ở Ninh Lăng thì cũng không thể phổ biến ở nơi khác. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Còn chưa nói đến thành công ở Ninh Lăng, theo ý tôi là dù áp dụng ở quận Tây Giang thì cũng gặp rất nhiều vấn đề mà chúng ta bây giờ ngồi ở đây không tưởng tượng ra. Có vài thứ bây giờ nghĩ thì hay, trông khá hoàn thiện nhưng thực tế sẽ phát hiện suy nghĩ trước đó là quá đơn giản, ngây thơ. Điền Hùng chép miệng nói. Tôi không trọng tư tưởng này nhưng tôi thưởng thức và ủng hộ động tác của quận Tây Giang. Sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Tôi có thể hiểu là anh cảm thấy bọn họ sẽ thất bại một cách đẹp mắt không? Ha ha, chủ tịch Tỉnh sao cũng nói với giọng điệu này. Điền Hùng cười phá lên. Lời này đáng lẽ không nên do ngài nói ra mới đúng. Điền Hùng trước khi đến An Nguyên cũng có ấn tượng rất sâu về Triệu Quốc Đống, nhưng nó không phải hoàn toàn là mặt trước. Không ít động tác của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia theo Điền Hùng thấy là không hợp lý. Theo y thấy có vài hành vi quá nóng vội. Đối với kẻ chỉ biết ôm nhiệt huyết hoặc là tạo dư luận để mưu đồ lợi ích chính trị thì y không coi vào đâu. Vì vậy sau khi đến An Nguyên, Điền Hùng thích lặng lẽ quan sát tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Điền Hùng phát hiện cảm tưởng ban đầu của mình dần tan đi, thay vào đó là một ấn tượng mơ hồ mà không xác định. Một người chưa đầy 40 tuổi có thể bò tới vị trí này mà không có tâm kế, thủ đoạn thì ai tin nổi. Nhưng Triệu Quốc Đống lại làm người ta cảm thấy mọi việc hắn làm như nước chảy thành sông, không có quá nhiều khác lạ và đắn đo, cũng không ra vẻ lão luyện thâm trầm, nhưng vì vậy mà coi thường hắn thì người bị hại chính là anh. Từ cuộc điều chỉnh nhân sự lớn vừa rồi làm người ta hoa cả mắt, không ai biết sao nó lại như vậy. Người ngoài nhìn chỉ biết Bạch Nhất Minh và Trần Anh Lộc sắm vai trò vinh quang chói mắt trong đó nhưng chỉ có người trong cuộc như Điền Hùng mới thấy được ảo diệu. Chỉ dựa vào điểm này, Triệu Quốc Đống có thể ngồi ổn ở vị trí này mà không một ai dám nghi vấn hắn có ngồi tiếp được ở vị trí này không? Lão Điền, nói thật đi, anh nghĩ sao về phương án này? Triệu Quốc Đống nói, ừ, phải nói bên Tây Giang làm không ít công việc, thậm chí có thể nói là không ít công việc làm rất chắc, ít nhất là chắc hơn nhiều so với tôi nghĩ. Nhưng nó không có nghĩa tư tưởng này có thể được, dù sao khi áp dụng thực tế sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Ví dụ như vấn đề lãng phí tài nguyên y tế. Làm như thế nào đảm bảo tài nguyên y tế được dùng tới người bệnh nhân, đưa các cơ cấu y tế tư nhân vào là một phương diện, nâng cao tố chất nhân viên y tế, tăng cường giám sát cũng là rất quan trọng. Điền Hùng không hề khách khí bắt đầu làm rõ đề tài. Mấy vấn đề này là không ít, Tây Giang cũng đưa ra vài biện pháp ứng phó nhưng tôi cảm thấy không chu toàn, đương nhiên đây cũng có quan hệ do chúng ta mới bắt đầu nếm thử. Ở phương diện này tôi cảm thấy Tỉnh cần cẩn thận điều tra nghiên cứu, thỏa luận xem một chút có thể tìm ra biện pháp thích hợp hơn không.
nhưng tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để thử nghiệm. Trong phương án quận ủy, Ủy ban Tây Giang đã nói tài chính của Tây Giang đủ để áp dụng việc này, trong quá trình thí điểm sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn nhưng không thể vì thế mà lùi bước không tiến. Anh nếu không thí điểm, không lục lọi thì sao có thể phát hiện vấn đề, sao có thể tìm ra biện pháp ứng phó. Trung ương có cân nhắc của mình, nhưng tôi nghĩ An Nguyên đưa ra thí điểm cũng là tham khảo cho việc cải cách y tế của Trung ương sau này mà. Quyển 20, chương 85. Triệu Quốc Đống không ngờ Điền Hùng lại nói rõ mình ủng hộ Tây Giang đẩy mạnh phương án này, hắn có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ mặc dù Điền Hùng cuối cùng cũng đồng ý nhưng cũng cần nhiều nguyên nhân khách quan tác động, ai ngờ đối phương rất kiên quyết và rõ ràng nói ra. Lão Điền, tôi đồng ý quan điểm của anh, mặc kệ phương án của Ninh Lăng có khuyết điểm hoặc không chu toàn nhưng dám đưa ra phương án này, có thể cân nhắc vấn đề nóng mà dân chúng quan tâm nhất, không phải là làm hạng mục lớn để lấy thành tích, tôi thấy đây là biến hóa rất tốt. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nói. Hiện nay khi tâm trạng của cán bộ lãnh đạo càng lúc càng táo bạo, tôi thấy cần triển khai một cuộc thảo luận, học tập, làm mọi người suy nghĩ lại xem đảng chấp chính nên làm gì để phục vụ dân chúng. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa dân sinh hẹp hòi, tôi cũng biết tầm quan trọng của phát triển kinh tế với sự nghiệp dân sinh, nhưng chúng ta cần phải làm rõ phương hướng cái gì là ngọn, cái gì là gốc. Nếu như phát triển kinh tế rồi thỏa mãn nhu cầu của quần chúng nhân dân thì như vậy mới là phát triển tuần hoàn. Tôi muốn nói chính là loại quan điểm này bị nhiều lãnh đạo chủ yếu ra làm cho có, lấy thành tích, đây chính là do quan điểm thành tích có vấn đề. Ở cấp huyện như vậy thì đó là vấn đề của cấp thị xã, mà cấp thị xã như vậy thì chính là vấn đề của tỉnh. Triệu Quốc Đống nói làm Điền Hùng một lần nữa nhận thức được phong cách dám nói của Triệu Quốc Đống. Đã sớm nghe đôi khi Triệu Quốc Đống nói sắc như đao. Có đôi khi như đạn pháo ầm ầm bắn ra, muốn anh đặt mình ở tiền tuyến, muốn anh nhiệt huyết sôi sục, làm đến cán bộ ở cấp bậc này còn có thể duy trì cá tính rõ ràng như vậy chính là một trường hợp đặc biệt. Mà Triệu Quốc Đống còn có thể đứng vững ở vị trí này, thậm chí tiếp tục bay lên đã nói rõ nhiều vấn đề. Tôi vẫn suy nghĩ vấn đề đề bạt nhân sự cùng với tuyên truyền dư luận của tỉnh ta, phát triển kinh tế đương nhiên quan trọng nhưng theo thời đại phát triển thì chúng ta cũng cần cân nhắc việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và sự nghiệp dân sinh. Đây vốn không phải là vấn đề mâu thuẫn nhưng thường bị một ít người đặt ở vị trí đối lập, nó khiến cho tính quan trọng của vấn đề dân sinh càng lúc càng giảm đi. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Mặc kệ như thế nào thì Ninh Lăng đi bước này là đáng để khẳng định, thí điểm của bọn họ có thể thất bại hoặc là gặp nhiều vấn đề trong lúc nhất thời không thể giải quyết, có lẽ gặp chướng ngại về tính kỹ thuật, thậm chí kết cấu có vấn đề nhưng tôi cảm thấy không ảnh hưởng đến việc bọn họ mạnh dạn thí điểm. Điền Hùng bị đả động khá sâu. Nếu như nói lời lúc trước của mình chỉ mang tính dò xét và khích tướng, như vậy bây giờ hắn thật sự tâm phục khẩu phục tán thành quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống đã cân nhắc chu toàn, sâu xa hơn mình nhiều, thậm chí tính cả khả năng thất bại. Đi theo lãnh đạo như vậy mới là có ý nghĩa. Chủ tịch, nếu như vậy thì tôi nghĩ có nên trình ra hội nghị thường trực ủy ban tỉnh nghiên cứu không? Tâm trạng Điền Hùng có chút kích động. Không, lão Điền. Chúng ta đồng ý để Ninh Lăng làm như vậy cũng không có nghĩa lập tức khởi động. Giống như anh nói vậy, chúng ta cảm thấy trong phương án của bọn họ còn quá nhiều khuyết điểm cần hoàn thiện và sửa đổi. Nếu chúng ta thấy điểm này thì nên dành một chút thời gian giúp Ninh Lăng hoàn thiện, bài trừ nhân tố bất lợi một cách lớn nhất, như vậy không phải tốt hơn sao? Điền Hùng cười cười tự giễu. Chủ tịch tỉnh, ngài thấy tôi đó, đúng là quên mất sự nặng nhẹ. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, Trung Dược Quân ra hiệu Lưu Như Hoài và Vu Đan ở lại, Trúc Văn Khôi cũng không rời đi. Lưu Như Hoài bây giờ là trưởng ban thư ký thị ủy nhưng vị trí cũng thuộc nhóm trên trong các thường vụ thị ủy Ninh Lăng, hơn nữa cũng rất có sức ảnh hưởng ở thị ủy. Bí thư, thị trưởng, trưởng ban thư ký, có phải chuyện đã có hồi âm không? Vu Đan vén sợi tóc rơi trên trán, tay cầm cặp đi đến gần hai người Trung Dược Quân, Trúc Văn Khôi đang ngồi. Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi mỉm cười nhìn nhau, lắc đầu. Vu Đan, tôi thấy cô đúng là không có vẻ gì sợ hãi cả, như là gì cũng tính trước. Bí thư, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài của tôi mà thôi, không thể nào thể hiện như cô bé phạm sai lầm trước mặt lãnh đạo mà. Tính Vu Đan khá hào sảng, coi như là nhân vật có cá tính ở Ninh Lăng. Đừng nhìn cô làm bí thư quận ủy Tây Giang không lâu nhưng rất nhanh tiếp nhận toàn bộ công việc của Tây Giang, nhanh chóng khống chế tình hình, sự quyết đoán và thủ đoạn không kém gì Lưu Như Hoài. Ha ha. Vu Đan cô lúc nào biến thành như vậy thì đúng là như mặt trời mọc đằng Tây. Trung Dược Quân nở nụ cười. Đúng là xấu hổ, chuyện chưa có hồi âm. Tôi đã hỏi chủ tịch tỉnh,
ngài không trả lời thẳng chỉ nói việc này cần cân nhắc. Tôi thấy chủ tịch tỉnh rất có hứng thú với việc này. Hơn nữa tôi cũng biết Âu Dương Cẩm Hoa trong thời gian này vẫn tiếp xúc với chuyên gia ở Bộ Y tế, chắc là liên quan đến phương án của Tây Giang. Trung Dược Quân đưa mắt nhìn lướt qua Lưu Như Hoài. Như Hoài nói đúng, sớm một chút vẫn hơn là muộn. Hơn nữa quận Tây Giang cũng đã đứng đầu kinh tế trong cấp quận, huyện toàn tỉnh. Nhưng Tây Giang cũng cần làm gì đó mới mẻ, phải làm cho dân chúng thấy được ưu huệ, như vậy cải cách y tế chính là đề tài rất tốt, đáng để làm. Nếu bí thư thấy như vậy, tôi cũng yên tâm, chỉ sợ tạo ra phiền phức cho ngài và thị trưởng, không chừng tỉnh lại thấy đây là việc khó giải quyết. Ninh Lăng chúng ta giao việc này lên tỉnh, bọn họ tiếp không được, không tiếp cũng không được, không chừng hận Ninh Lăng thấu xương, oán giận chúng ta chuyện gì không làm mà làm cái việc này, không chừng là một hòn đá tạo thành vô số gợn sóng, mọi người đều tập trung ánh mắt vào Ninh Lăng, là phúc hay họa cũng khó nói. Phu Đan, cô nói như vậy còn giống như là có chút khả năng. Chẳng qua nếu không xê tính khiêu chiến thì tôi nghĩ mấy nơi như Hoa Dương, Lộc Sơn đã sớm làm rồi. Trung Dược Quân cười ha hả nói. Nếu Tây Giang chúng ta có nguyện vọng và thực lực này thì sao không thử? Trung ương đã sớm khuyến khích các nơi căn cứ tình hình mà sáng tạo quy tắc, cơ chế mới, chỉ cần có lợi cho dân thì có thể thử. Phu Đan, vấn đề tài chính cần cân nhắc chu đáo, nhất là cần phải đảm bảo tài chính khi cải cách y tế, càng cần phải xác định chế độ rõ ràng. Thu tài chính của T mặc dù không thấp nhưng cô cứ nhìn quy mô tiêu tốn của ngành y tế không nhỏ, ngoài ra còn có một vấn đề đó chính là còn có mấy trăm ngàn dân chúng từ ngoài đến, bọn họ mặc dù không có hộ khẩu Ninh Lăng nhưng thực tế trong bọn họ có nhiều người thường trú ở đây, làm như thế nào giải quyết cho quần thể này cũng cần cân nhắc. Trúc Văn Khôi cũng lên tiếng. Tôi hy vọng cô có thể tạo thành điển hình trong các nữ cán bộ của Ninh Lăng chúng ta, trước đây có hai vị Vưu Liên Hương cùng Văn Ngạn Hoa thì áp lực của cô bây giờ càng lớn hơn. Sao, Phu Đan có tự tin không? Phu Đan thoáng hoảng hốt, Tây Giang có ít nhất 200.000 dân nhập cư, trong đó có một bộ phận lớn là nhân viên, công nhân đến làm việc, đương nhiên cũng có cả nhân viên kinh doanh của các công ty nữa. Hiện nay khu khai phát đang không ngừng mở rộng, hai xã thị trấn phía Bắc Đông Giang và Tây Giang đã thuộc về khu khai phát quản lý, người nông dân cũng chuyển dần thành công nhân, mà thị xã cũng có ý tích cực mong tỉnh ủng hộ biến khu khai phát thành đặc khu hành chính. Nếu như lời Trúc Văn Khôi nói thì nếu như áp dụng cho cả dân nhập cư thì áp lực dành cho Tây Giang sẽ tăng gấp đôi, đây là vấn đề quận Tây Giang chưa tính tới. Quyển 20, chương 86. Thấy Vu Đan lộ vẻ ngưng trọng, không nói gì, Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đưa mắt nhìn nhau. Trung Dược Quân khẽ cười nói. Đương nhiên Tây Giang mặc dù là thí điểm nhưng cũng cần tiến dần từng bước, mấy trăm ngàn dân nhập cư thì làm như thế nào chia từng bước để chuyển bọn họ thành dân bản địa. Đây cũng là một công trình mang tính hệ thống, không chỉ có ở quận Tây Giang, tỉnh và thị xã đều phải đưa ra chính sách, cô cũng không cần quá lo. Bí thư, tôi không phải lo lắng cái này, tôi cũng biết nhất định cần một quá trình nhưng tôi nghĩ nếu thí điểm này rơi vào đầu Tây Giang, chúng tôi cần phải đưa ra quy hoạch lâu dài mới được. Ví dụ như bên quận Đông Giang và Tân Khu Thúy Hà có cùng thí điểm với Tây Giang không? Phu Đan thử hỏi. Đông Giang mấy năm nay phát triển khá nhanh. Nếu nói riêng về tốc độ đã sớm vượt Tây Giang, đương nhiên đây là do xuất phát điểm của Đông Giang thấp, mà bên Tân Khu Thúy Hà cũng chính là khu khai phát thì không có ràng buộc về hành chính, chỉ chuyên tâm phát triển kinh tế, có thể nói phát triển kinh tế là chức trách duy nhất. Bây giờ hai xã, thị trấn đưa vào Tân Khu Thúy Hà quản lý thì đây cũng không coi là khu vực hành chính cố định. Chỉ là Tân Khu Thúy Hà rốt cuộc được định vị như thế nào thì bây giờ tỉnh, thị xã cũng chưa có kết luận. Là thành lập quận Thúy Hà đầy đủ hay là đi theo con đường nửa hành chính thì vẫn còn đang được nghiên cứu. Thể chế của Tân Khu Thúy Hà chưa được xác định, tài chính của Đông Giang sợ là không thể so sánh với Tây Giang, thị xã bây giờ còn chưa tính tới hai khu vực này, vì vậy hy vọng Tây Giang gánh trách nhiệm thí điểm. Còn sau đó có biến hóa không thì chưa biết. Trúc Văn Khôi lắc đầu nói. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là bước này sớm muộn cũng phải đi, đi sớm chưa chắc là có hại, có những lúc có hại chính là chiếm ưu thế. Ha ha, thị trường, có hại này Tây Giang đáng để ăn, chúng tôi không có ý kiến khác nhưng cũng không thể nói Tây Giang chiếm tiện nghi mà. Lại khiến các nơi nghĩ thị xã có gì tốt là dành hết cho Tây Giang. Trưởng ban thư ký Như Hoài nói có đúng không? Phu Đan thấy Lưu Như Hoài vẫn chưa mở miệng nên kéo vào. Tây Giang bây giờ đứng đầu kinh tế toàn tỉnh, tỉnh sợ là cũng hy vọng Tây Giang tiến hành thí điểm sự nghiệp dân sinh, có tài chính hùng hậu làm chỗ dựa thì nhiều chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Đây cũng là sự tin tưởng mà tỉnh và thị xã dành cho Tây Giang.
Lưu Như Hoài bình tĩnh nói. Chủ tịch tỉnh nhiều lần nhắc nhở Tây Giang đứng đầu về kinh tế thì cần cân nhắc tới cảm nhận của dân chúng bình thường, làm như thế nào để dân chúng bình thường cảm thấy được lợi ích do kinh tế phát triển, để bọn họ cảm thấy hạnh phúc, đây cần phải có thay đổi về quan điểm đánh giá thành tích. Tôi cảm thấy ở điểm này Tây Giang có thể giơ ngọn cờ lên, hơn nữa ngọn cờ này càng có thể tăng sức cạnh tranh cho Tây Giang. Xã hội hài hòa, dân chúng hạnh phúc, đây là mục tiêu chủ yếu trong sự phát triển xã hội sau này. Tây Giang nếu có thể đi trước một bước thì tôi nghĩ sẽ rất có lợi. Lưu Như Hoài nói làm cả Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đều phải suy nghĩ sâu xa. Ninh Lăng đúng là đứng đầu cả tỉnh về kinh tế, hai người và Lưu Như Hoài công tác với nhau một số năm, nhưng quan hệ giữa Lưu Như Hoài với Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi khá bình thường, y chỉ có quan hệ mật thiết với Tiêu Phượng Minh. Có thể nói mặc dù mọi người đều loáng thoáng đứng ở dưới ngọn cờ Triệu Hệ nhưng có vài thứ không giống, sự khác biệt này chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Không thể nói ra. Như Hoài nói đúng, Tây Giang đứng đầu kinh tế toàn tỉnh, thu tài chính cũng xếp thứ nhất nhưng sự nghiệp xã hội và chỉ số hạnh phúc của Tây Giang có đứng đầu không? Tôi thấy chưa chắc, quần chúng nhân dân bây giờ yêu cầu càng lúc càng cao. Chúng ta vừa phải nắm kinh tế, tạo trụ cột phát triển, về phương diện khác cũng cần nghiên cứu giải quyết vấn đề mà dân chúng quan tâm. Tây Giang năm ngoái dẫn đầu phổ biến giáo dục phổ cập cấp 3 là mở đầu rất tốt. Bắt đầu từ năm nay Hoa Lâm, Đông Giang, Thổ Thành cũng đã phổ biến được chính sách này. Sang năm sẽ tiến hành trong toàn bộ thị xã, đây là một tiến bộ. Trung Dược Quân vung tay lên, trầm giọng nói. Cải cách y tế là xu thế chung, quốc gia sẽ cố gắng theo phương hướng này. Ninh Lăng chúng ta nếu có điều kiện đi trước một bước để dân chúng Ninh Lăng cảm nhận lợi ích do cải cách, do phát triển kinh tế mang lại trước thì chúng ta cần làm, có gì thiếu sót sẽ sửa lại. Phu Đan, cải cách y tế dính tới nhiều vấn đề còn phức tạp hơn phổ cập giáo dục. Không đơn giản là bỏ tiền, còn liên quan đến cơ chế vận hành của cả hệ thống. Tôi đoán tỉnh rất nhanh sẽ có ý kiến trả lời, tới lúc ấy tỉnh có thể sẽ tiến hành thảo luận về phương án này. Tỉnh có lẽ cũng trợ cấp một phần tài chính, tuy là nhỏ nhưng cũng coi như sự ủng hộ của tỉnh. Trúc Văn Khôi cười nói. Thị xã bên trong thì sẽ không thua gì, cần ủng hộ sẽ ủng hộ, đương nhiên tài chính chủ yếu phải do quận, bây giờ Tây Giang mới là phú ông mà. Mấy người đều nở nụ cười. Tốc độ tăng trưởng 2 năm trước của Tây Giang thoáng giảm lại, năm nay lại dẫn đầu cả thị xã, hai quý đầu năm có tốc độ đạt đến 28%, thu thuế cũng khá thuận lợi. Nhất là sau khi phòng giao dịch tài sản An Đô được khai trương, các công ty vừa và nhỏ của Ninh Lăng thuận lợi lên phòng giao dịch tài sản An Đô, gần như chiếm được hơn phân nửa số công ty thành công lên sàn ở đây. Do hệ thống tín dụng của các công ty Ninh Lăng sớm được thành lập, các công ty dù lớn hay nhỏ thì chế độ tài vụ, quản lý công ty đều quy cách nên dễ dàng vượt qua các yêu cầu ngặt nghèo của phòng giao dịch tài sản An Đô, tỷ lệ vượt qua kiểm tra còn cao hơn công ty tỉnh ngoài và các nơi trong toàn tỉnh. Thị trường tài chính tích cực khiến kinh tế Ninh Lăng nghênh đón thời kỳ tăng trưởng cao, đây là trụ cột để tiến hành đột phá sự nghiệp dân sinh của Ninh Lăng. Hơn nữa khi tập đoàn Hòa Hoàng bắt đầu tiến vào thị trường bất động sản Ninh Lăng khiến cho thị trường bất động sản Ninh Lăng vốn không ấm không nóng đã có xu hướng ấm lên rõ ràng, nhất là các căn hộ sang trọng tăng giá một cách rõ ràng. Tuy còn chênh lệch nhất định với các nơi trong tỉnh nhưng đây là biến hóa không nhỏ đối với Ninh Lăng, mà nó cũng là tín hiệu đáng mừng cho việc tăng thu tài chính của Ninh Lăng. Trên đời không có bức tường kín gió. Khi Triệu Quốc Đống đưa phương án cải cách y tế của Ninh Lăng ra hội nghị thường trực ủy ban thảo luận thì phương án này đã truyền khắp tỉnh. Trên thực tế vấn đề cải cách y tế vẫn là tiêu điểm tranh luận của các cấp. Trước đây quốc gia tiến hành cải cách y tế đều thất bại. Quận Tây Giang, thị xã Ninh Lăng dự định đẩy mạnh việc miễn phí y tế toàn dân lập tức khiến cả An Nguyên thậm chí cả nước chấn động và chú ý. Có thể nói phương án này chưa được xác định nhưng thanh thế đã được tạo ra, điều này cũng khiến Ninh Lăng phải làm thành chuyện này. Hơn nữa còn phải thành công. Phương án đã được phát tới tay từng vị ủy viên đảng ủy ban tỉnh, ngoài phương án của Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu 4 vị chuyên gia của Bộ Y tế, Đại học Y tế An Nguyên và Sở Y tế tỉnh đưa ra ý kiến đánh giá của mình về phương án này, coi như cung cấp làm tham khảo cho các vị phó chủ tịch tỉnh. Triệu Quốc Đống cho bọn họ một tuần, yêu cầu bọn họ chăm chú đọc và hiểu phương án này, đồng thời cũng muốn dựa theo suy nghĩ của mình đưa ra cái nhìn về phương án này. Nhất là hoan nghênh ý kiến mang tính xây dựng. Đây không khác gì về cơ bản Triệu Quốc Đống tán thành phương án này, nhưng lại cho rằng phương án còn không ít điểm cần bàn và hoàn thiện cho nên cần nghiên cứu kỹ càng. Triệu Quốc Đống cũng không đưa phương án này sang bên tỉnh ủy, theo hắn thấy ở tình huống phương án chưa hoàn thiện, hơn nữa chỉ là thí điểm ở một quận thì không cần tạo thanh thế quá lớn.
Đương nhiên hắn cũng cân nhắc cần trao đổi riêng với Lăng Chính Dược và Bạch Nhất Minh, như vậy tránh cho thị phi không cần thiết. Mà bây giờ truyền thông điên cuồng đưa tin, bàn luận về phương án khiến hắn cảm thấy cần sớm đi bước này. Quyển 20, chương 8-17. Triệu Quốc Đống đến văn phòng Lăng Chính Dược thì đã thấy Viên Chí Kiên đang báo cáo công việc với Lăng Chính Dược. Thấy Triệu Quốc Đống vào, Viên Chí Kiên đứng lên sửa tài liệu trong tay rồi cười nói. Chủ tịch Triệu đến à, tôi xin lui trước. Đừng, anh ở đây vừa lúc, chuyện này dù sao sớm muộn cũng phải đưa lên hội nghị thường ủy, bên ngoài đồn đại như vậy, hôm nay tôi đến báo cáo với Bí Thư Lăng, anh ở đây coi như giới thiệu chung luôn, sớm hiểu rõ tình hình cũng có thêm một chút thời gian cân nhắc. Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu Viên Chí Kiên ở lại. Viên Chí Kiên sau khi làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy đã theo Lăng Chính Dược rất chặt, nhưng y khác với Long Ứng Hoa cùng Tề Hoa mà có vẻ giống Trần Anh Lộc, đó chính là duy trì nhân cách riêng của mình. Đương nhiên ở một vài vấn đề vẫn có ý kiến tương tự với quan điểm của Lăng Chính Dược, đây là trụ cột để bọn họ đi cùng nhau. Đúng vì như vậy nên Triệu Quốc Đống đánh giá cao Viên Chí Kiên đôi chút, ấn tượng hơi mơ hồ về Viên Chí Kiên cũng dần sâu sắc hơn. Viên Chí Kiên nở nụ cười. Là chuyện ở quận Tây Giang, Ninh Lăng ư. Vừa nãy tôi cũng nói chuyện với Bí Thư Lăng. Bí Thư Lăng nói Chủ tịch Triệu bây giờ rất ổn, mặc kệ mưa gió bên ngoài mà vẫn vượt qua một cách yên ổn. Bí Thư Lăng nói ngay cả ngài cũng ngồi không yên mà Chủ tịch Triệu lại bình ổn như vậy. Lăng Chính Dược đứng ở một góc cầm bình nước phun nước cho chậu cây. Quốc Đống, Chí Kiên nói xong không sai, ngày hôm qua Lão Hác đến chỗ tôi nói chuyện này, nói bên ngoài đồn đại, vậy mà trong tỉnh ta không rõ chi tiết mấy. Y làm trưởng ban tuyên giáo cũng thấy khó giải quyết, không tiện ngay mặt đáp lại, lại không thể không nghe không hỏi. Cậu thì hay rồi, coi như không có việc gì, tôi còn tưởng cậu sẽ yên ổn nữa chứ. Ha ha, Bí Thư Lăng, cái này không được rồi. Nói thật chuyện này tôi còn thật sự không dự định báo cáo vào hôm nay với anh. Tôi vốn định đợi sau khi hội nghị thường trực ủy ban tỉnh bàn bạc xong, chính quyền đưa ra ý kiến về phương án này rồi mới báo cáo. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta đã coi thường sức ảnh hưởng này đối với dân chúng, không ngờ bên ngoài lại mẫn cảm như vậy, vì thế chỉ có thể đi sớm bước này. Triệu Quốc Đống mơ hồ nghe ra được chút ám chỉ trong câu nói của Lăng Chính Dược. Nếu chỉ là cho rằng mình không báo cáo sớm thì Triệu Quốc Đống không quá để ý. Thí điểm cải cách y tế ở một quận, mới là phương án ban đầu, nói cách khác mới chỉ là mang tính mục đích, nhiều điểm còn cần hoàn thiện, chỉnh sửa, báo lên ủy ban tỉnh cũng chỉ là trưng cầu ý kiến, không cần phải làm quá làm gì. Chẳng qua có một số người lấy việc này để đồn ầm lên mới tạo thành tình hình như bây giờ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng có chút lo lắng Lăng Chính Dược có thái độ với bản thân việc này. Ở vấn đề cải cách thể chế y tế rất dễ rơi vào hai cực đoan, cảm thấy như vậy là chính xác sẽ kiên quyết ủng hộ, mà nếu cảm thấy nó mang lại nguy hại lớn thì sẽ kiên quyết phản đối. Thấy Triệu Quốc Đống cầm tập tài liệu trong tay, Lăng Chính Dược xua tay nói. Ngồi xuống rồi nói, cậu giới thiệu một chút, nói trung tâm cũng là mấy thứ mà bên ngoài chú ý. Nói trung tâm, Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Bí Thư Lăng, cái này không dễ nói. Tôi phải giới thiệu cả tình huống nếu không anh sẽ không nắm giữ toàn diện, cũng tiện cho anh phân tích tổng hợp, đưa ra kết luận chính xác. Nghe Triệu Quốc Đống giới thiệu xong, Lăng Chính Dược lại hỏi một ít vấn đề. Lăng Chính Dược không nói gì nhiều, mặc dù Triệu Quốc Đống giới thiệu rất chi tiết, Lăng Chính Dược cũng tin ở vấn đề này Triệu Quốc Đống không cần dở trò nhưng nói thật y vẫn nghi ngờ về phương án này, thậm chí còn vô thức thấy phản cảm. Việc cải cách làm khắp nơi chú ý như vậy có đáng không? Lăng Chính Dược không rõ Triệu Quốc Đống có ý đồ gì, cải cách y tế là chuyện lớn quốc gia cần cân nhắc, mặc dù Trung ương khuyến khích một số nơi tiến hành thí điểm nhưng Lăng Chính Dược không cho rằng An Nguyên nên đi đầu. Theo y thấy đây là hành vi thu hút chú ý của dư luận mà Triệu Quốc Đống là người khởi xướng. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng do tư tưởng Triệu Quốc Đống dẫn hướng mới có thể nghĩ ra phương án rác rưởi này, Lăng Chính Dược có chút buồn bực. Đúng, chính là rác rưởi, quận Tây Giang phát triển thật đó. Thực lực tài chính mạnh thì làm gì khác không làm, sao cứ đòi cải cách y tế. Cơ sở vật chất của Ninh Lăng thật sự hoàn thiện rồi ư. Đường giao thông thuận tiện, chế tạo hoàn cảnh đô thị, xây dựng thủy lợi nông thôn, mấy thứ này đều đã làm tốt, không cần đầu tư nữa sao. Viên Chí Kiên chú ý thấy vẻ mặt Lăng Chính Dược thoáng cái xa sầm lại sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, hơn nữa còn có cả vẻ thâm trầm, phẫn nộ. Ở bên Lăng Chính Dược lâu như vậy, Viên Chí Kiên cũng hiểu đôi chút về tính cách của Lăng Chính Dược. Nhất là khi Lăng Chính Dược có vẻ mặt này cũng là cho thấy Lăng Chính Dược đang rất tức giận. Viên Chí Kiên có thể mơ hồ biết cái nhìn của Lăng Chính Dược trong việc này.
theo hắn thấy Lăng Chính Dược có chút bất mãn việc Triệu Quốc Đống chậm trễ, thậm chí là bỏ qua việc báo cáo với tỉnh ủy. Nhưng đây không phải chủ yếu, Lăng Chính Dược phản cảm về việc Ninh Lăng tiến hành cải cách y tế mới đúng. Lăng Chính Dược không phải là người quá so đo về hình thức. Chí Kiên, anh thấy sao về việc này? Lăng Chính Dược đọc tài liệu Triệu Quốc Đống trình lên 10 phút mới đưa cho Viên Chí Kiên rồi hỏi. Viên Chí Kiên vừa mở tài liệu ra đã nghe Lăng Chính Dược hỏi như vậy, hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ tôi chưa tiện đánh giá, có lẽ dự định ban đầu của Ninh Lăng và Chủ tịch Triệu là tốt nhưng phương án này liên quan đến rất nhiều vấn đề có khả thi hay không, có thể đạt mục đích hay không, tôi cảm thấy cần nghiên cứu từ nhiều phương diện, không thể dễ dàng có kết luận, không dễ dàng áp dụng nếu không sẽ phản tác dụng. Lăng Chính Dược thở phào nhẹ nhõm, quan điểm của Viên Chí Kiên về cơ bản nhất trí với hắn. Chẳng qua Viên Chí Kiên nói uyển chuyển hơn một chút. Theo Lăng Chính Dược thấy phương án thí điểm này chỉ là lấy lòng dân chúng, một khi áp dụng sẽ bị đủ vấn đề thực tế làm khó khăn, cuối cùng kết quả chỉ là đống giấy lộn. Hơn nữa mặc dù Ninh Lăng có tài chính hùng hậu để khởi động thì sao chứ? Cũng không thể áp dụng ở nơi khác, một mình Ninh Lăng làm, đây không phải tỏ vẻ sự khác lạ của Ninh Lăng sao? Đây không đơn giản dùng từ không cân nhắc chu toàn là hình dung được, Lăng Chính Dược thậm chí cảm thấy có người có ý đồ. Không nghĩ tới hậu quả của việc này mà chỉ muốn chát vàng lên mặt mình, lấy chiêu bài vì lợi ích nhân dân thực ra trong lòng lại nghĩ cho lợi ích bản thân mà thôi. Anh xem thật kỹ phương án này. Triệu Quốc Đống cũng nói phương án này còn vài điểm chưa chu toàn cần sửa chữa, nhưng tôi cảm thấy sợ rằng không đơn giản như vậy dấu lớn chúng ta cần phân tích xem phương án này có thể áp dụng không. Tôi thấy Triệu Quốc Đống rất có hứng thú nhưng chúng ta phải dùng thái độ khoa học mà nhìn nhận vấn đề, không thể bởi vì ai thích làm mà sơ suất tiến hành. Giọng điệu Lăng Chính Dược khá dồn dập vì tâm trạng chưa được điều chỉnh. Bí thư Lăng, tôi thấy việc này nên sớm đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, trước đó không ngại mời Bí thư Bạch và trưởng ban Anh Lộc xem tài liệu này. Tôi thấy ủy ban tỉnh quá lạc quan về phương án này, quên đi mạo hiểm trong đó. Nếu như tài chính không chống đỡ được chi tiêu lớn như vậy thì không đơn giản tuyên bố kết thúc là xong, nó sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh dự của chính quyền, có thể nói sẽ tạo thành nguy cơ về danh dự của chính quyền cũng không quá. Viên Chí Kiên cũng nghĩ khá xa, Triệu Quốc Đống nếu dám tung phương án này ra nhất định là có ý đẩy mạnh phương án này. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nói phương án cần sửa đổi, như vậy cần tìm được điểm mấu chốt trong đó để từng bước bác bỏ hoàn toàn, mà áp lực tài chính và ảnh hưởng tới dân chúng chính là pháo đạn tốt nhất. Quyển 20, chương 88. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng ý thức được đây sẽ là lần đầu mình trực tiếp đối đầu với Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược rất giỏi về thỏa hiệp. Việc này có quan hệ do y làm công tác tổ chức lâu dài. Lúc nào thỏa hiệp như thế nào, Lăng Chính Dược đều nắm đúng thời cơ. Nhưng không có nghĩa ở vấn đề nào Lăng Chính Dược cũng thỏa hiệp. Làm bí thư tỉnh ủy, nếu như ở một vấn đề tự nhận là nguyên tắc mà có thể thỏa hiệp, như vậy chức bí thư tỉnh ủy này sẽ mất lực hướng tâm. Mình sao không phải như vậy? Vấn đề nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Cải cách y tế mặc dù không phải chủ trương của mình nhưng đứng từ góc độ nào đó mà nói thì Ninh Lăng cũng do mình dẫn hướng nên bắt đầu học cách cân nhắc vấn đề dân sinh nhiều hơn, làm như thế nào ở tình huống phát triển kinh tế cân nhắc tới việc mang lại lợi ích cho dân chúng. Mặc dù Ninh Lăng lựa chọn lĩnh vực khá khó khăn, thời cơ không nhất định quá tốt. Theo ý của Triệu Quốc Đống nếu đợi 1-2 năm nữa sẽ thích hợp hơn. Nhưng nếu đã bước đi thì không thể quay đầu lại. Xây dựng nhà xã hội ở Ninh Lăng làm rất tốt. Còn có một tuần nữa là diễn ra hội nghị công tác xây dựng nhà xã hội toàn quốc ở Ninh Lăng, đây là thời cơ tốt để tuyên truyền Ninh Lăng. Nhưng Ninh Lăng không thể chỉ dừng ở giai đoạn này, hơn nữa xây dựng nhà xã hội là con đường còn rất dài, nhất là Ninh Lăng gặp áp lực của mấy trăm ngàn dân nhập cư cùng dân nông thôn vào đô thị. Làm như thế nào giải quyết được khó khăn mà các đô thị Trung Quốc gặp phải hiện nay cũng là điểm đáng để thăm dò. Công tác xây dựng nhà xã hội cần đẩy mạnh mà các vấn đề khác có lợi cho dân chúng cũng không thể buông xuống. Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đã từ từ bắt được một ít quan điểm của mình, hơn nữa mấy người đó cũng dần hình thành quan điểm gần nhất trí. Giống như Triệu Quốc Đống ngồi nói chuyện với bọn họ vậy, kết quả mà Đảng Cộng sản muốn phải phục tùng mục đích là làm cuộc sống của quần chúng nhân dân tốt đẹp lên. Nếu Đảng Cộng sản quên cái này thì căn cơ sẽ dao động. Mà hiện nay Đảng ủy, chính quyền địa phương nhiều nơi đều không làm tốt ở phương diện này. Nhất là đám lãnh đạo địa phương thường thích làm mấy công trình to tát còn lợi ích của dân chúng vứt sang bên, hoặc lấy đủ lý do khó khăn để từ chối, hoàn toàn quên thiên chức và trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền mình. Anh không thể lấy khó khăn khách quan mà vứt nó sang bên, anh phải nghĩ biện pháp để cải tiến, thực hiện mới được.
Đây không chỉ là vấn đề cấp bách nhất, khó giải quyết nhất, hơn nữa còn cần phải để Lăng Chính Dược và những người xung quanh y thừa nhận việc này. Viên Chí Kiên không hề nghi ngờ có quan điểm khác ở vấn đề này. Mặc dù vừa nãy nhà xã hội không nói một câu nhưng hơi thở toát ra làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được. Mà Lăng Chính Dược không đồng ý làm Triệu Quốc Đống có thể tưởng tượng sau khi mình đi, hai người kia sẽ thảo luận xem làm như thế nào để hoàn toàn bác bỏ ý kiến của mình trong hội nghị thường ủy. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười tự giễu, vẫn cảm thấy mình và Lăng Chính Dược mặc dù có không ít khác biệt nhưng do hai bên cẩn thận duy trì nên tấm khăn che mặt vẫn được bảo vệ khá tốt. Dù là Long Ứng Hoa cố gắng phá vỡ quan hệ này, còn có cả Dương Thiếu Bằng Hiếu Chiến cũng không thể xé rách mối quan hệ này. Nhưng lần này có lẽ hai bên sẽ phải cứng đối cứng. Không biết Trung Dược Quân đã chuẩn bị tư tưởng chưa? Bên ủy ban tỉnh Triệu Quốc Đống tin không có vấn đề gì. Dù Long Ứng Hoa có gây rối như thế nào, dù Tào Ninh có thái độ gì đi nữa cũng không quan trọng. Sau khi bộ máy ủy ban tỉnh mới thành lập tới nay, Triệu Quốc Đống vẫn cố hết sức đẩy mạnh quan điểm phát triển kinh tế phục vụ dân sinh của mình, đưa ra nếu như phát triển kinh tế không thể mang lại lợi ích cho dân chúng thì dù là lý do gì cũng không được. Mặc dù trước đó đám người Khang Nhân Lương, Trương Hoành Vĩ cảm thấy mình hơi quá nhưng Triệu Quốc Đống không ngừng dùng các biện pháp để phản ánh những lợi ích mà dân chúng nhận được sau cải cách tới nay cùng với trích dẫn một ít số liệu của nước ngoài, đưa ra phát triển dân sinh cũng không phải là đối lập với phát triển kinh tế mà đó là sự hài hòa, thúc đẩy lẫn nhau. Âm thanh bất đồng ở ủy ban tỉnh dần biến mất, thay vào đó là làm như thế nào để phát triển kinh tế và phát triển dân sinh kết hợp tốt với nhau. Bên tỉnh ủy thì Triệu Quốc Đống không quá nắm chắc, trên thực tế bộ máy tỉnh ủy khá phức tạp. Đám người Bạch Nhất Minh cùng Phùng Cương có tâm tư khá cẩn mật, khó nắm bắt, có lẽ cùng một vấn đề ở thời điểm khác nhau sẽ có câu trả lời khác nhau. Cần đến thì đến sớm cũng hay, mặc dù Triệu Quốc Đống vẫn muốn né tránh va chạm nhưng nếu vì muốn né tránh mà vứt bỏ nguyên tắc của mình, như vậy hắn là một chủ tịch tỉnh không đủ tư cách. Gì có thể nhường, gì không thể, Triệu Quốc Đống biết rõ. Có vài thứ nhất định phải kiên trì tới cùng, dù gặp khó khăn hoặc thất bại nhưng không quan trọng. Dương Kính Quang phát hiện mình rơi vào hoàn cảnh tiến thối khó khăn. Phản ánh cải cách y tế của Ninh Lăng có nhiều thiếu sót, nhất là ở vấn đề sử dụng nhưng không thể không phủ nhận tính phương hướng và tính tiến bộ của nó. Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ nhìn trúng điểm này trong phương án. Mà việc đưa phương án cho các thành viên đảng ủy ban tỉnh đã nói rõ vấn đề, chỉ là hy vọng mọi người đưa ra ý kiến của mình trong vấn đề chi tiết và kỹ thuật. Dương Kính Quang khẽ thở dài một tiếng. Ủy ban tỉnh có lẽ không vấn đề gì nhưng bên tỉnh ủy thì sao? Lăng Chính Dược sợ là sẽ không đồng ý. Theo Lăng Chính Dược thấy đây không khác gì là bước vào đống gai nhọn, không bằng lui một bước xem tình hình, chờ thời cơ chín rồi vào cũng không muộn. Dương Kính Quang không cho rằng ở ván bài này Triệu Quốc Đống sẽ thắng. Sự thăng bằng yếu ớt của Dương Kính Quang và Triệu Quốc Đống mặc dù thể hiện khá mơ hồ nhưng là một chiếc khăn che mặt mỏng manh, cảm giác không tin tưởng nhau vẫn còn tràn ngập. Bất cứ lúc nào cũng có thể vì một điểm khác biệt mà đứng ra đối đầu nhau. Dương Kính Quang trong lúc nhất thời cũng không thể dùng lời để hình dung cái nhìn của mình với việc này. Nói về lý trí thì y mặc dù không muốn phản đối nhưng trong quá trình áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng về tình cảm mà nói thì Dương Kính Quang lại rất kính trọng khi Ninh Lăng đưa ra phương án này, Trung Dược Quân dám can đảm ủng hộ thí điểm phương án này cũng là có ý đánh bạc với tiền đồ chính trị. Một người mới lên làm thường vụ tỉnh ủy. Với xu thế phát triển hiện nay của Ninh Lăng nếu muốn ổn định thì mặc dù không thể bay tận trời như Triệu Quốc Đống nhưng ít nhất tích lũy lý lịch 2-3 năm rồi sang tỉnh khác đi tới vị trí quan trọng hơn như chức phó chủ tịch thường trực tỉnh hoặc trưởng ban tổ chức cán bộ cũng là bình thường. Mà Trung Dược Quân bây giờ làm thế chính là muốn đánh cuộc. Có lẽ Triệu Quốc Đống ảnh hưởng quá lớn, có lẽ Trung Dược Quân thật sự tin tưởng Ninh Lăng một lần có thể thành công, dù gặp chút vấn đề thì vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Dương Kính Quang đã đọc phương án này vài lần, cũng chăm chú nghiên cứu vấn đề mà câu hỏi mà các vị chuyên gia đưa ra, vấn đề chủ yếu là hai điểm đó là cảm giác đạo đức của dân chúng. Nếu như mọi người cảm thấy đây là bữa ăn miễn phí, bệnh nhỏ cũng đòi nằm viện thì chính là tiêu tốn tài nguyên, bệnh viện cũng sẽ nhân cơ hội đòi mua sắm các thiết bị máy móc, cơ chế giám sát có thể nào chặn được toàn bộ vấn đề này không? Một điểm khác là tài chính có thể duy trì cho việc cải cách y tế này không? Còn một vấn đề ẩn nhưng mẫn cảm hơn, Dương Kính Quang tin nhiều người chú ý nhưng không nói đó chính là phương án này đưa ra có ảnh hưởng đến chính sách cải cách y tế mà Trung ương đang dự định làm không? Có phù hợp ý đồ của Trung ương không? Dương Kính Quang không biết Triệu Quốc Đống nghĩ sao về điểm này, y không tin Triệu Quốc Đống không thấy điểm này.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì điểm này còn vi diệu, phức tạp hơn nhiều so với hai điểm trước. Hai điểm trước anh chỉ có thể nói là do kỹ thuật sử dụng và tài chính ủng hộ, về sau liên quan đến ý đồ chính trị. Đương nhiên không ai có thể nói ra vấn đề này ra ngoài. Quyển 20, chương 8-19. Sẽ có phiền phức. Trung Dược Quân hít sâu một hơi, vẻ mặt không có gì khác lạ nhưng hai tay nắm chặt, đây là biểu hiện khi Trung Dược Quân khẩn trương. Người bình thường không rõ nhưng Triệu Quốc Đống lại biết rõ. Không phải là phiền phức mà là rất phiền phức. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống khá nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ mê man giống như là vừa hạ quyết tâm gì đó. Có lẽ sẽ thất bại, bị hội nghị thường ủy bác bỏ. Sau khi Trung Dược Quân lên làm thường vụ tỉnh ủy thực ra ít ngồi riêng với Triệu Quốc Đống, không phải do quan hệ hai người nhạt đi mà do Trung Dược Quân càng lúc càng hiểu về quan điểm, ý nghĩ của Triệu Quốc Đống, hai người nhiều lúc chỉ cần gọi điện nói chuyện vài câu là hiểu ý. Trung Dược Quân ở hội nghị vẫn đại biểu cho một phiếu, dù ngồi ở chỗ nào thì lời nói cũng có trọng lượng. Nhất là Ninh Lăng đang đứng đầu về kinh tế của cả tỉnh thì vị trí của Trung Dược Quân càng được củng cố. Trung Dược Quân thoáng trầm ngâm, hắn thấy vẻ biến hóa trong mắt Triệu Quốc Đống như là không quá để ý kết quả của việc này, điều này làm Trung Dược Quân thoáng yên tâm. Phản ánh này mặc dù lấy danh nghĩa của quận Tây Giang trình lên nhưng thực ra cũng đại biểu cho quan điểm, chủ trương chính trị của Ninh Lăng. Từ góc độ nào đó mà nói cũng là lần đầu Trung Dược Quân phát ra tiếng nói ở cấp tỉnh của mình, cũng là dấu hiệu y có quan điểm chính trị độc lập. Bị bác bỏ thì cũng cần có lý do chứ. Trung Dược Quân cười nói. Nếu như phương án không phù hợp trào lưu, không cân nhắc đến lợi ích nhân dân hoặc không có khả năng ứng dụng thực tế thì bị bác bỏ là đương nhiên nhưng cũng phải làm người ta phục chứ. Ha ha, sao, không kiên nhẫn được sao? Triệu Quốc Đống cười cười, Trung Dược Quân mặc dù vẫn trầm ổn nhưng hắn biết Trung Dược Quân có khúc mắc trong lòng. Cái này không phải, làm gì cũng nhất định có ý kiến khác nhau. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng, không sợ có ý kiến, có thì sửa mà nhưng không thể không nói gì đã một gậy đánh chết chứ. Trung Dược Quân bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm y cũng thấy mình quá nóng vội. Đây coi như là hành động thứ nhất sau khi mình làm lãnh đạo Ninh Lăng, y đương nhiên phải coi trọng. Xây dựng nhà xã hội được đẩy mạnh từ lúc Triệu Quốc Đống còn ở Ninh Lăng, bây giờ Ninh Lăng đã đi đầu cả nước. Trong hội nghị công tác xây dựng nhà xã hội toàn quốc diễn ra vào tuần sau ở Ninh Lăng, một vị phó thủ tướng, mấy vị lãnh đạo chủ yếu của Bộ Xây dựng, Bộ Đất đai cũng tới tham gia, có thể nói đây là hội nghị cấp cao nhất từ khi Trung Dược Quân lên làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, mà nó cũng có nghĩa công tác xây dựng nhà xã hội của Ninh Lăng đạt được thành tích, đây là vinh quang của Ninh Lăng. Nhưng Ninh Lăng không thể chỉ dừng ở mức này. Triệu Quốc Đống đã sớm nói kinh tế Ninh Lăng đã phát triển nhưng sự nghiệp xã hội còn kém quá xa, làm như thế nào để phát triển kinh tế và phát triển sự nghiệp xã hội thích ứng với nhau, để quần chúng nhân dân hưởng được lợi ích thì đó là điều mà thị ủy, ủy ban Ninh Lăng cần cố gắng. Đây cũng là nguyên nhân mà Trung Dược Quân suy nghĩ mãi mới quyết định áp dụng cải cách y tế. Chỉ có cải cách y tế mới ảnh hưởng đến hàng chục ngàn, trăm ngàn hộ dân. Nếu có thể giải quyết vấn đề này coi như là một bước đi để giảm chênh lệch giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn. Đúng là vì bước đi này không tầm thường nên Trung Dược Quân phải suy nghĩ rất nhiều mới có quyết định. Dược Quân, Ủy ban tỉnh vẫn thảo luận phương án của Tây Giang, có thể anh và Văn Khôi cũng thấy được một ít vấn đề mà các vị chuyên gia đưa ra. Tôi thấy nếu đứng ở góc độ của các vị chuyên gia thì phương án này của Tây Giang đúng là còn chưa chu toàn, còn có điểm cần phải sửa lại. Tôi nghĩ chúng ta không nhất định phải chờ đến khi xuất hiện vấn đề mới nghĩ biện pháp giải quyết mà cố gắng thực hiện một cách chu đáo nhất. Đương nhiên mặc dù là như vậy nhưng vấn đề khẳng định vẫn có, chẳng qua chúng ta chuẩn bị nhiều một chút thì công việc sau này sẽ dễ dàng hơn. Triệu Quốc Đống không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trung Dược Quân mà nói thẳng tới phương án. Chủ tịch, nghi vấn của các chuyên gia tôi cũng đã xem, tôi cũng yêu cầu các đồng chí phụ trách việc này của thị xã tiến hành nghiên cứu về tỷ lệ chi tiêu bảo hiểm y tế của cán bộ công nhân viên chức trong mấy năm qua ở Tây Giang, cũng tính tổng dân cư Tây Giang xem tiêu tốn bao nhiêu tiền chữa trị hàng năm, cũng thích hợp tăng lên, tôi cảm thấy tài chính của quận Tây Giang có thể chống đỡ được, hơn nữa có thể cam đoan trong thời gian dài. Trung Dược Quân biết Triệu Quốc Đống đề cập vấn đề gì, y cũng sớm chuẩn bị tư tưởng cho nên không chút hoang mang nói. Về vấn đề chứng thực giám sát thì tổ chức y tế có thể cùng với bệnh nhân chiếm tài nguyên nhà nước, khả năng này cũng tồn tại nhưng tôi nghĩ thứ nhất chúng ta có thể thông qua việc tăng cường giám sát để giảm thiểu, ngoài ra càng quan trọng hơn là dẫn các tổ chức y tế tư nhân đến cạnh tranh. Tôi cảm thấy sẽ ở trình độ lớn nhất hóa giải vấn đề này, tôi nghĩ không thể vì khó khăn mà chúng ta nhịn không làm. Anh nói cũng có lý nhưng tôi cảm thấy chưa đủ tính thuyết phục,
thậm chí tôi cũng chưa bị thuyết phục thì sao có thể đi nói chuyện với các thường vụ khác. Triệu Quốc Đống rất thưởng thức sự kiên định của Trung Dược Quân. Chủ tịch, tôi cảm thấy trong này còn có một vấn đề mà không phải bản thân của phương án. Trung Dược Quân lắc đầu không tán thành cái nhìn của Triệu Quốc Đống. Tôi không phủ nhận phương án này còn nhiều vấn đề nhưng có vài vấn đề bây giờ không thể đánh giá ngay được, phải chờ đến khi áp dụng thực tế mới phát hiện được, mà trong quá trình này sẽ không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện, không phải một lần là xong. Tôi tin bất cứ một phương án lớn nào đều cần bổ sung hoàn thiện thì mới có thể có câu trả lời hoàn mỹ. Nhưng nếu ngay từ đầu đã có thành kiến thì tôi nghĩ dù như thế nào người đó cũng không hài lòng, sẽ vạch lá tìm sâu mà không phải suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một lúc lâu mới mỉm cười gật đầu nói. Phương án không thuyết phục tôi nhưng anh thuyết phục được tôi, bất cứ thứ gì mới đều cần một quá trình trưởng thành, mà chúng ta phải có tâm trạng khoan dung, nhìn nhận một cách khách quan mới được. Theo thời gian từng ngày trôi qua, hội nghị công tác xây dựng nhà xã hội toàn quốc bắt đầu được tổ chức ở thị xã Ninh Lăng, An Nguyên. Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Ngô Nhược Ngu có mặt tham gia hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách quản lý xây dựng nhà xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nhà đất các tỉnh đều phải tham gia hội nghị. Mà nghe nói Thủ tướng Quốc vụ viện Tô Giác Hoa cũng chuyên môn có phê duyệt cho hội nghị, yêu cầu các tỉnh đứng ở độ cao chính trị nhìn nhận vấn đề xây dựng nhà xã hội, làm sát dân tình, giải quyết lo lắng của dân. Toàn bộ tỉnh An Nguyên từ trên xuống dưới đều dồn tâm trí cho hội nghị này. Hội nghị cấp nhà nước tổ chức ở Ninh Lăng đủ thấy đây là khẳng định cho công tác xây dựng nhà xã hội của Ninh Lăng. Người có tin tức nhạy bén lặng lẽ truyền tin là phương án cải cách y tế trong thời gian trước của Ninh Lăng không được tỉnh tán thành mà sớm bộc lộ ra chính là muốn tỉnh bị động, bây giờ ở trạng thái cưỡi hổ khó xuống, vì vậy tỉnh đang khá tức tối, nhất là bí thư tỉnh ủy Lăng Chính Dược nghe nói không tham gia hội nghị lần này. Đổi lại do Chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống và Phó Bí thư tỉnh ủy Bạch Nhất Minh tham gia. Trong lúc nhất thời đủ lời đồn bay ngập trời, có nói Lăng Chính Dược trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy không điểm danh phê bình Ninh Lăng, cũng có nói Bí thư thị ủy Ninh Lăng Trung Dược Quân và Bí thư thị ủy An Đô Quan Kinh Sơn có mâu thuẫn về công tác xây dựng nhà xã hội, cũng có nói Phó Bí thư tỉnh ủy Bạch Nhất Minh trong một trường hợp đã phê bình vài nơi mơ ước xa vời, thích làm chuyện lấy lòng dư luận. Quyển 20, chương 90. Ngày 27 28 phần 6, Hội nghị công tác xây dựng nhà xã hội toàn quốc diễn ra ở thị xã Ninh Lăng, An Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Ngô Nhược Ngu có mặt tham gia hội nghị phát biểu lời quan trọng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nông Kiến Bình, lãnh đạo chủ yếu các bộ đất đai, tài nguyên nhân lực cũng tới tham gia. Bên phía An Nguyên có Bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Lăng Chính Dược, Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống, Phó Bí thư tỉnh ủy Bạch Nhất Minh. Thường vụ tỉnh ủy Bí thư thị ủy Ninh Lăng, Trung Dược Quân, Phó Chủ tịch tỉnh Dương Thiếu Bằng cũng tham gia hội nghị. Các vị đại biểu tới thăm tình hình xây dựng nhà xã hội ở quận Tây Giang, quận Đông Giang cùng với huyện Thương Hóa, cũng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm. Chủ tịch ba quận, huyện đều đứng ra giới thiệu về những việc mình đã làm được trong công tác xây dựng nhà xã hội mấy năm qua. Hai quận Tây Giang, Đông Giang nói về việc xây dựng nhà xã hội có tác dụng như thế nào đến bình ổn giá nhà cùng hấp dẫn nhân tài từ ngoài đến. Cũng giới thiệu các loại nhà xã hội. Mà huyện Thương Hóa thì chủ yếu giới thiệu làm như thế nào xây dựng nhà xã hội được tốt ở tình huống tài chính không phát triển quá mức, được dân chúng tán thành và ủng hộ ra sao. Trên hội nghị đại biểu vài tỉnh xây dựng nhà xã hội tương đối tốt cũng nói về kinh nghiệm của mình. Hội nghị kéo dài tới trưa, bữa trưa tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên bày tiệc ở khách sạn Sheraton mời đại biểu ở các tỉnh, thành anh em trong toàn quốc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đại biểu các tỉnh liền tự trở về tỉnh mình. Sân bay Ninh Lăng là nơi đầu tiên bọn họ chọn, cũng là tấm danh thiếp giới thiệu điều kiện giao thông của Ninh Lăng. Sân bay Đông Trại Ninh Lăng sau một năm phát triển đã có lượng hành khách tăng kinh người, chỉ riêng từng tháng đã tăng trên 30%. Mà các thị xã lân cận Ninh Lăng như Nam Hoa, Vĩnh Lương, Tân Châu, Thông Thành thậm chí khu vực tương Tây lân cận cũng có tuyến xe buýt đi thẳng tới sân bay Đông Trại. Về phần các huyện của Ninh Lăng thì cứ mỗi tiếng có vài chuyến xe đến sân bay, một mạng lưới giao thông quanh quẩn sân bay đang nhanh chóng phát triển. Các tuyến chính từ Ninh Lăng bay đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến ban đầu ngày một chuyến phát triển đến ngày 3-4 chuyến, đợt Tết thậm chí còn tăng lên 5-6 chuyến. Mà đầu tháng 6 vừa rồi Ninh Lăng còn khai trương tuyến bay thẳng đến gần như tất cả các tỉnh thành, thành phố cấp phó tỉnh trong cả nước.
có thể nói tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và lưu lượng người qua lại tăng mạnh khiến sân bay Đông Trại từ lúc khai trương đến giờ đã và đang tiến vào giai đoạn mở rộng cực nhanh, tốc độ tăng lượng hành khách làm người ta sợ hãi. Cũng may sân bay Đông Trại ngay từ đầu đã được xây dựng với quy mô khá lớn, lúc xây dựng có không ít người lên án mơ tưởng xa vời nhưng bây giờ xem ra làm như vậy là rất sáng suốt, nếu không sân bay mới xây dựng xong 2-3 năm lại không thể không cân nhắc trạm hàng không mới thì chỉ sợ thành điển hình của tầm nhìn hạn hẹp. Đưa hành khách ra sân bay đăng ký là nhiệm vụ chính của Trung Dược Quân và Dương Thiếu Bằng. Lãnh đạo các tỉnh lục tục đến sân bay, đương nhiên cũng có một bộ phận khách chọn ở lại tham quan du lịch ở Ninh Lăng vài ngày, coi như đây là học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch của Ninh Lăng. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân cùng với vườn quốc gia Cô Lỗ Câu, thành cổ Thổ Thành. Đây đều là những điểm đến nổi tiếng trong cả nước, ít nhất có một nửa khách lựa chọn ở lại tham quan du lịch Ninh Lăng 3 ngày. Ngô Nhược Ngu không trực tiếp từ Ninh Lăng bay về Bắc Kinh mà về An Đô trước, sau đó nghe tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên báo cáo một ít công tác ngoài xây dựng nhà xã hội. Cải cách y tế ảnh hưởng đến lợi ích của hàng trăm triệu hộ dân, nhất định phải thận trọng. Trung ương bây giờ cũng đang nghiên cứu nhưng do mâu thuẫn rất nhiều, vấn đề khá nhiều cho nên vẫn chưa đưa ra một quy định rõ ràng. Tôi không phản đối tiến hành thí điểm ở vài nơi đủ điều kiện nhưng trước đó cần phải điều tra đầy đủ. Một thí điểm thành công và không thành công thường thường có quan hệ lớn đến việc có điều tra, nghiên cứu rõ ràng hay không. Ở vấn đề này, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên cần thận trọng nghiên cứu. Đây là lời nói của Ngô Nhược Ngu về vấn đề cải cách y tế của An Nguyên. Vấn đề cải cách y tế thời gian trước đã bị các kênh truyền thông lớn của cả nước đưa tin, thời gian này nguội đi chủ yếu là do An Nguyên án binh bất động, không ít truyền thông đang nghi ngờ An Nguyên tại sao chỉ tạo sấm mà không đổ mưa. Cũng có chuyên gia cho rằng ở vấn đề này chính quyền địa phương không nên tiến hành nếu không sẽ ảnh hưởng đến phương châm của Trung ương. Ngô Nhược Ngu không rõ ràng ủng hộ hay phản đối An Nguyên tiến hành thí điểm cải cách y tế nhưng có nói dù làm hay không đều cần nghiên cứu và chuẩn bị trước, cẩn trọng đối đãi. Thái độ mơ hồ này cũng đại biểu cho Trung ương bây giờ chưa có thái độ rõ ràng. Trước khi thí điểm thì rất nhiều vấn đề không thể đoán trước, bởi vì giá thuốc tăng cao, đạo đức của nhân viên y tế. Ai cũng muốn kiếm lợi từ việc này, mà bệnh nhân lại thành miếng thịt trong mắt đám người kia, làm như thế nào từ chế độ áp chế được sự hủ bại đó là vấn đề rất khó giải quyết, không thể vì phương án thí điểm làm cho hủ bại trong ngành y tế trở nên thịnh hành hơn. Mà cải cách y tế nếu muốn thành công chính thức thì đầu tiên phải giải quyết vấn đề cơ chế giám sát. Hình thức chính quyền mua thiết bị y tế nhìn như là biện pháp tốt nhất, ngoài ra mở rộng ra với cơ sở tư nhân, tiến hành hoàn toàn công khai, trong suốt. Đây là phá vỡ sự lũng đoạn của cơ sở y tế công lập. Nhưng trong thời gian ngắn cơ sở y tế tư nhân có thể gánh vác trọng trách này không? Người bệnh có phủ nhận cơ sở y tế tư nhân không? Đây cũng cần kiểm chứng trong thực tế. Ngô Nhược Ngu không đưa câu trả lời cho An Nguyên, điều này có nghĩa hai bên có thể giải thích ý đồ của Trung ương theo ý mình. Theo Lăng Chính Dược thấy quan điểm của Trung ương rất rõ ràng đó là cải cách y tế nhất định phải đi nhưng hiện nay việc điều tra chưa chu toàn, không dễ dàng mở lỗ hổng. Nếu không một khi xảy ra vấn đề chẳng những ảnh hưởng đến lợi ích đông đảo quần chúng, còn ảnh hưởng đến danh dự của chính quyền, cũng ảnh hưởng đến chính sách chung của Trung ương. Nhưng đám người Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân lại không thấy như vậy. Bọn họ cho rằng thái độ của Ngô Nhược Ngu đã nói rõ tất cả, không chối bỏ địa phương tiến hành thí điểm, thậm chí cũng thừa nhận cần phải tiến hành thí điểm phát hiện vấn đề, cũng biến tướng tỏ vẻ có thể tiến hành thí điểm trong quy mô nhỏ. Chỉ là yêu cầu chính quyền địa phương cần cân nhắc đầy đủ khó khăn và vấn đề sẽ xuất hiện. Quan điểm của Ngô Nhược Ngu không giảm sự khác biệt của đôi bên mà còn kích thích sự đối lập hơn. Xu thế này là không ai thuyết phục được ai, như vậy kết quả cuối cùng là ngả bài trong hội nghị thường ủy. Thoạt nhìn làm vậy là hơi quá, thí điểm công việc ở một cấp quận mà phải đưa ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy biểu quyết, nhưng thí điểm này được quần chúng nhân dân chú ý như vậy, truyền thông cũng chú ý như vậy, anh không thể không cẩn thận cân nhắc. Sau sinh nhật lần thứ 67 của Đảng, vấn đề cải cách y tế là tâm điểm chú ý từ trên xuống dưới của cả tỉnh An Nguyên, cũng là vấn đề khó khăn trong lòng Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống. Quyển 20, chương 9-11. Cỏ phải cảm thấy như ngồi trên lưng hổ không? Có lẽ chú nên đi gặp Phó Thủ tướng Ninh mới được. Thái Chánh Dương nói khá nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng. Tôi nghĩ Phó Thủ tướng Ninh rất chú ý việc này, cũng thích nghe người ở cơ sở báo cáo. Chú có thể báo cáo tình hình càng chính xác một chút. Anh có phải lo việc này sẽ làm quan hệ giữa em và Lăng Chính Dược trở nên căng thẳng? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút mới nói.
Cái này phải xem chú giải thích như thế nào. Chú cảm thấy chú và y bây giờ còn có thể ngồi xuống giải quyết hòa bình ở vấn đề này sao? Nếu có thể thì đừng đi, nếu như không được thì anh đề nghị chú đi, không nên lo Phó Thủ tướng Ninh sẽ có cử động gì, ở tầm của y thì dù có khuynh hướng cũng tuyệt đối không tùy tiện tỏ vẻ. Chú đi như vậy ít nhất có thể để y hiểu rõ tình hình một cách trực quan. Nếu y tán thành có lẽ sẽ có tác dụng khá vi diệu. Thái Chánh Dương nói với ý khá có thể hình dung. Triệu Quốc Đống nhạy cảm nắm bắt được hàm nghĩa mà Thái Chánh Dương lộ ra. Thái ca, có phải Trung ương có tinh thần gì mới không? Mũi của chú thính thật đó. Thái Chánh Dương cười mắng. Ngày 5 tháng 7 Bộ Chính trị tiến hành cuộc học tập chỉ thị kỳ họp thứ 6, Trung ương đưa ra việc muốn thực hiện chính sách thân dân, yêu dân, vì dân vào thực tế, đặt chuyện quần chúng nhân dân quan tâm nhất lên đầu, cần không ngừng thí điểm sáng tạo trong công việc. Lần này Trung ương đẩy việc này lên rất cao đồng thời chuyên môn đề cập đến phải để dân chúng bình thường cảm nhận tính ưu việt của nền xã hội chủ nghĩa và thành quả cải cách. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Tình hình trong và ngoài nước gần đây biến hóa khá nhiều, thị trường tài chính Mỹ càng lúc càng khủng hoảng, nguy cơ tín dụng tạo thành cơn gió lốc quét toàn nước Mỹ, chính phủ Mỹ ứng phó rất khó khăn, nó cũng khiến thị trường bất động sản Mỹ đóng băng, sau đó ảnh hưởng đến ngành sản xuất của Mỹ rồi truyền tới các ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Trong nước đã đưa ra kế hoạch kích thích tiêu dùng nội địa để phát triển kinh tế, có lời đồn sau khi Olympic kết thúc thì rất có thể Trung ương sẽ tung ra kế hoạch kích thích kinh tế rất lớn, loại dự đoán này cũng khiến lạm phát tăng cao, giá nhà tăng cao và làm dân chúng rất bất mãn. Trung ương cũng ý thức được điểm này nhưng kinh tế Mỹ suy thoái ảnh hưởng lớn đến kinh tế Trung Quốc, Trung ương hiểu đây là thời khắc mấu chốt vì bị sức ép từ hai đầu. Nếu xử lý sai lầm rất có thể làm nền kinh tế Trung Quốc xuất hiện điểm cong. Một khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc dừng lại thì sẽ ảnh hưởng lại đến kinh tế thế giới. Kích thích tiêu dùng nội địa, chuyển hướng từ kinh tế xuất khẩu sang kinh tế nội địa, tất cả các vị chuyên gia kinh tế đều nhất trí cho rằng đơn thuốc mà Trung ương đưa ra có nhiều chính sách nhưng hiệu quả không cao, hoặc là nói dân chúng không chịu nghe. Nguyên nhân chính là cơ chế đảm bảo xã hội không kiện toàn làm dân chúng không dám mở ví tiền, mà nguyên nhân lớn nhất trong đó là y tế, giáo dục và nhà ở không được giải quyết một cách hữu hiệu. Mà y tế lại đứng đầu trong ba vấn đề khó khăn kia. Trung ương đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, nhưng làm như thế nào giải quyết vấn đề để thúc đẩy tiêu dùng nội địa cũng là một vấn đề khá phức tạp. Chỉ riêng vấn đề nhà ở cũng đã gắn liền với nguồn thu tài chính của chính quyền địa phương, ở nhiều nơi đã thành nguồn thu lớn thứ hai của địa phương, mất đi tiền từ đất, tài chính nhiều nơi sẽ gặp nguy cơ sụp đổ, cũng tạo ảnh hưởng rất xấu đối với kinh tế địa phương. Đây là nguyên nhân chính khiến Trung ương mãi không hạ quyết tâm. Vấn đề giáo dục cũng là như vậy, chi phí học tập của con thành gánh nặng lớn cho nhiều gia đình. Theo cuộc sống nhân dân tăng cao, các gia đình càng hy vọng con mình được học tập tốt hơn, khát khao giáo dục cao cấp càng làm cho chi phí tăng mạnh. Về phần y tế càng là khó giải quyết nhất trong ba vấn đề. Nguyên nhân là do bệnh nhân bị bệnh rồi nghèo đi là hiện tượng phổ biến. Nhất là ở nông thôn, một gia đình có bệnh nhân bệnh nặng về cơ bản đẩy cả nhà vào vực sâu tuyệt vọng. Thiếu bảo hiểm y tế khiến nhiều hộ nông thôn không thể không cắn răng vay mượn chữa trị. Có thể nói nhà ở có lẽ thuê nhà hoặc ở nhà nhỏ, xa trung tâm một chút để chống đỡ, học có thể ở các trường bình thường một chút nhưng khi mắc bệnh thì như mình gặp phải tuyệt cảnh mất mạng, điểm này là trở ngại lớn nhất. Cho nên Triệu Quốc Đống mới kiên quyết ủng hộ việc thí điểm của Ninh Lăng, dù làm sớm một năm cũng có thể cứu lại không ít tính mạng. Về phần khác Triệu Quốc Đống không nghĩ xa như vậy. Bí thư Trung ương đã có ý mở lòng cửa nhưng cải cách y tế liên quan quá nhiều vấn đề, thí điểm cũng có thể dẫn tới nhiều mạo hiểm vì vậy Trung ương mặc dù thả lỏng cửa nhưng rất thận trọng, thậm chí không nói rõ ràng, chỉ có thể dựa vào nhạy cảm chính trị của anh mà cảm nhận. Có lẽ nghe bên kia không có âm thanh, Thái Chánh Dương ở bên này nhạy cảm biết Triệu Quốc Đống khó xử, y khẽ cười nói. Được rồi Quốc Đống, chú đã làm chủ tịch tỉnh, đã làm phải không ngừng nếu không sẽ loạn. Dù là làm ra lựa chọn nào cũng tốt hơn chú không có lựa chọn. Nhớ một điều chú phải tỏ thái độ thì mới chứng minh sự tồn tại của chú. Thái Chánh Dương nói như tiếng chuông làm Triệu Quốc Đống rung động. Tồn tại, từ này nhìn như đơn giản nhưng đối với một chủ tịch tỉnh đầy dã tâm mà nói thì nó có tầm quan trọng đặc biệt. Anh chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của mình với các cấp thì mới làm người ta nhớ kỹ, mới có người khi có chuyện nhớ tới anh. Nếu như anh bị coi như không thấy hoặc thấy anh có cũng được hoặc không thì có nghĩa là anh không tồn tại. Bỏ máy Triệu Quốc Đống bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống vẫn bị việc này làm phức tạp, cân nhắc xem làm như thế nào đạt được mục đích của mình, trận này phải thắng.
nhưng mỗi lần cân nhắc đến yếu tố khách quan, chủ quan, Triệu Quốc Đống lại không chắc. Lăng Chính Dược không phải không biết quyết định của mình, y rất tự nhiên phát động sức ảnh hưởng của mình. Làm bí thư tỉnh ủy, điều kiện của y hơn xa Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương nói không sai, thực ra việc không quan trọng ở kết quả, chủ yếu là Trung ương đã có ý khuyến khích thí điểm, anh chỉ cần dám làm thì thực tế đã đạt được thành công. Về phần tỉnh ủy phản đối cũng tốt, phê bình cũng tốt, cái này không quan trọng. Ngay khi Triệu Quốc Đống trằn trọc khó quyết định thì Lăng Chính Dược cũng phiền phức vì việc này. Lúc trước sở dĩ kiên quyết phản đối phương án của Ninh Lăng là vì Lăng Chính Dược cho rằng phương án này còn nhiều khuyết điểm, thiếu sót, có vài vấn đề thậm chí không thể giải quyết từ căn bản, hơn nữa quan trọng hơn là chính sách cải cách y tế của Trung ương vẫn khá thận trọng. Có thể nói thí điểm cải cách y tế chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đúng là ở tình huống này nên Lăng Chính Dược tuyệt đối không muốn An Nguyên đi đầu, bởi vì thành công cũng không mang lại thứ gì thực chất, cuối cùng chỉ được coi là kinh nghiệm mà thôi. Còn nếu thất bại thì hậu quả và sức ảnh hưởng rất ác liệt, thậm chí ảnh hưởng đến chính sách của Trung ương, đây có thể nói là lấy tiền đồ chính trị của mình ra đánh cuộc. Nếu Trung ương thật sự cho rằng thí điểm của An Nguyên mang lại tác động xấu cho chính sách của Trung ương, như vậy bí thư tỉnh ủy An Nguyên sẽ gánh chịu trách nhiệm chính trị. Nhưng tình hình bây giờ đã không giống. Trung ương tổ chức hội nghị bộ chính trị rồi lộ ra vài tin làm Lăng Chính Dược rất mẫn cảm. Trung ương hy vọng địa phương cần dũng cảm đổi mới theo tình hình thực tế, nhất là tiến hành thí điểm ở phương diện liên quan tới quốc kế dân sinh. Đây không thể nghi ngờ là ám chỉ, bây giờ tâm điểm chú ý chính là nhà ở, y tế cùng giáo dục, mà Lăng Chính Dược thậm chí cảm giác được Trung ương có chút ngồi không yên, muốn tiến hành ở vấn đề cải cách y tế, như vậy ai đến làm thí điểm có lẽ chính là tạo ấn tượng tuyệt với dám đứng ra gánh vác trọng trách. Đúng là ở tình huống này nên tâm tư của Lăng Chính Dược bắt đầu có biến hóa vi diệu. Mặc dù y vẫn cho rằng phương án có nhiều khuyết điểm nhưng đây không phải là quan trọng nhất, chủ yếu là Trung ương thấy sao vì phương án thí điểm này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.